Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 336. Giờ phút này bên người hắn âm ma thiên thạch hung quang đại thịnh, tựa hồ cảm nhận được liền Diệp thần ý chí bất khuất, hắn vậy ban đầu mình đầy thương tích thân thể, ở bốc lên xương máu che lồng dưới, lại là lần nữa sống lại. Bây giờ Diệp thần giống như ma thần giáng thế, hắn ánh mắt chỉ là hướng phía trước chiến tuyến lão nhân cùng đế yêu phương hướng liếc một mắt, hơi có tiếc nuối lưu luyến vẻ hiện ra, nhưng rất nhanh, hắn quay đầu nhìn về thiên tuyết tâm bế quan phía sau, hỏa tốc bay vút đi. Một người khu, lần nữa ngăn ở mười mấy vị cường giả trước. Chỉ cần thiên tuyết tâm còn ở, bọn họ liền như cũ có hy vọng. Cho dù là thần, cũng có thể đổ sát. Diệp thần trong lòng rõ ràng, trận chiến này như bại, đem mặc cho người xẻ thịt, cho nên, không thể bại. Các vị, hợp lực đánh chết lão này. Mười mấy vị cường giả thấy Diệp thần cử động như vậy, có chỉ là tức giận cùng sát ý, cho dù là cưỡng ép tăng lên cảnh giới, vậy đoạn không thể nào cùng bọn họ mười mấy người tranh phong. Võ đạo luân hồi đồ phong ấn tán. Yên lặng bầu trời bên trong cho thấy một quyển sán màu vàng kim bức họa, Diệp thần tay cầm một chi long văn ngọc bút, lần trước lưu danh không được, hôm nay bằng vào trạng thái bây giờ, lại là miễn cưỡng đem vậy thần chữ khác ở trên đó. Phẩy một cái một nét, bức họa bên trên sán màu vàng mực điểm tự nhiên, vẽ xuống là nhân gian cảnh tượng thê thảm. Xích huyết mâu. Lần này, Diệp thần đem phong ấn ở võ đạo luân hồi đồ bên trong ngày xưa vũ khí triệu hoán ra, tay cầm vật này, chính là xông về đám người bên trong. Màu đỏ huyết mâu cua múa chỗ, đỏ thắm mang cả ngày ánh chiếu rượu ngày. Mười mấy vị cường giả không khác biệt công kích, đem vạn thần tuyết sơn vươn người chặt đứt, liên miên vạn trượng đỉnh núi bị đánh thành phấn vụn. Diệp thần lại là một mâu vung ra, mâu phong sắc bén chớp mắt, chiếu vào mặt đất, nháy mắt tới giữa, chu vi vạn trượng đất đai bắt đầu nứt nẻ, từng đạo địa tâm nghiệp hỏa phun trào, nóng bỏng sóng lớn đem không gian đều là đốt ra từng tia kẽ hở. Diệp thần thân thể không ngừng bể tan tành nắng hơn tổ, tiếp tục chém giết. Thử! May là lấy hắn cháy máu tươi đổ bê tông thân thể cường hãn, giờ phút này đều là truyền đến từng tia mùi khét, máu thịt ở một tấc thành cho, lại một tấc gây dựng lại. Liền hắn đều là như vậy, tại chỗ mười mấy vị cường giả tất cả đều là khổ không thể tả, mặc dù không có người lần nữa tử trận, nhưng là bị Diệp thần như vậy lối đánh liều mạng nắm mũi dẫn đi. Thằng nhóc này thật là cái người điên. Mười mấy vị cường giả cùng Diệp thần mới vừa kéo ra khoảng cách, vậy quật cường bóng người liền lại là ngay tức thì lợi dụng không gian quy tắc biến ảo vị trí, cấp tốc liều chết xung phong. Màu máu sương mù che đậy chân trời, Diệp thần bên người âm ma thiên thạch trói lọi cũng ở đây tiệm xu ảm đạm, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ là một mạng liều giết mười mấy người. Giết được chư thánh lần lượt tháo chạy. Ca. Một tiếng giòn giã. Diệp thần sau lưng võ đạo luân hồi đồ hư ảnh bắt đầu tan vỡ, vết rách chằng chịt bắt đầu lan tràn, hắn cái này cùng lối đánh, liền võ đạo luân hồi đồ đều là sắp bể tan tành. Giờ phút này Diệp thần thân thể sớm đã là mình đầy thương tích, âm ma thiên thạch dốc hết có thể, năng lực khôi phục vậy không đuổi kịp Diệp thần bị thương tốc độ. Trong tay màu máu trường mâu bắt đầu đổi được hư ảo. Mọi người lại chống đỡ một hồi, thằng nhóc này lập tức xong đời. Toàn lực mở phòng ngự trạng thái mười mấy vị cường giả thấy Diệp thần khác thường, chợt cũng là chuyển thủ thành công, bắt đầu phản kích. Diệp thần cười to, một ngụm máu tươi kẹp theo phủ tạng thịt vụn thối trên đất, nói, xong đời. Xong đời là các ngươi. Đại thiên tầng lầu không thể dùng, thiên kiếm cũng có thể. Một khắc sau, võ đạo luân hồi đồ tiêu tán, xích huyết mâu vỡ nát, Diệp thần tay không đứng ngạo nghễ hư không, dưới chân nghiệp hỏa không ngừng lan tràn. Cả dãy núi bị đánh xuyên, trước mắt tan hoang. Trận tự quyết, tai nạn kiếm trận. Diệp thần bước chân đạp một cái, trực tiếp sử dụng trận tự quyết, một cái cho đen trận pháp, lập tức từ trên trời hạ xuống, bao phủ xuống. Suy, Diệp thần trong tay tai nạn thiên kiếm, cũng là ngay tức thì bay ra, cùng trận pháp kia dung hợp, đế kết thành một cái tai nạn kiếm trận. Lấy Diệp thần trước mắt trận tự quyết thành tựu, cơ hồ có thể làm được tùy mình muốn. Tùy ý bố trí trận pháp, không phí nhiều sức. Kiếm trận một thành, tai nạn thiên kiếm phân quang hóa ảnh, bộc phát ra ngàn vạn tầng kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí sau lưng, lại mang theo thiên tai thần phạt hơi thở, các loại lửa cháy bừng bừng sấm sét, bão tuyết gió lớn, gào thét gầm thét, vô cùng nguy nga. Ngàn vạn đạo kiếm khí, xen lẫn ngập trời tai nạn thần phạt, hướng đám người bão giết đi.
Tên này lại có thiên kiếm, hắn điên rồi, muốn cùng chúng ta lấy mạng đổi mạng. Mười mấy vị cường giả chăm chú nhìn, người nhẹ nhàng thối lui, bọn họ cũng muốn thời gian đầu tiên đánh chết Thiên Tuyết Tâm, có thể Diệp Thần cái này liều mạng điệu bộ, ai đi lên trước ai đều phải bị kéo xuống nước. Mọi người tuy nói là liên minh, nhưng không người không tiếc mệnh, Diệp Thần ngoại trừ. Mắt gặp Diệp Thần ra tay, mười mấy vị cường giả vội vàng lui bước trăm trượng xa. Liên Liên ở một bên cùng cụ già kịch chiến đế yêu, chân mày cũng là nhíu một cái. Một tiếng vang thật lớn, vang khắp thiên địa. Rồi sau đó, bụi bặm lắng xuống. Diệp Thần bóng người nửa quỳ xuống, mùi khét từ hắn trên mình truyền tới, vậy thối lui mười mấy tên cường giả, có chết bị thương, nhưng là vẫn có chiến lực tồn lưu. Hô! Diệp Thần lần nữa vùng vẫy đứng dậy, âm ma thiên thạch là hắn một lần cuối cùng tu bổ gây dựng lại thân thể, hoàn toàn lâm vào yên lặng, võ đạo luân hồi đồ ảm đạm, xích huyết mâu tiêu tán, hết thảy đều đã hạ màn. Hắn ánh mắt bình tĩnh, mong về phía sau, vậy đã sớm bị hủy diệt một phiến đất trống, Diệp Thần buồn bã cười một tiếng. Vẫn là không được sao. Dốc hết liền toàn bộ thủ đoạn, dù là thời khắc này Diệp Thần lần nữa đứng dậy, đều là không làm được tái chiến. Vẫn có 7-8 tên cường giả, lần nữa chậm rãi hướng Diệp Thần đi tới, mặc dù bị tổn thương, nhưng còn được đánh một trận. Xem ra, nơi này chính là sau cùng quy túc. Diệp Thần ý thức bắt đầu mơ hồ, quanh thân không ngừng bị dùng mình ăn mòn ý thức hắn, một ngụm máu tươi hụ ra, một tiếng không cam lòng gầm thét chấn triệt chân trời, thân thể thẳng tắp té xuống, nhưng là ngã xuống một vị cụ già trong ngực. Đứa nhỏ, không hổ là ta nhìn chúng người, nửa bước quá thật dung mạo, tàn sát mười mấy vị bái nguyệt môn cường giả. Một cái bàn tay gầy guộc nhận lấy sắp ngã xuống Diệp Thần, rất hiển nhiên, cụ già trạng thái vậy rất gay gâu, nhìn lại đế yêu một khối. Trừ hắn ra, còn có 4 tên cường giả đứng ở sau lưng. 5-2, Diệp Thần trọng thương, cụ già cũng là như vậy. Đế yêu con ngươi liền tràn đầy sát ý, bất quá là một người già một trẻ, hai người lại đem bái nguyệt yêu môn gần 20 vị cường giả tất cả đều chém chết. Dù là hôm nay chiến thắng, yêu vực ngày sau ở nhân tộc trước mặt, đều đưa sẽ không ngóc đầu lên được. Các ngươi đáng chết, đế yêu vậy tràn đầy sát ý con ngươi tiệm xu bình tĩnh, nhưng là vô cùng kiên định. Lắc người một cái, một chưởng vỗ vào cụ già ngực. Vậy khô héo thân ảnh gầy yếu đổ bay ra, trùng trùng đập xuống đất, vùng vẫy đứng dậy, nhưng là cười lớn một tiếng, bái nguyệt yêu môn, nhất định chính là một cười nhạo. Nửa bước quá thật cảnh tiểu tử thần, cũng có thể đem các ngươi giết tuyệt, trận chiến này chúng ta dù chết, nhưng động tĩnh này không gạt được người trong thiên hạ. Ngày mai, người yêu vực liền sẽ bị ta nhân tộc tắm máu. Cụ già ngửa mặt lên trời cười dài. Đã là làm xong liều chết chuẩn bị. Đế yêu sắc mặt tái xanh, lần nữa tập sát tới. Diệp Thần mở mắt ra, nhìn hết thảy trước mắt, thời khắc này hắn ngay cả động động đầu ngón tay khí lực đều là lại không có. Mà cùng lúc đó, cách ngoài vạn dặm thiên cung thần giáo, cũng vẫn là một phiến tường hòa. Ngọc Khanh Âm bước chậm ở giữa rừng, đầu óc bên trong không ngừng suy nghĩ Diệp Thần vậy lúc rời đi hình bóng, bỗng nhiên lúc này cảm thấy một trận lòng rung động. Kỳ quái! Ngọc Khanh Âm cũng có chút không chỗ nào thích ứng, chợt ngưng nhìn về phương xa chân trời, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần xảy ra chuyện. Lại cũng không cách nào an tâm chờ đợi nàng, quyết tâm theo phương hướng kia đi tìm Diệp Thần, nhưng mà cả ngọn núi cửa nhưng là một hồi xôn xao. Nhàn nhạt uy áp đem tông môn che đậy, đầu rồng lớn ngâm khiếu, nhỏ dài long tu theo gió tung bay. Này cùng dị tượng tất nhiên có xảy ra chuyện lớn. Lập tức dậy, thiên cung thần giáo sơn môn khép kín, tất cả người các chờ không thể rời đi. Miệng rồng phun hơi thở, không có giải thích nhiều, chỉ là ra lệnh một tiếng, thiên cung thần giáo vòng ngoài đều là bị nhàn nhạt oanh chiếu dọi che đi tung tích. Phòng ấn cửa mở, tất cả đệ tử lặng lẽ đợi. Lại là một tiếng thanh âm già nua vạch qua thiên cung thần giáo bầu trời, mỗi một tên đệ tử đều là không biết làm sao. Bỗng nhiên khép kín sơn môn, nhất định là xảy ra đại sự. Chẳng lẽ là trưởng giáo xảy ra chuyện? Lớn như vậy chuyện, thiên cung thần giáo nghìn năm tới đều là chưa từng phát sinh, tạm thời tới giữa, bảo sao hay vậy? Như thế nói, thiên cung thần giáo thật phong tông môn. Tạm thời tới giữa, thiên cung chi địa các thế lực lớn đều là nhận được tin tức, thiên cung thần giáo hộ tông thánh thú mở ra tông môn phòng ngự đại trận. Theo người thủ hạ truyền tới tin tức. Vạn thần Tuyết Sơn, hôm nay,
biến mất. Núi tuyết đỉnh, trở thành đường cùng. Nhân gian cảnh tượng thê thảm. Tất cả đại tông môn thế lực nhận được tin tức, đều là vì một trong chấn động. Vạn thần tuyết sơn có tình huống, mau đi. Khứu giác bén nhạy một ít cường giả, giống như là phát hiện một ít không giống tầm thường tin tức, rối rít phái ra cường giả chạy tới vạn thần tuyết sơn đỉnh. Hình ảnh quay về, Diệp Thần bên này, cho dù cụ già ngăn trở, nhưng sống chết như cũ chỉ ở trong nhất niệm. Lão gia, còn thật có thể dày vò. Đế Yêu híp mắt lạnh giọng nói, dưới quyền không chút nào lưu tình, hướng cụ già một trưởng đánh tới. Trưởng bể thương khung. Trên hư không, vậy to lớn dấu tay giống như chân trời khách tới, xuyên phá xương máu bao phủ tầng mây, kẹp theo màu đen điện mang, xé không gian hướng về phía cụ già hung hăng vỗ xuống. Một trưởng này, Đế Yêu muốn kết thúc chiến đấu. Tất cả mọi người đều là nhìn ra, một trưởng này dưới, sẽ không có bất kỳ sinh linh có thể may mắn sống sót. Toàn thân huyết khí đã khô kiệt cụ già đồng dạng cũng là không gánh nổi một kích này. Oanh! Một trường khảm xuống mặt đất, kích thích vạn trường khói thuốc, màu đỏ thấm khói mù bên trong, mùi máu tanh tràn ngập. Kết thúc! Đế Yêu hừ lạnh một tiếng, thật là bất mãn, cho dù là thắng, bọn họ cũng là hao tổn quá nhiều lực lượng ở chỗ này. Trước mắt cảnh tan hoang trên chiến trường, ngày xưa vạn thần tuyết sơn đã biến mất, Đế Yêu dưới chân, là địa ngục vậy cảnh tượng thê thảm. Hai bóng người, một người già một trẻ, dắt dìu nhau. Đế Yêu thấy vậy, hoàn toàn tức giận, tiếng gầm gừ vang khắp chân trời, hai con kiến hôi, nhiều lần chống cự tại ta, đáng chết. Người phía dưới ảnh buồn bã cười một tiếng, thời khắc mấu chốt, Diệp Thần vận dụng rất nhiều luân hồi huyền bi cùng cụ già hợp lực, rất miễn cưỡng chống được Đế Yêu nhất kích. Giá phải trả chính là, hai người trạng thái quá kém, suýt nữa hôn mê ngã xuống đất. Thời khắc này hai người liền đứng đều cần dắt nhau đỡ, có thể thấy vậy chiến đặc biệt là thảm thiết. Xem ra là đợi không được Thiên Tuyết Tâm xuất quan. Liền Diệp Thần cũng hiện ra có chút không cam lòng, dốc hết liền thủ đoạn, nhưng làm sao người đến một phe thực lực quá mức mạnh mẽ, cho dù là bọn họ, lại cũng không làm được trì hoãn một chút xíu thời gian. Nhâm tiền bối hẳn không có thể xuất hiện. Dĩ nhiên, hắn còn có sau cùng lá bài tẩy, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn tuyệt không sử dụng. Nhưng dưới mắt, Đế Yêu hạ nhất kích, không nghi ngờ chút nào, đúng là hắn hai người thất truyền. Thời khắc này võ đạo luân hồi đồ đồ linh, cảm nhận được liền Diệp Thần hơi thở yếu ớt, lại xem một bên tập trung tinh thần Thiên Tuyết Tâm, chớp mắt, hết sức cuống cuồng. Vào thời khắc này, Thiên Tuyết Tâm trong mắt chợt mở ra. Đế Yêu nhìn ở hắn trong mắt còn sót lại hai con kiến hôi, ánh mắt lãnh đạm mở miệng nói, thập phương luyện ngục. Theo một tiếng quát to, nguyên phiến thiên địa đều là điên đảo đi. Diệp Thần cùng cụ già dưới chân, một tòa màu máu đại trận một khoản rạch một cái buộc vòng quanh hoa văn, trùng điệp ngoài vạn dặm, một cổ khí tức rét lạnh bao phủ thiên địa. Tà Linh, Khải. Đế Yêu tay áo vung tay lên, khắc cái này yêu quái quỷ quái bốn chỗ yêu tướng cột đá nhô lên, chấn thủ đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Cảm xúc mạnh mẽ hưởng thụ bị ma quỷ tê liệt cảm giác đi, ta muốn cho các ngươi nếm thử một chút. Bị người nhai nuốt mùi vị. Trên hư không, Đế Yêu cười như điên, ở hắn trong mắt, cũng chỉ có như vậy, mới có thể rõ ràng mối hận trong lòng. Diệp Thần bốn mắt có thể đạt được, từng đạo vong hồn từ dưới chân kẽ hở bên trong nhô đầu ra, tiếng kêu thê lương người kêu tim tê dại. Cụ già thấy vậy, trên mặt cũng là hiện ra lau một cái đoạn tuyệt. Tụ lại ở hai người bên người vong hồn càng ngày càng nhiều, phơi bày ra góc thế đem hai người đường chạy trốn toàn bộ phong kín. Ai cũng nói Diệp Thần các người giờ phút này không có chút nào sức tái chiến, cho dù là có thể chiến, đều là xuống đất không cửa. Xem ra vẫn là phải dùng lá bài tẩy. Diệp Thần ở đó vong hồn bên trong thấy được lúc trước bị hắn phát lực chém giết rất nhiều cường giả, hoang cổ hắc điểu, tà nguyệt, cửu u các loại, bị cụ già chém giết cũng ở đây. Nhưng Diệp Thần thấy vậy, nhưng là không giận ngược lại cười, chỉ là bởi vì, hắn cảm nhận được liền một đạo hơi thở. Một giây kế tiếp. Vèo. Ở nơi này ngay tức thì, xương máu cùng tà mị bao phủ mênh mông ở giữa thiên địa, một đạo chói mắt ánh sáng thẳng xông lên thương khung, đem thương khung thắp sáng. Bái Nguyệt Yêu Môn, dám can đảm tới ta nhân tộc cảnh ngang ngược, tổn thương chúng ta người, hôm nay, chính là các ngươi hồn quay về đạo tiêu lúc. Một bóng người phóng lên cao, ở đó xương máu lượn quanh phế tích bên trong chui ra, toàn thân toát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, tuyệt thế dáng người không thấy xuyên tuyệt đẹp dung nhan.
hai tròng mắt bên trong tinh thần đổi ngược, trong giơ tay nhấc chân, phong tư cái thế. Thiên Tuyết Tâm. Đế Hưu từng chữ từng câu lạnh giọng nói, ở hắn thấy Thiên Tuyết Tâm ngay tức thì, trong lòng liền là có một cổ dự cảm bất tường, lúc trước vậy rõ ràng đã sức sống đoạn tuyệt cô gái, giờ phút này lại tu vi tiến nhiều. Mấu chốt còn đột phá. Thời gian ngắn như vậy là như thế nào làm được? Diệt. Thiên Tuyết Tâm ánh mắt từ mới từ trung chưa từng nhìn lại Đế Hưu phân nửa, trường kiếm trong tay thua dựng thân sau đó, tiếng vo ve không ngừng. Chỉ gặp ở giữa thiên địa, thiên núi sấm sét, từng đạo tiếng sấm gào thét, xen lẫn ra điện mang ở trên bầu trời hóa thành một tòa chuyển động bát quái trận pháp, bảy màu bên trong dấu ẩn trước ý định giết người. Lại là một tiếng sấm chợt nổi lên, rối rít lên cao giọt mưa bỏ ra. Mỗi một giọt tích tích lịch lịch giọt nước, xuyên thấu qua vậy bát quái đại trận, đều là hóa thành từng chuôi ý định giết người nở rộ đảo huyền kiếm, đâm thẳng xuống. Tàn thiên kiếm mưa. Vậy mỗi một chuôi đảo huyền kiếm, cũng giống như là được sinh mạng cảm cho đòi, hướng về phía thập phương luyện ngục dưới vong hồn đâm tới, mang quang minh cháy. Thử. Tào Nguyệt Cường giả bị một kiếm đinh mặc ở, trên lồng ngực tách ra ra tia sáng chói mắt, vậy tà ma hóa thành thân thể giống như là bị thiêu đốt vật dễ cháy vậy, hòa tan biến mất. Cùng lúc đó, vạn chuôi đảo huyền kiếm ý định giết người đã tới. Chuôi thanh trường kiếm cắm vào Diệp Thần cùng cụ già ngực, lại cũng không hiện lên sát ý, ngược lại thì thân thân mật cảm giác rất phong phú, mỗi một chuôi đảo huyền kiếm vào cơ thể, hai người bên trong đan điền tư bổ chính là cường thịnh một phần. Đế Hưu đang nhìn mình thập phương luyện ngục bị phá, trên mặt cũng là sát ý hiện ra hết, nói, bất quá may mắn đột phá, bị hạn chế dưới, vừa có thể làm ta thế nào. Hôm nay liền lấy thủ cấp của ngươi. Đế Hưu con ngươi đông lại một cái, hắn bóng người ngay tức thì hóa thành bản thể chín thủ giao long. Có chừng ngàn trượng lớn màu đen giao thủ, phiến phiến vảy chợt nổi lên. Chín tòa giao long thủ khạc màu đỏ thắm trường tín, tàn bạo không đồng nhất giao thủ bên trên, hiện ra giống nhau ý định giết người. Cửu long táng diệt. Chín trương giao long miệng dương ra, đồng loạt hướng Thiên Tuyết Tâm phun hơi thở, vậy ánh sáng nóng bỏng đem hư không đốt thủng, một phiến mảnh hư vô không gian kẹp theo bạo gió chảy loạn hiện lên ở trên chiến trường. Không gian cắt chảy loạn không ngừng vỗ chín thủ giao long. Cũng ở đây xé rách Thiên Tuyết Tâm. Diệp Thần, mượn võ đạo luân hồi đồ dùng một chút. Trên hư không Thiên Tuyết Tâm cho dù là bị chín thủ giao long vây công, vẻ mặt vẫn là không nhanh không chậm, lưng đeo trường kiếm tách ra ra quang minh ý, đem giao long phun hơi thở toàn bộ ngăn cản, chăm chú nhìn lại dưới chân Diệp Thần. Diệp Thần nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu, ý niệm có thể đạt được, một bức họa hiện lên ở Thiên Tuyết Tâm sau lưng. Chín thủ giao. Hôm nay chính là ngươi vẫn diệt lúc. Võ đạo trong bản vẽ dấu Phật, diệt. Vừa dứt lời, Thiên Tuyết Tâm sau lưng, một tôn ngàn trượng đại Phật lần nữa hiện ra. Chín cánh tay Bồ Tát. Chợt đại Phật quanh thân kim mang đại thịnh, vậy quanh quẩn sau đó 18 viên xá lợi nhanh chóng xoay tròn, ngay lập tức tới giữa, hắc xa thêm thân, diễn cảm kiên nghị, chân phải đạp đất, chân trái co lại, dưới chân bàn thờ đổi ngược sáng bóng. Chín cánh tay bên trên. Kiếm cương lượn lờ. Pháp tướng lực. Nháy mắt tức thì, chín cánh tay Bồ Tát ra tay, mỗi một cái cánh tay đều là hung hăng bóp ở liền chín thủ giao long nơi cổ họng. Chợt cánh tay bên trên kiếm cương sát khí ngưng tụ, từng chuôi đảo huyền kiếm lần nữa ngưng kết, từ Bồ Tát bàn tay kia bên trong bắn tung tóe. Chín tiếng thảm nhập chân trời tiếng hí vang vọng, chín viên giao long thủ khoảnh khắc tới giữa đồng loạt nổ tung, bị kiếm cương vặn cổ thành bùn. Ngàn trượng giao long ngay tức thì vỡ nát, Đế Hưu lần nữa hóa thành hình người, phun ra một ngụm máu tươi, trùng trùng đập xuống đất. Hụ! Máu đen vẩy ra, hắn tu vi vậy đang cấp tốc ngã xuống. Võ đạo luân hồi đồ quang mang chớp mắt, tại chỗ biến mất, hóa thành lau một cái lưu quang, thẳng tắp xông về Diệp Thần. Thiên Tuyết Tâm thần sắc phức tạp nhìn một mắt Diệp Thần, lúc trước Diệp Thần liều mạng đánh giết là nàng tranh thủ thời gian một màn còn quanh quẩn ở trong lòng. Nhưng tên kia lại có thể thật làm được. Hắn không quá nửa bước quá chân cảnh mà thôi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ sao? Chợt sắc mặt nháy mắt ửng đỏ Thiên Tuyết Tâm, nhìn về đã mất đi tái chiến năng lực Đế Hưu. Thất lạc yêu vực lần này điệu bộ, đáng đời. Trường kiếm trong tay ông minh, Thiên Tuyết Tâm một kiếm đâm thẳng Đế Hưu ngực, không dự định lại lưu chút nào tình cảm. Ngươi như giết ta. Thất lạc yêu vực ắt sẽ cùng thiên cung chi địa nhân tộc, không chết không thôi. Đế Hưu trong lòng cũng là hoảng hồn,
mượn này chèn ép Thiên Tuyết Tâm. Hai bên cạnh tranh ngẫu nhiên có thương vong, là bình thường. Một khi cường giả như vậy chết, vậy thì lại không bay lượn đường sống. Vậy thì đánh. Đáp lại đế yêu, chỉ có Thiên Tuyết Tâm cương quyết vô cùng ba chữ. Kiếm quang tránh, vong hồn vẫn. Còn thừa lại mấy vị cường giả mắt gặp đế yêu bị giết, hốt hoảng dưới chính là khắp nơi bỏ chạy, nhưng làm sao sao sẽ là hôm nay trạng thái tột cùng Thiên Tuyết Tâm đối thủ. Bất quá là ngay lập tức tới giữa, tất cả đều bị chém chết. Rất nhiều cường giả chết, thiên địa dị tượng, trong hư không, một đạo đạo kim sắc sấm sét xen lẫn, chỉ chốc lát sau, mưa máu trên không. Các thế lực lớn sau mới phát giác chạy tới các cường giả thấy vậy, đều là dừng bước, nhìn cách đó không xa tắm máu thần Thiên Tuyết Tâm. Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo, nhưng mà giết yêu tộc đám người mạnh. Thiên Thanh Cung đại trưởng lão há miệng một cái, tối tăm nói. Thiên Tuyết Tâm quay đầu lại, ánh mắt bên trong đều là vẻ đạm mạc, quắc mắt lạnh đối. Cái này yêu vực tất cùng tộc ta khai chiến, đến lúc đó. Thiên Thanh Cung đại trưởng lão còn muốn làm cái gì giải thích, nhưng là bị Thiên Tuyết Tâm cắt đứt. Hôm nay ta đã đột phá những ràng buộc, thiên cung chi địa, không người có thể phản kháng ta ý chí, những tên kia nếu không phải đầy, dễ thân cận từ trước đến nay thiên cung thần giáo tìm ta. Thiên Tuyết Tâm chỉ là để lại cường ngạnh một câu nói, ở đám người tức giận ánh mắt bên trong, mang Diệp Thần cùng cụ giả phi độn đi. Sau một nén nhang, thiên cung thần giáo trên đại điện, lớn như vậy huy hoàng cung điện, hôn mê bóng người nằm trên đất, ghế thủ lãnh bên trên. Một cô gái chăm chú nhìn trước mặt hôn mê người tuổi trẻ, thần sắc phức tạp. Vậy lãnh đạm gương mặt lông mi mau nhẹ nhàng lay động, như có tỉnh lại dấu hiệu, Thiên Tuyết Tâm thấy vậy, vội vàng thu hồi ánh mắt. Diệp Thần, người tỉnh. Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền tới, nhìn thong thả tỉnh lại người tuổi trẻ, Thiên Tuyết Tâm như chuông bạc âm thanh thiên nhiên tiếng mở miệng nói. Lúc này Diệp Thần mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ dậy trước mặt tuyệt thế người đẹp tới, mắt lạnh ngưng tuyết. Môi đỏ mọng buộc vòng quanh độ cong hoàn mỹ, một bộ màu trắng liền quần che dấu uyển chuyển vóc người. Xem ra ta coi như là được cứu rồi. Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang, cảm thụ trong cơ thể tình trạng, thở ra một hơi. Hắn bây giờ coi như thi triển bát quái thiên đan thuật vậy rất khó. Tất cả thủ đoạn dốc hết, thân thể này đã là nỏ hết đà, hắn bây giờ, tùy tùy tiện tiện một cái tu giả là có thể đem hắn xóa bỏ. Thiên Tuyết Tâm tựa hồ cũng là phát giác Diệp Thần khác thường, nàng đầu tiên là khẽ cắn môi mỏng, luôn mãi suy nghĩ, vẫn mở miệng nói, võ đạo luân hồi đồ bên trong, quả thật có dấu nhất bí, trừ ta phụ thân giao phó cho ta một ít chuyện tình bất tiện tại ngươi tiết lộ ra, ngược lại là có thể nói dư ngươi nghe. À, Diệp Thần lập tức nhắc lên hứng thú, phải biết, cùng Di Tây chú Tiểu Duyên gặp một lần, cũng là chỉ hướng Thiên Tuyết Tâm, hắn có nhất định phải kiểm chứng đồ. Trước lúc này, trước nói cho ta ngươi thân phận, ngươi rốt cuộc là người nào? Ở Thiên Tuyết Tâm trong ấn tượng, cái này là thật quá mức biến thái, một cái nửa bước quá thật cảnh tiểu tử, lại miễn cưỡng chặn lại mười mấy tên bách giả cảnh cường giả vây công, vì mình tranh thủ thời gian. Quả nhiên, vẫn là lượn quanh không ra, Diệp Thần âm thầm cười khổ một tiếng. Mặc dù trước mặt nữ nhân này đối mình không việc gì sát ý, nhưng vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Hít sâu một hơi. Diệp Thần nói, ta kêu Diệp Thần. Ngươi cũng có thể gọi ta là Luân Hồi Chi Chủ, dĩ nhiên ta ở Hắc Ám Cấm Hải còn có một cái tên chữ, chính là Diệp Thí Thiên. Diệp Thần cũng không dự định có chút giấu giếm, đem toàn bộ chuyện đi qua đều là nói cho liền Thiên Tuyết Tâm nghe, bao gồm hắn là như thế nào biết Ngọc Khanh Âm, như thế nào né tránh âm ma thánh điện đuổi giết, như thế nào lấy được võ đạo Luân Hồi Đồ, không giấu giếm chút nào, nói thẳng ra. Đối mặt cường giả loại này, hắn vậy không cần thiết giấu giếm. Chuyện chỗ này, hắn cũng có thể chuẩn bị rời đi. Nguyên lai là như vậy. Ghế thủ lãnh bên trên vậy uyển chuyển dáng người nhẹ nhàng bước chập chừng nói, nhưng nàng chắc cũng là có mình băn khoăn, chợt mở miệng nói, mấy ngày nay ngươi trước không nên rời khỏi thiên cung thần giáo, tĩnh tâm dưỡng thương là được. Chờ ngươi thương thế hết bệnh, ta cho ngươi thêm rời đi, ta biết ngươi không thuộc về nơi này. Việc đã đến nước này, Diệp Thần chỉ có thể tạm thời như vậy. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ngươi có thể hay không giúp ta xác định một người rơi xuống, nàng kêu thân Đỗ Uyển Nhi. Thiên Tuyết Tâm ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu, sau đó hai tròng mắt lóe lên cổ xưa phù văn. Ngay tại lúc này, phù văn đột biến. Thiên Tuyết Tâm mở mắt ra, có chút bất ngờ.
Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, sau đó nói, ngươi vì sao gặp mặt thái thượng thế giới người có nguyên nhân quả dính. Cái này gọi là thân độ uyển nhi cô gái rơi xuống bị che giấu, ta không cách nào xác định, bất quá đối phương trước mắt cũng không có nguy hiểm. Diệp Thần mặc dù ngờ tới kết cục sẽ như vậy, nhưng vẫn là thở ra một hơi, đa tạ. Diệp Thần thương thế đã khôi phục vài tia, chợt sải bước ra, vậy mắt thấy bước ra cửa đại điện hạp, nhưng là ở một khắc cuối cùng lại là thu hồi lại, hắn quay đầu dừng chân, nhìn Thiên Tuyết Tâm. Vậy trận chiến cuối cùng, ta cũng là nghe được một ít tin tức, những lão gia hỏa kia tựa hồ bất mãn người chém chết Bái Nguyệt Yêu Môn cường giả. Thiên Tuyết Tâm sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại nói, bất quá là chút cổ hủ lão gia, tự cho là đúng nhận định một ít kết cục thôi, trải qua thời gian quá dài, sợ là chính bọn họ đều quên sơ tâm. Bái Nguyệt Yêu Môn cường giả chết ở chỗ này, nhắc lên ảnh hưởng không thể bảo là không nhỏ, Diệp Thần dự liệu được, ở đó bình tĩnh bóng người sau lưng, nhất định có gợn sóng. Chuyện ta, ngươi không cần quan tâm. Nghe nói ngươi vậy luyện đan, chắc hẳn ngươi vậy rõ ràng, dược liệu lấy dùng, chú trọng cái vô tôi chủ yếu và thứ yếu, thuốc phụ mùi vị quá nặng, lấn át thuốc chủ yếu tác dụng, vậy cũng không tốt. Thiên Tuyết Tâm lời ấy, ý muốn rõ ràng, đó chính là ý tốt tâm lĩnh, nhưng đây không phải là ngươi cái này nửa bước quá thật nhỏ tự có thể nhúng tay cục. Cho dù ngươi là luân hồi chi chủ, Diệp Thần dĩ nhiên là nghe ra cái bên trong hàm nghĩa, nhẹ khẽ gật đầu, nhưng là nghe được Thiên Tuyết Tâm tiếp tục nói. Thiên Cung Thần Giáo phía sau núi Thiên Cung vườn thuốc, nhẫn ngươi tùy ý lấy dùng, đối ngươi tu vi hữu ích. Diệp Thần liếc mắt, chăm chú nhìn nhìn Thiên Tuyết Tâm. Ngươi chỉ mùi này thuốc phụ, là nói ta. Thiên Tuyết Tâm nhẹ khẽ gật đầu, không riêng gì ngươi, toàn bộ thất lạc thời không khu vực nhân tộc trong liên minh bộ đều là như vậy, biết được ta vì sao phải ở chỗ này đơn độc cùng ngươi trò chuyện với nhau sao? Ngươi nói là, vậy Bái Nguyệt Yêu Môn bị ta chém giết cường giả. Diệp Thần theo Thiên Tuyết Tâm ý nghĩ, cũng là muốn đến chút gì. Vẻn vẹn chỉ là Bái Nguyệt Yêu Môn mà nói, còn chưa đủ tư cách nhập ta mắt. Thiên Tuyết Tâm giờ phút này biểu hiện vô cùng cường thế, ngồi ngay ngắn cùng ghế thủ lãnh trên bóng người, kích động dậy lau một cái rung động. Hiện tại cả người tộc liên minh, bảo thủ không thay đổi, tất cả loại ý tưởng đều ở đây lén lút nảy sinh, mà ngươi lại ở nơi này cửa khẩu bên trên xuất hiện, ưu việt biểu hiện vào không ít người mắt, dĩ nhiên, là phúc hay họa, chưa chắc có thể biết. Cũng may, ngươi rất nhanh sẽ phải rời khỏi, ngươi không thuộc về nơi này. Diệp Thần ngược lại cũng là không chút phật lòng, cười một tiếng trả lời, cho nên, ngươi là muốn lại thêm ít thuốc đi vào, sửa đổi một chút đan dược này tính chất. Nhưng là, ngươi cách làm như vậy, không sợ bởi vì nhỏ mất lớn sao? Diệp Thần trong mắt lãnh đạm, hỏi ra Thiên Tuyết Tâm băn khoăn. Ghế thủ lãnh trên bóng người hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như vậy cơ trí, cũng là mắt đẹp chớp mắt, hỏi, ở ngươi trong mắt, vì sao vị nhỏ, vì sao vị lớn? Hiểu lầm là nhỏ, tồn vong là lớn. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, đáp lại. Mặc dù không rõ ràng cái này cái gọi là liên minh cùng thất lạc yêu vực có quan hệ như thế nào, nhưng hướng về phía đế yêu bị giết là một, sợ rằng chẳng phải dễ dàng lắng xuống, còn như cái trung nguyên bởi vì, Thiên Tuyết Tâm vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đó, Diệp Thần đều là tiếp xúc không tới cái này cùng phương diện. Bài tiệc trên bóng người nghe vậy, lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Người thằng nhóc này, còn thật có chút ý tứ. Chuyến này, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngươi như ở bên ngoài xảy ra chuyện, có thể để cho ta trả lại phần nhân tình này. Thiên Tuyết Tâm không có nhiều lời, Diệp Thần vậy hiểu lòng nhau, dẫu sao lập tức tình thế bất luận lại như thế nào biến ảo, cũng cần thực lực mình thành tựu chống đỡ. Ngọc Khanh Âm biết được Diệp Thần các người trở về sau đó, tựa như là bị trọng thương, nhưng làm sao thám thính tình huống nhưng là bị cho biết không ta hỏi thăm. Đoạn thời gian này tới, Ngọc Khanh Âm mặc dù gấp, nhưng vậy không có biện pháp nào, nàng chỉ có thể là chờ đợi Diệp Thần, mấy ngày này sống chung tới nay, đối Diệp Thần tín nhiệm, đã là đến không thể thêm phục bước. Cái này cổ hơi thở là... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đột nhiên, bước chậm ở Thiên Cung Thần Giáo nội địa Ngọc Khanh Âm, đột nhiên trợn to tròng mắt, nói, làm sao có thể, cái này Thiên Cung Thần Giáo thế nào sẽ có âm ma thánh điện hơi thở. Nàng vô luận như thế nào vậy không tin, ở Thiên Cung Thần Giáo trên địa bàn, lại có dị động. Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh hướng Thiên Cung Thần Giáo cấm địa phương hướng, tập kích bất ngờ đi. Diệp Thần đi tới Thiên Tuyết Tâm an bài chi địa,
ngồi xếp bằng. Hôm qua đánh một trận, có rất nhiều thu hoạch, Diệp Thần mơ hồ cảm giác mình sắp đột phá quá chân cảnh. Bước vào vậy mọi người đều không từng bước vào võ hư cảnh, sau đó sẽ tiến vào quá chân cảnh, chỉ sợ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Diệp Thần tiểu hữu, trước đánh một trận, có từng có ngộ hiểu. Một giọng già nua từ phía sau truyền tới, làm sợi bông huyền y cụ già, ở đó ngày đánh một trận sau đó, thân hình bộc phát hưu quạnh. Có một ít, lão phu suy đoán, sợ rằng phải không được bao lâu, ngươi thì phải đột phá, còn nữa, ngươi không thuộc về nơi này, có phải hay không mau phải rời đi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mặc dù trong lòng có so đo, nhưng nếu muốn chân chính thực hiện, còn cần kiểm chứng, cho dù là hắn, cũng không dám bảo đảm. Diệp Thần mắt gật đầu một cái, nói thân thể khôi phục, ta rời đi. Cụ già không nhiều lời nữa, lắc đầu một cái rời đi. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, đồng thời thi triển bát quái thiên đan thuật chữa thương. Để cho Diệp Thần bất ngờ, vườn thuốc này bên trong, bát quái thiên đan thuật hiệu quả cực kỳ khủng bố. Muốn không được bao lâu, Diệp Thần cũng cảm giác mình sắp khôi phục đỉnh cấp. Có thể làm hắn mở mắt ra, nhưng là phát hiện cái này thiên cung thần giáo vườn thuốc lại thay đổi. Tới phụ trách xử lý vườn thuốc thiên cung thần giáo môn đồ thấy vậy, giống như là thấy quỷ vậy, tứ tán trốn ra. Dẫu sao lúc trước sinh cơ kia bừng bừng vườn thuốc, giờ phút này đã là không có chút nào sinh cơ đường cùng. Lần này, rước lấy phiền phức, Diệp Thần không biết làm sao, đành phải là lắc đầu cười khổ, suy nghĩ nên làm sao đi cùng Thiên Tuyết Tâm giải thích, dẫu sao cái này một vườn bảo dược, nếu là thả vào ngoại giới, mỗi một bụi cây đều là các thế lực lớn giành cướp bảo bối. Ừ, một giây kế tiếp, Diệp Thần cũng là phát giác một cổ khác thường hơi thở, hư linh thần mạch vận chuyển, hắn bóng người tại chỗ biến mất. Một lát sau, Diệp Thần bóng người xuất hiện ở Thiên Cung Thần Giáo trên quảng trường, đông đảo các đệ tử đồ lui tới, vô cùng náo nhiệt. Ta cảm giác sai lầm. Diệp Thần nhìn trước mắt một phiến hài hòa cảnh tượng, cũng là không khỏi sinh ra hoài nghi, ngay tại lúc này, đám người bên trong vang lên một giọng nói. Núi Thiên Thần Cấm Địa nghe nói có người xông vào, tông môn trưởng lão đều là tự mình đi trước chân áp. À, núi Thiên Thần Cấm Địa là triều đại Thiên Cung Thần Giáo cự phách mai táng chi địa, trừ trưởng giáo và hạch tâm trưởng lão bên ngoài, người bất kỳ không được bước vào, người vi phạm chết. Giáo ta môn đồ đệ tử đều là biết được quy củ, sao sẽ có người xông vào? Chẳng lẽ là ngoại địch xâm phạm? Xuyệt, nghe là vậy trước chút ngày giờ tới Thiên Cung Thần Giáo cô gái nhỏ, cùng Diệp Thần một đạo mà đến cái đó, gọi là Ngọc Khanh Âm cô gái. Đám người năm mồm bảy miệng thảo luận, tất cả đều bị Diệp Thần thu vào trong tai. Diệp Thần con ngươi híp lại, hắn không nhận là Ngọc Khanh Âm sẽ như vậy liều lĩnh. Nhưng dưới mắt sự việc, hiển nhiên cực kỳ phức tạp. Nghiêm trọng, Ngọc Khanh Âm thậm chí có thể sẽ bị xử tử. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bóng người chớp mắt, bước nhanh xông về Thiên Tuyết Tâm chỗ ở đại điện, rất hiển nhiên. Hắn Diệp Thần là muốn lực cứu Ngọc Khanh Âm. Giờ phút này trên đại điện. Ngươi nói là, bạn ngươi xông vào núi Thiên Thần. Thiên Tuyết Tâm nhướng mày một cái, cùng chuyện này so sánh, càng làm cho nàng đáng chú ý là Diệp Thần trạng thái. Ngươi lại khôi phục, lúc này mới bao lâu? Xem ra ngươi đã thành công bước ra một bước kia. Thiên Tuyết Tâm đối với Diệp Thần nói chuyện, cũng không để bụng, ngược lại là cố chừng mà nói hắn. Diệp Thần không nói. Ánh mắt nhìn thẳng Thiên Tuyết Tâm, thế nhưng lãnh đạm dáng người, ngược lại là rất nhiều một bộ một lời không hợp thì phải đánh trận thế. Thiên Tuyết Tâm thấy vậy, nói thẳng, cái này bé gái, là ngươi người nào? Lại là để cho ngươi như vậy để bụng. Diệp Thần nói thẳng, là ta một cái rất trọng yếu bằng hữu, hơn nữa, ta tin tưởng nàng làm người, Ngọc Khanh Âm tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đặt chân Thiên Cung Thần Giáo cấm địa. Nàng nhất định có một ít nỗi niềm khó nói. Cấm địa, ngươi cũng biết, Thiên Thần này núi chính là ta Thiên Cung Thần Giáo cấm địa, rất nhiều đời trước trưởng giáo cùng với ngày xưa là thần dậy lập được qua mồ hôi và máu công cự phách an nghỉ. Thiên Tuyết Tâm than nhẹ một tiếng, nhưng thái độ, nhưng là tỏ rõ liền hết thảy. Nàng không muốn nhúng tay chuyện này. Vậy viết ở trên mặt vẻ mặt, Diệp Thần dĩ nhiên là đọc hiểu, hắn nhìn Thiên Tuyết Tâm lần nữa mở miệng nói, ngươi nói qua, thiếu ta một cái ân huệ, còn giữ lời. Thiên Tuyết Tâm sửng sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu trả lời, tự nhiên. Tốt lắm, ta cần ngươi hỗ trợ cứu Ngọc Khanh Âm, coi như là ngươi trả cho ta nhân tình này. Diệp Thần mở miệng nói.
Ngươi xác định, ta ân tình, phải dùng ở nơi này chờ nhỏ chuyện nhỏ trên. Thiên Tuyết Tâm cũng có chút không quá hiểu, bất quá là một phạm vào cấm kỵ bé gái thôi, đáng Diệp Thần như vậy để bụng. Nàng là người phương nào? Thiên Tuyết Tâm mở miệng hỏi nói. Bạn của ta, cũng là Ngọc Gia hậu nhân. Diệp Thần nhẹ giọng trả lời. Cô gái trước mặt môi mỏng hơi trương hợp, còn muốn nói gì, nhưng Thủy Chung là chưa từng mở miệng, sau một lúc lâu, rất nhiều lời nói hóa thành một cái động tác tay. Truyền ta ra lệnh, mang Ngọc Khanh Âm cái đó nhà đầu tới gặp ta. Trên đại điện, không người đáp lại, nhưng không lâu lắm, một đám trưởng lão áp giải Ngọc Khanh Âm chạy tới đại điện, cầm đầu chính là Thiên Cung Thần Giáo trưởng lão, Nguyên Tu. Nguyên trưởng lão, phải chăng có gì hiểu lầm? Thiên Tuyết Tâm giờ phút này ngồi đàng hoàng ở ghế thủ lãnh bên trên, mở miệng hỏi nói. Hồi bẩm trưởng giáo đại nhân, cô gái này tùy tiện xông vào giáo ta cấm địa núi Thiên Thần, ý đồ mưu đồ gây rối, bị chúng ta bắt, giữ luật, chết. Nguyên Tu các người thành tựu Thiên Cung Thần Giáo cụ già, đối với bảo vệ cấm địa núi Thiên Thần chức trách đó là thời khắc nhớ trái tim, hôm nay bị người mạnh xông, về công về tư, cũng là muốn nghiêm ngặt đổ thừa. Một bên Ngọc Khanh Âm giãy giụa nói, ta không phải cố ý xông vào quý giáo cấm địa, đó là bởi vì. Nói đạt tới nơi này, thiếu nữ nhiều lần suy nghĩ, vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói, một bên Diệp Thần cùng Thiên Tuyết Tâm thấy vậy, cũng là phát hiện khác thường. Nguyên Tu trưởng lão, chuyện này ngươi liền không muốn lại hỏi tới, Ngọc Nha đầu đi núi Thiên Thần, là ta gợi ý. Thiên Tuyết Tâm vừa mở miệng, Nguyên Tu khó tin trong mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình trưởng giáo. Làm sao, ngươi là không tin? Tiếp liền hai tiếng hỏi, đem Nguyên Tu suy nghĩ kéo trở lại thực tế bên trong, trưởng giáo chính là cường giả như vậy, làm việc điệu bộ tự có mình cân nhắc, hắn cử động này, là thật không nên. Nguyên Tu không dám, vậy thì lui xuống, vội vàng hướng về phía bên người mấy tên khác dạy học trưởng lão nháy mắt, mấy người trước khi đi, còn không mong nhìn lại Diệp Thần một mắt, rất hiển nhiên, ở bọn họ xem ra. Hết thảy các thứ này đều là cái thằng nhóc này âm thầm dở trò. Truyền ta ra lệnh, mấy ngày sắp tới, Ngọc Khanh Âm là ta đệ tử thân truyền, địa vị đãi ngộ giống như là Ngô Ngọc Chi. Lại là ra lệnh một tiếng, cả tòa Thiên Cung Thần Giáo lâm vào bát quái vòng xoáy bên trong. Nghe nói trưởng giáo lại là thu một tên đệ tử thân truyền, xem ra Ngô Ngọc Chi sư tỷ muốn thất sủng. Xuyệt, lời này chớ để cho truyền tới người ta trong lỗ tai, nếu không có ngươi dễ chịu. Đắc tội cũng không ai có thể đắc tội nàng. Nàng còn đang bế quan đâu. Dĩ nhiên, đối với Thiên Cung Thần Giáo nhấc lên sóng to gió lớn, Diệp Thần là phân nửa không có để ở trong lòng, Ngọc Khanh Âm cứ việc có nghi ngờ, nhưng tin tưởng Diệp Thần sẽ không hại nàng, thời khắc này trên đại điện, ba người yên lặng. Cô bé, giải thích một chút đi. Hồi lâu bên trên, ghế thủ lãnh người trên ảnh dẫn đầu mở miệng trước, giọng bên trong, có mấy phần trách móc cùng thị uy. Ngọc Khanh Âm chưa trả lời, đầu tiên là quay đầu nhìn về Diệp Thần, khi lấy được hắn gật đầu đồng ý sau đó, cái này mới chậm rãi mở miệng. Lúc trước, ta ở Thiên Cung Thần Giáo trên quảng trường, cảm nhận được liền âm ma thánh điện hơi thở. Chỉ là một câu, Diệp Thần chính là ngẩn ra, Ngọc Khanh Âm là tuyệt đối không biết nói láo lừa gạt mình, huống chi, trước kia trên quảng trường, hắn cũng là cảm nhận được liền một cổ khí tức vô hình, thật chẳng lẽ bị âm ma thánh điện cường giả lẫn vào trong đó. Cô bé, người có từng rõ ràng, ở trước mắt ta nói láo là kết quả gì? Thiên Tuyết Tâm đầu tiên là trên mặt hiện lên qua vẻ ngoài ý muốn vẻ, chợt mặt đẹp run lên, trầm giọng nói. Trưởng giáo đại nhân, tiểu nữ đoạn không dám nói láo lừa, ta vốn là âm ma thánh điện thánh nữ, đối với âm ma thánh điện huyết mạch cấm chế hơi thở, không thể quen thuộc hơn nữa, lúc trước cũng là buồn bực, lúc này mới theo đầu mối truy xét đi. Ta một đường đi theo đầu mối truy xét được núi Thiên Thần. Còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, cũng đã là bị thần giáo các vị trưởng lão chặn đường đi. Ngọc Khanh Âm đầu đuôi đem sự tình đi qua nói cho liền Thiên Tuyết Tâm cùng Diệp Thần nghe, nói xong, hai người yên lặng. Âm ma thánh điện. Thiên Tuyết Tâm cắn chặt hàm răng, đáng chết này thế lực thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Trực giác nói cho Diệp Thần, chuyện của nơi này tuyệt không đơn giản, hắn xoay người hướng về phía Thiên Tuyết Tâm nói, chúng ta còn muốn đi một chuyến nữa núi Thiên Thần. Thiên Tuyết Tâm khẽ cắn môi mỏng, vẫn là nhẹ khẽ gật đầu đồng ý. Ta có thể cảm giác được, vậy cổ khí tức thần bí, còn ở. Ngọc Khanh Âm mở miệng nói, ba người bóng người từ trong đại điện đi ra,
hư không biến dạng chạy thẳng tới cấm địa núi Thiên Thần. Cùng lúc đó, núi Thiên Thần. Núi Thiên Thần vẫn như cũ là bức kia không bao giờ thay đổi cảnh đẹp, lúc trước Diệp Thần đi theo cụ già tới cấm địa tìm Mong Thiên Tuyết Tâm lúc đó, đã từng đặt chân qua nơi đây. Chỉ bất quá lần này, Ngọc Khanh Âm bước chân nhưng là chỉ dẫn đám người, hướng đứng trên đỉnh núi xuất phát. Đó là, Thiên Cung Thần Miếu phương hướng. Thiên Tuyết Tâm một hồi tâm nghi, phương hướng kia rõ ràng là Thiên Cung Thần Miếu phương hướng, mà Thiên Cung Thần Miếu bên trong, mê huyễn trận pháp trùng trùng, trừ mình ra, đoạn không người ngoài có thể phá. Tạm thời tới giữa, Thiên Tuyết Tâm cũng là phát giác khác thường. Ta biết người địa phương muốn đi, Thiên Tuyết Tâm một cái tiến lên ngăn cản Ngọc Khanh Âm, ngày này Cung Thần Miếu phương hướng khắp nơi ẩn giấu ý định giết người, cũng là vì phòng ngừa người ngoài đặt chân, đã như vậy, hôm nay ta liền tự mình dẫn đường, tìm tòi trong đó kết quả. Diệp Thần cũng là nhẹ khẽ gật đầu, cái này cấm địa trận pháp, liền hắn đối trận tự quyết biết rõ, đều là tạm thời tới giữa không nhìn ra đầu mối, lúc trước cụ già dẫn đường lúc đó, cũng là đồng cảm. Nào ngờ, còn có một tràng âm mưu to lớn đang chờ bọn họ. Một nhóm ba người, ở Thiên Tuyết Tâm dưới sự chỉ dẫn, bước nhanh đi tới. Ừ, theo nhịp bước đi sâu vào, liền liền Thiên Tuyết Tâm mình cũng là không ngừng bắt đầu hoài nghi. Bước này bước tràn đầy sát cơ đại trận giật tán ra năng lượng, thời khắc nhắc nhở đám người, một khi đạp sai nửa bước, gặp tới phải là vô cùng vô tận sát kiếp. Nhưng làm nàng kinh ngạc phải, trận pháp này nhìn như vận chuyển bình thường, 48 chu thiên miễn cưỡng diễn không dừng lại, nhưng trong đó nhưng là ẩn chứa một loại kỳ lạ hơi thở. Một loại liền chính nàng cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua khí tức thần bí. Chẳng lẽ là có người đến qua? Cái ý nghĩ này một khi từ Thiên Tuyết Tâm ngực nảy sinh, chính là cũng không dừng được nữa tò mò, nhịp bước dưới chân không khỏi tăng nhanh, nàng hướng Thiên Cung Thần Miếu phương hướng xuất phát. Sau lưng Diệp Thần và Ngọc Khanh Âm cũng là rất rõ ràng cảm nhận được liền Thiên Tuyết Tâm khác thường, bốn mắt nhìn nhau, không nói, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu, bước nhanh đuổi theo. Không lâu lắm, một tòa nhìn như phong cách cổ xưa ra cửa hiện tại trước mặt mọi người, tiền sảnh cửa màu đỏ loét rộng mở trước. Bên trong đèn đuốc dài minh. Yên lặng miếu thở bên trong, vô tận hương khói hơi thở đập vào mặt, mặc dù ngày thường cũng không người đến thăm, nhưng trong đó hương khói chính là vạn năm bất diệt. To lớn kia hương án bên trên, cung phụng là vô số Thiên Cung Thần giáo các đời trước minh bài. Trường Minh Đăng. Diệp Thần cũng là lần đầu tiên thấy này cùng bút tích, vạn năm bất diệt hương khói cung phụng, đúng là hiếm thấy. Vừa muốn đưa tay đụng chạm, một giây kế tiếp Diệp Thần nhưng là thu hồi bàn tay phải, lúc trước vậy hương án trên cho tàn, giấy lên nhàn nhạt u mang. Ngày này Cung Thần Miếu, thật là ý định giết người tứ phía, liền tầm thường nhất Trường Minh Đăng tàn nhang, đều là dính có kịch độc. Nhưng Thiên Tuyết Tâm trọng tâm hiển nhiên là không ở chỗ này, nàng cũng không trả lời Diệp Thần mà nói, mà là đối Diệp Thần nhẹ giọng nói. Thần Miếu trận pháp không có ai là dấu vết hư hại, hết thảy vận chuyển bình thường. Nghe vậy, Diệp Thần bên người Ngọc Khanh Âm định mở miệng, nhưng là nghe Thiên Tuyết Tâm tiếp tục nói. Nhưng là ta tin chắc, có người đến qua, hơn nữa còn yên ổn lui đi. Lời vừa nói ra, Diệp Thần cũng là khó tránh khỏi nhíu mày. Người nói là, ngày này Cung Thần Miếu trận pháp, bị người ngoài hiểu biết. Hơn nữa còn là âm ma thánh điện đám người kia. Nếu quả thật là Diệp Thần suy đoán bộ dáng như vậy, vậy thì đã xảy ra chuyện lớn. Trận pháp hạch tâm ở đâu? Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi nói, hắn tuy nhiên đối với trận pháp có mình độc đáo cách nhìn, nhưng nếu là cắm đầu phá trận, cần phải hao phí không thiếu tâm thần, hơn nữa, Thiên Cung Thần Miếu sự bố trí này trận pháp đời trước, cũng không người tầm thường. Cái này, Thiên Tuyết Tâm có chút do dự, trận pháp bí mật một khi tiết ra ngoài, bây giờ trận pháp chính là không chỗ dùng chút nào, phải chăng cho biết Diệp Thần, nàng trong lòng cũng là lên trống. Trận pháp này đã bị người phá giải. Giữ lại cũng vô dụng chỗ. Diệp Thần trầm giọng nói. Thiên Tuyết Tâm mấy phen hít thở sâu, chợt mở miệng nói cùng để ta đi. Nàng mang Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm hai người, chậm rãi bước lui ra tiền sảnh, vậy đại môn màu đỏ loét, giờ phút này ngăm đen phong cách cổ xưa. Đây thật ra là một cái ảo trận, chỉ cần bước vào Thiên Cung Thần Miếu, đầu tiên nhìn thấy, nhất định là tiền sảnh cửa, trên đó hoa văn liền biết sử dụng người sinh ra đồng tình. Vậy thì sẽ bước vào sát trận bên trong, nếu như kích phát cơ quan, đem sẽ gặp phải sát kiếp. Diệp Thần đối với trận pháp cũng là vô cùng rõ ràng,
hôm nay lại là nắm giữ trận tự quyết, chỉ là Thiên Tuyết Tâm như thế liền nói điểm, hắn chính là đã rõ ràng trong đó chân ý, lúc này liền là tiếp theo Thiên Tuyết Tâm nói phân tích nói. Không tệ, Thiên Tuyết Tâm liếc mắt, hướng về phía Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong có chút tán thưởng. Ta thử một lần đi, Diệp Thần thẳng tiến lên, nhìn trước mặt cái này toàn thân ngăm đen không biết là vì sao chất liệu chế tạo mà thành phong cách cổ xưa cửa, hắn vận dụng luân hồi thánh hồn thiên, đem vô cùng hồn lực đặt vào trong đó. U ám cửa ngẫu nhiên phát ra một hồi tiếng vo ve, trên đó Diệp Thần bám vào hồn lực, đang buộc vòng quanh màu máu hoa văn, lan tràn tới nguyên cánh cửa. Khải! Chén lớn mồ hôi hột từ trán gian nhỏ xuống, theo Diệp Thần một tiếng quát to, u ám phong cách cổ xưa trên cửa, sáng lên óng ánh sáng bóng, màu máu hoa văn buộc vòng quanh một cái tay ấn, như là đang kêu gọi cái gì. Vẫn còn có huyết mạch hạn chế. Diệp Thần cau mày, chợt quay đầu hướng về phía Thiên Tuyết Tâm nhẹ giọng nói. Cầm tay ngươi, giữ ở phía trên. Thiên Tuyết Tâm nhẹ khẽ gật đầu, chợt tay phải phúc tại trên đó, chỉ nghe được một tiếng nổ vang, bên người miếu thờ bên trong, Trường Minh đang vậy vẻn vẹn chỉ là chớp mắt, chợt hết thảy bình tĩnh lại. Một đôi dấu chân, từng bước một ấn ra nhàn nhạt chói lọi, hướng Thiên Cung Thần Miếu bên trong đi tới. Trận pháp đã phá giải, đi theo hai chân này ấn, đó là lúc trước người đến tiến lên tuyến đường. Diệp Thần vội vàng gọi một tiếng, bóng người dẫn đầu hướng Thiên Cung Thần Miếu bên trong nhảy vào. Ba người nhìn chăm chú dưới, vậy óng ánh huy hoàng dấu chân đầu tiên là tại Thiên Cung Thần Miếu hương án trước đi qua đi lại, chợt hướng hậu đường đi tới. Cử động này, làm được Diệp Thần ba người cũng là kinh ngạc. Thần miếu hậu đường, có thứ gì đáng tiền? Đây là Diệp Thần theo bản năng phản ứng đầu tiên. Thiên Cung Thần Miếu vốn cũng không phải là khu bảo tàng, nơi đây chính là giáo ta liệt đời đời trước an nghỉ chi địa, chẳng lẽ là... Thiên Tuyết Tâm ánh mắt cũng là theo vậy đôi tiến lên dấu chân lan tràn tới hậu đường, một hồi lâu sau, chợt giống như là nhớ ra rồi một ít Trần Phong đã lâu nhớ lại. Hư không biến dạng, nàng ngay lập tức hướng hậu đường chạy đi, bóng người chưa đến, một trưởng liền đem vậy vốn là phong ấn bổ ra. Oanh! Chấn động một cái vang lớn sau đó, đặt ở ba trước mặt người Trường Minh đăng bên trên, vô số linh lực quy tắc thay nhau quanh quẩn năng lượng hộp bên trên, dịch thấu trong suốt. Trong cái hộp kia, ban đầu hẳn là tồn lưu có vật gì, bây giờ lại bị người trộm đi. Diệp Thần trong lòng cũng là nhìn ra liền trong đó đầu mối, nhìn sắc mặt tái xanh Thiên Tuyết Tâm. Hắn lựa chọn yên lặng. Nơi này ban đầu, là có cái gì chân tàng bảo bối sao? Ngọc Khanh Âm thấy bầu không khí yên lặng, dẫn đầu mở miệng trước hỏi nói. Thiên Tuyết Tâm không nói, ba người tất cả đều yên lặng. Một hồi lâu sau, đạo thân ảnh kia chậm rãi tiến lên, đem năng lượng đó hộp bóp chặt lấy, sắc mặt tái xanh nói. Lúc đầu ở chỗ này chờ ta. Diệp Thần không nói, đợi vậy hương án trên bóng đẹp khôi phục tâm thần. Hắn lúc này mới lên tiếng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng các người dự liệu như nhau, năng lượng đó hộp bên trong, lúc trước đúng là phong ấn một quả lệnh bài. Thiên Tuyết Tâm trong mắt bên trong tách thả ra sát ý, giờ khắc này, nàng thật tức giận. Thiên Cung Thần Giáo cấm địa bị người xông vào, đánh cắp thần võ lệnh, thần dạy mình người liền chút nào phát hiện cũng không có, có thể gặp âm ma thánh điện thấm vào đã đến loại gì trình độ kinh khủng. Chuyện nơi đây. Ta đã đại khái biết được, các người theo ta cùng đi gặp sư tôn. Thiên Tuyết Tâm sâu hít thở mấy cái, xoay người lại nữa nhìn về vậy đèn đuốc dài minh hương án, hình bóng thẳng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thiên Cung Thần Giáo một chỗ khác. Nguyên Tu, Thất Lạc Liên Minh đại hội sự việc, chuẩn bị như thế nào? Vẫn như cũ là núi xanh nước trong cộng là bên cạnh đình đài hương tạ, làm sợi bông hoa sam cụ già đầy mặt bình tĩnh. Hồi bẩm lão tổ, hết thảy như thường. Ta Thiên Cung Thần Giáo lần này hội họp lớn, lại thêm một tên tuyệt thế cường giả, tất có thể ở Thất Lạc Liên Minh trong đại hội trấn nhiếp quần hùng. Nguyên Tu nghe được cụ già hỏi, vội vàng mở miệng trả lời, đối với này lần nhân tộc liên minh hội họp lớn, Thiên Cung Thần Giáo tất nhiên là nắm chắc phần thắng. À, này đánh một trận, ta huyết khí căn bản khô kiệt, bất tiện tại xuất đầu lộ diện, Tâm Nhi thay ta đi trước là được, chỉ cần Thần Vũ Điện giữ trung lập. Cho dù là Tâm Nhi đánh chết yêu vực bái nguyệt yêu môn đế yêu, cũng là không hại đến đại thể. Cụ già quanh thân hơi thở cùng nói chuyện của hắn giọng vậy bình tĩnh không hai, lúc trước đối mặt bái nguyệt yêu môn đế yêu tập sát, bởi vì quy tắc hạn chế, cụ già dùng hết đã sớm khô héo huyết khí ngăn trở.
hôm nay bất quá là một bộ thân thể không lành lặn, xem cái này đại thế biến đổi mà thôi. Lần này nhân tộc liên minh đại hội, tất sẽ nhằm vào trưởng giáo đánh chết yêu vực đế yêu là một mở ra thảo luận, không ngoài những ông già này thủ đoạn chính là đòi lấy lợi ích thôi, chân tránh cùng yêu vực khai chiến, đó mới là cái mất nhiều hơn cái được. Tin bọn họ cũng không dám chủ chiến. Cụ già một bộ sáng tỏ tại ngực hình dáng, bưng lên trước mặt chung trà khẽ nhấp một cái, đã như vậy, người đi chủ trì công việc thường ngày cho giỏi, liên minh đại hội tin tức, tùy thời hướng ta báo cáo. Nguyên Tu cung kính gật đầu, xoay người rời đi. Một giây kế tiếp, một hồi tiếng bước chân vội vã truyền tới, đang muốn rời đi Nguyên Tu mắt thấy người tới, không khỏi được lần nữa thấp nghi, cung kính thi lễ. Người tới chính là từ Thiên Cung Thần Miếu hỏa tốc chạy tới Thiên Tuyết Tâm các người, Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm cùng ở bên người, một nhóm ba người vội vã đi cụ già đi về phía, liền liền đối tại Nguyên Tu đại lễ, cũng chỉ là khoát tay tỏ ý xóa bỏ. Đây cũng là xảy ra đại sự gì? Ở Nguyên Tu trong ấn tượng, tựa hồ từ Diệp Thần xuất hiện tới nay, Thiên Cung Thần giáo liền là có xử lý không xong phiền toái. Sắc mặt xanh mét Thiên Tuyết Tâm đứng yên, chưa cùng được cụ già mở miệng, nàng chính là giành nói, sư tôn, xảy ra chuyện. Cụ già ngoài miệng vẫn là vân đạm phong khinh, vậy bưng ly ly tay phải nhưng là một lần, chuyện gì? Thần võ lệnh, mất trộm. Thiên Tuyết Tâm nói ra sáu chữ, cụ già ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra ra tinh mang, nói chuyện bao lâu rồi? Ngay tại mới vừa, Thiên Tuyết Tâm trên mặt có chút không nén giận được, dẫu sao Thiên Cung Thần giáo cấm địa trận pháp bị người ngoài phá giải, thần võ lệnh đánh rơi, nàng cái này làm trưởng giáo lại là không biết chút nào. Cụ già đứng dậy, còng lưng thân thể nhắm mắt ngưng thần, khổng lồ hồn lực bao phủ cả tòa Thiên Cung Thần giáo, thậm chí còn Thiên Cung chi địa. Ngược dòng, sư tôn không thể. Thiên Tuyết Tâm vội vàng hô to một tiếng, muốn ngăn trở cụ già, nhưng làm sao là lúc đã chậm. Cụ già khổng lồ kia hồn lực đã là sáp nhập vào trong hư không. Hụ. Một tiếng nhẹ hụ, cụ già thân hình thụt lùi mấy bước, khóe miệng một món máu đen tràn ra. Thiên Tuyết Tâm thấy vậy, trên mặt vẻ lo âu càng tăng lên mấy phần. Cụ già nhưng là lắc đầu một cái, nói trận chiến ấy, ta đã sớm huyết khí tàn lụi, bất quá là thân thể không lành lặn kéo dài hơi tàn sống qua ngày thôi, sức tái chiến đã mất, cũng chỉ có thủ đoạn như vậy còn có thể phái trên điểm công dụng. Tỏ ý mấy người không cần quá mức thương tâm, nghìn năm lưu niên, hắn thượng tồn tại ở đời, vốn là nghịch thiên cử chỉ, hôm nay thân thể không lành lặn có thể là tông môn làm ra cống hiến, cũng coi là không phụ lòng tông môn tài bồi. Yên tâm đi, ta cái này lão xương, còn có thể sống thêm mấy năm. Cụ già khẽ cười một tiếng, chợt thay đổi ý nghĩ nói, hướng tây nam, 20.000 cây số chỗ, còn ở Thiên Cung chi địa biên giới. Ngọc Khanh Âm lúc này liền là trầm giọng nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ truy đuổi. Diệp Thần nhưng là kéo lại nàng, nhìn Thiên Tuyết Tâm mở miệng nói, hiện tại truy đuổi, nhất định là không còn kịp rồi, người đến nếu có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp thần võ lệnh, thực lực có thể gặp một ban. Thiên Tuyết Tâm nghe vậy, kính ngồi dậy, khí tức cường đại lộ ra không bỏ sót, tạm thời tới giữa, cả tòa Thiên Cung Thần giáo đều là bị nàng khí tức cường đại bao phủ. Đây là... trưởng giáo đại nhân muốn xuất thủ không? Tốt huy áp kinh khủng, rõ ràng không phải nhằm vào ta sát ý, nhưng linh lực trong cơ thể vận chuyển bắt đầu dừng lại. Đây chính là tuyệt thế cường giả tư thái sao? Giờ phút này đứng ở Thiên Tuyết Tâm bên cạnh Ngọc Khanh Âm, đều là bị cái này huy áp kinh khủng chen được sắc mặt đỏ ửng, ngay cả hô hấp đều là khó mà là kế. Rất khó tưởng tượng, chỉ là hơi thở cũng đã như vậy kinh khủng, nếu là ra tay, tại chỗ không người có thể đỡ nổi bán thần cường giả nhất kích. Một bên Diệp Thần, cũng là cảm thấy áp lực, hồng mông đại tinh không thi triển, rồi mới miễn cưỡng để chống đỡ Thiên Tuyết Tâm uy áp, động thân đứng. Một bên cụ già thấy vậy, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc. Thằng nhóc này trận chiến ấy, tình trạng thân thể so ta còn muốn gay gâu, hẳn chỉ là phế nhân một cái mới đúng, hôm nay tại sao có thể có như vậy định lực. Tu vi còn hoàn toàn khôi phục được đỉnh cấp. Cụ già chân thực không cách nào hiểu. Tại sao một cái nửa bước quá thật tiểu tử, lại có thể lấy cái này cùng tu vi, kháng cự như vậy cấp cường giả khác uy áp? Mở. Thiên Tuyết Tâm lại là một trường bổ ra, trước mặt không gian giống như một giấy bạc sách vậy bị cắt thành hai nửa. Tại không gian vậy một đầu, một bức họa mặt từ từ mở ra, một đạo bị quần áo đen khỏa đi toàn thân bóng người, ở trên cánh đồng hoang vu bay nhanh. Diệp Thần một mắt chính là nhận ra người nọ. Là hắn.
Ngọc Khanh Âm cũng là cả kinh, lúc trước thánh cổ di tích bên trong, âm ma thánh điện vậy người thứ nhất cường thế du ngoạn hắc y nhân. Hắc y nhân bay nhanh ở trên cánh đồng hoang vu bóng người, hiển nhiên vậy phát hiện có người theo dõi, khàn khàn giọng mở miệng nói. Thiên Tuyết Tâm, quả nhiên mạnh mẽ, ta gần như xóa đi toàn bộ tung tích, vẫn bị truy xét được nhân quả. Người nọ khẽ than một tiếng, nhịp bước dưới chân nhưng là chưa từng dừng lại, khặc khặc. Một hồi cười quái dị sau đó, hắn châm chọc nói, hết thảy đã trễ rồi. Thời khắc này Thiên Cung Thần Giáo, Thiên Tuyết Tâm cách không gian cường thế một trường vung ra, vượt qua thời không gian. T. Liên Liên Diệp Thần đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, Thiên Tuyết Tâm lại có thể tùy ý vượt qua không gian tác chiến. Vậy một dấu bàn tay, ngang nhiên đánh ra, liền Thiên Cung Thần Giáo chung quanh đều là được ảnh hưởng đến, trong chốc lát núi rừng chim kinh bay, bình nguyên giấy lên cả ngày khói lửa. Phốc. Hắc y nhân chống cự một trường, thân hình con diều đứt dây vậy bay ngược, trùng trùng đập xuống đất. Này cùng con kiến hôi, cũng dám tới ta Thiên Cung Thần Giáo ngang ngược. Thiên Tuyết Tâm mắt sáng không ngừng lóe lên sát ý, vậy vượt qua thời không gian sông dài nhất kích, uy năng đã là ít đi mấy phần, nếu không cái này ôm hận một trường, liền có thể lấy hắn tánh mạng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vừa dứt lời, Thiên Tuyết Tâm thừa thắng truy kích, lại là một trường đánh ra. Vù vù, thiên địa làm biến sắc, núi sâu bên trong truyền ra một tiếng long ngâm, chợt cả dãy núi đều là mở ra kết giới, dùng để triệt tiêu một kích này dư âm. Ngoài vạn dặm trên cánh đồng hoang vu, một đạo to lớn trưởng ấn xé hư không, lại là hung hăng nện xuống. Thánh tổ cứu ta! Tình thế cấp bách khắc, một tiếng thét kinh hãi, vậy nổ ầm tới to lớn trưởng ấn cũng đã hung hăng đè ở trên cánh đồng hoang vu. Oanh! Trong nháy mắt trời long đất lở, vô biên nghiệp hỏa gần như cháy hết nguyên phiến cánh đồng hoang vu, nhưng mà vậy cho tàn dưới, trước kia bóng người cũng đã là biến mất, cũng không thấy nữa. Đáng chết! Thiên Tuyết Tâm một tiếng chấn nộ kêu lên, rất hiển nhiên, hắc y nhân cũng chưa chết ở nàng dưới trường, đồng dạng là có hắn cái loại này cấp cường giả khác can dự, lấy bàn tay đoạn che đậy nhân quả, đem cứu đi. Trước mắt hư không vỡ nát, bầu trời lần nữa quy về yên lặng, vậy uy áp kinh khủng biến mất không gặp, Thiên Tuyết Tâm giờ phút này nhưng là mặt đẹp chứa băng, phân bố dùng mình. Không nghĩ tới, âm ma thánh điện cái lão già đó, cũng đã đạt tới loại trình độ này. Sau một lúc lâu, Thiên Tuyết Tâm không biết làm sao than nhẹ một tiếng, mình cấm địa bị xông vào, bản cũng đã là mất tiên cơ, hôm nay thần võ lệnh bị mang đi, chỉ sợ là có phiền toái lớn. Diệp Thần giờ phút này là nhất là bình tĩnh, âm ma thánh điện người không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mang đi cái này thần võ lệnh, sợ rằng nguyên nhân sau lưng mới là sâu nhất tầng thứ, nếu không cường giả loại này chịu ra tay can dự, đây là muốn dính lớn nhân quả. Cái này thần võ lệnh, rốt cuộc là vật gì? Giờ phút này đã là cục diện như vậy, lại qua phiền muộn đều là chuyện không ích gì, cục diện dưới mắt, chỉ có thể là trước làm rõ ràng nguyên do. Liên quan tới cái này thần võ lệnh, sâu xa khá là rất xưa. Thiên Tuyết Tâm giờ phút này cũng là chăm chú nhìn về phía mình sư tôn, dẫu sao trước, nàng vậy chưa phá phong. Cụ già trong mắt bên trong đục ngầu ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, tựa hồ Trần Phong đã lâu trí nhớ một góc, lần nữa bị vén lên. Đó là mấy chục ngàn trở trước, ta thành tựu Thiên Cung Thần Giáo truyền nhân, cùng Thần Vũ Điện lúc ấy truyền nhân, ở một lần thi đấu bên trên, lập được tiền đặt cuộc. Thần Vũ Điện thần võ lệnh cùng Thiên Cung Thần Giáo Thiên Cung làm vậy, đều là trưởng giáo tín vật, nguy cơ giây phút, người cầm được có thể cầm tín vật này, số làm cả tông môn. Lúc ấy ta cùng Thần Vũ Điện truyền nhân đánh một trận, kinh thiên địa khóc quỷ thần, cuối cùng hơi thắng một chiêu. Cho nên cái này thần võ lệnh chính là đương kim tại chiến lợi phẩm, bảo tồn tại ta Thiên Cung Thần Giáo. Lúc ấy ước định kỳ hạn, bất quá là hai cái trẻ tuổi khí thịnh đứa nhỏ ý khí ước hẹn, về sau mấy chục ngàn trở thời gian bên trong, ta chấp trưởng Thiên Cung Thần Giáo, mà tất cả đại đứng đầu thế lực tỷ đấu bên trong, ta Thiên Cung Thần Giáo, cũng là ổn áp Thần Vũ Điện một đầu, cái này bảo vệ ước hẹn, cũng là một mực lưu truyền tới. Diệp Thần coi như là nghe rõ ràng, chợt nhẹ khẽ gật đầu. Nói, cho nên cái này Thần Vũ Điện đại biểu trưởng giáo tín vật, liền một mực ở lại Thiên Cung Thần Giáo. Cụ già nhẹ nhàng một vuốt râu, chậm rãi gật đầu. Những năm gần đây, Thần Vũ Điện đối với lần này một mực cảnh cảnh tại trong lòng, cho dù là cái lão già đó ẩn lui, nhưng ta cũng tin tưởng, hắn cùng ta như nhau, còn sót lại hậu thế, khẳng định muốn ở mấy năm sống, cầm thần võ lệnh,
cái này thần vũ điện thánh vật đoạt lại. Dựa theo ước định, lại còn một tháng, thời gian vậy chính là đến, chúng ta phải trả lại thần võ lệnh. Thiên Tuyết Tâm giờ phút này nhưng là phạm vào khó khăn, thế hệ trước ân oán, nhưng là bị âm ma thánh điện người lợi dụng. Thần võ lệnh nếu là tìm không trở về nói. Nàng nghĩ tới một cái đáng sợ hậu quả, mà âm ma thánh điện, rất có thể cũng là bởi vì như vậy mới cố ý thiết kế lấy trộm thần võ lệnh. Từ ta chấp trưởng Thiên Cung thần giáo tới nay, mặc dù cùng thần vũ điện đồng thời xuất hiện không nhiều, nhưng có thể nhìn ra, bọn họ đối với chúng ta vẫn là có chút thù cũ tồn tại, mặc dù một mực giữ trung lập, nhưng chắc hẳn cũng là bởi vì là vậy thần võ lệnh nguyên nhân chứ. Thiên Tuyết Tâm nhướng mày một cái, sự việc còn trở nên có chút khó giải quyết. Cụ già nhẹ khẽ gật đầu, cái này giờ phút quan trọng mà trên, thần võ lệnh bị trộm, rất hiển nhiên, âm ma thánh điện cũng muốn cho mình kéo một cái thực lực cường đại đồng minh, đồng thời cũng cho chúng ta tạo một cái phiền phức. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, dĩ nhiên là đoán được cái gì, từ Thiên Tuyết Tâm cùng với cụ già chỉ nói ngắn gọn bên trong hiểu được, thất lạc thời không khu vực nhân tộc gần đây hẳn là muốn cho đòi mở cái gì đại hội. Cái này hội họp lớn, khẳng định sẽ đối với Thiên Tuyết Tâm đánh chết thất lạc yêu vực bái nguyệt yêu môn đế yêu là một níu không buông, muốn từ Thiên Cung thần giáo nơi này cướp lấy lợi ích nhất định, lúc trước ngại vì thần võ lệnh là một, thần vũ điện không thể nói chống đỡ, vậy khẳng định sẽ bảo đảm cầm trung lập. Hôm nay thần võ lệnh mất trộm, nói không chừng thần vũ điện sẽ đổ mâu. Diệp Thần một lời ở giữa, liền một bên Thiên Tuyết Tâm đều là vì bên mục, bằng vào mấy câu nói chính là phân tích ra lập tức thế cục. Truyền thuyết này ở giữa luân hồi chi chủ quả thật không bình thường. Âm ma thánh điện làm ra cái loại này câu làm, chắc hẳn cũng là sẽ không gạt thần vũ điện, ta muốn thần vũ điện lão ra, hẳn đã nhận được tiếng gió, sở dĩ không có đến cửa truy cứu trách nhiệm, chắc hẳn bọn họ tới giữa, đã có một hiệp nghị nào đó. Diệp Thần tiếp tục liền chuyện bàn về chuyện nói. Thần võ lệnh, vô luận như thế nào vậy được mang về, chuyện liên quan đến liên minh đại hội kết quả. Thiên Tuyết Tâm trước mắt cũng coi là mình chỗ dựa vững chắc, cái này Thiên Cung thần giáo làm việc cũng coi là lỗi lạc, Diệp Thần có thể giúp, là sẽ không từ chối. Thời khắc này Ngọc Khanh Âm đứng dậy, nhẹ giọng nói ta lúc trước tuy là âm ma thánh điện thánh nữ, nhưng từ U Thiên Điện quan hệ thông ra sự việc sau đó, đối với bên trong thánh điện sự việc, biết rõ quá ít. Âm ma thánh điện bên trong, có ta một cái bạn tốt, cũng là ta ở âm ma thánh điện bên trong, duy nhất người tin cần, đi tìm nàng. Có lẽ có thể thám thính được một ít nội tình, đối với chúng ta đoạt lại thần võ lệnh, sẽ có trợ giúp. Ngọc Khanh Âm nói đạt tới nơi này, một lần, tiếp tục mở miệng nói, nàng kêu Mặc Như Thu. Ta có thể tự mình đi đi một chuyến. Thiên Tuyết Tâm ngược lại là đối Ngọc Khanh Âm lần này nói gật đầu liên tục, tình huống trước mắt tới xem, tựa hồ cũng chỉ có Ngọc Khanh Âm nói cái phương pháp này có thể được. Diệp Thần nhưng là cho mày, suy nghĩ một hồi lâu sau vội vàng khoát tay, ngươi không thể đi. Âm ma thánh điện cùng trên mình ngươi dính có lớn nhân quả, hơn nữa ngươi có thể phát hiện bọn họ xâm lược, bọn họ bên trong, vậy nhất định có người có thể phát hiện ngươi. Lúc trước âm ma thánh điện hắc y nhân xóa đi hết thảy dấu vết trộm đi thần võ lệnh, che đi tất cả nhân quả, nhưng hết lần này tới lần khác bị Ngọc Khanh Âm phát hiện. Rất hiển nhiên, âm ma thánh điện địa giới, Ngọc Khanh Âm một khi bước vào, giống vậy sẽ bị phát hiện. Diệp Thần ánh mắt lần nữa vừa chuyển. Trên dưới quan sát Thiên Tuyết Tâm tới. Thiên Tuyết Tâm cũng là tròng mắt nhìn thẳng Diệp Thần, khẽ gật đầu một cái. Ta cũng không phải, ta thực lực vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ đưa tới người chú ý, huống chi thần võ lệnh mất trộm, giờ phút này ta nhất cử nhất động, đều là ở trong mắt của tất cả mọi người, một khi rời đi Thiên Cung thần giáo, thời gian đầu tiên sẽ bị người biết được. Diệp Thần, hôm nay, có thể chỉ có ngươi tự mình đi một chuyến. Dưới mắt xem ra, tựa hồ không có so với cái này tốt hơn phương pháp. Nhưng mà Diệp Thần tình huống, Ngọc Khanh Âm không khỏi có chút lo âu, Diệp Thần từ Vạn Thần Tuyết Sơn đỉnh sau khi trở về, một mực tại dưỡng thương, hôm nay trạng thái sợ rằng cũng không tốt, làm sao xem, hắn cũng không phải nhất miễn cưỡng thí sinh. Diệp Thần nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay một cái, không sao, ta đã khôi phục xong hết rồi. Bất quá, ta dưới mắt còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn đi làm. Thiên Tuyết Tâm tựa hồ đoán được cái gì, mở miệng nói, người nói trọng yếu chuyện, nhưng mà quan hệ đến vậy kêu là thân Đỗ Uyển Nhi cô gái. Diệp Thần gật đầu một cái, nàng đối với ta có ân, hôm nay thuộc về dầu sôi lửa bỏng bên trong, ta trước hết cứu nàng, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết thần võ lệnh.
Thiên Tuyết Tâm suy tính mấy giây, nói, đây là tự nhiên, dưới mắt vậy đại hội còn có chút thời gian, ta ở Thiên Cung chi địa có đầy đủ quyền phát biểu, kéo dài một ít ngày cũng không khó khăn, chuyện này và chuyện ngươi so sánh, quả thật không gấp như vậy, ngươi đang xử lý thân đột tiểu thư chuyện thời điểm, ta cũng sẽ an bài đệ tử điều tra mấy phần, chờ ngươi xử lý xong hết, lại đi tìm thần võ lệnh, bên này ta sẽ chĩa vào áp lực. Nếu như ngươi phải đi trở về, ta liền tự mình đưa ngươi rời đi. Đúng rồi, ta mặc dù không cách nào suy diễn vậy thân Đỗ Uyển Nhi rơi xuống, nhưng chắc có người có thể suy diễn, người này tốt nhất mượn ngoại vật suy diễn, mà không phải là tự thân. Diệp Thần nghe được câu này, con người đột nhiên sáng lên. Hắn một mực bỏ quên một người. Người kia chính là Kỷ Lâm. Kỷ Lâm đã đem Vân Đính Thiên Thư cùng Tiên Phù Thiên Thư dung hợp, nàng mở ra Vân Đính dịch bàn cờ, chư thiên vạn giới nhân quả, đều có thể dòm ngó xem kỹ động coi là, cũng là nàng coi là đến chu tước cửa rơi xuống. Liền chu tước cửa đều có thể coi là đến, sợ rằng thân Đỗ Uyển Nhi rơi xuống cũng có thể xác định. Diệp Thần con người đông lại một cái, liền đối với Thiên Tuyết Tâm nói, đa tạ tiền bối, ta tự đi đi là được, như thần võ lệnh chuyện quá khẩn cấp, xin mượn phi kiếm truyền thư trước thời hạn thông báo ta. Một giây kế tiếp, Diệp Thần không do dự nữa, vận dụng hư linh thần mạch, biến dạng hư không, hướng một phương hướng đi. Ngay tại Diệp Thần ngăn cản Kỷ Lâm địa phương lúc đó, một đạo bóng đẹp đã ở nơi đó cung kính chờ đợi đã lâu. Chính là Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần, thở ra một hơi, nói ta cũng biết ngươi sẽ đến tìm Kỷ Lâm. Bất quá Kỷ Lâm tình huống thật giống như không tốt lắm, trước suy diễn chu tước cửa bị thương còn không hết bệnh, đang bế quan chữa thương. Diệp Thần mặc dù bất ngờ, nhưng hắn rất rõ ràng, Kỷ Tư Thanh là nhất biết rõ nhân quả tồn tại. Diệp Thần đi tới Kỷ Lâm ở địa phương đó, bé gái đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, nghe được tiếng bước chân cấp bận bịu xoay đầu lại, gặp người đến là Diệp Thần sau đó, mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Bức Vương, hụ hụ, Diệp Thần ca ca. Kỷ Lâm giòn giã kêu câu. Diệp Thần đi tới, cười sờ một cái Kỷ Lâm đầu. Từ ngoài mặt xem, Kỷ Lâm cũng không có bất kỳ bị thương dấu vết. Hắn hỏi tiểu nha đầu thương thế, Kỷ Lâm nghịch ngợm càn quấy. Lập tức thì trở nên được có chút ưu sầu. Loại vết thương này không phải dựa vào linh đan rượu dược là có thể tiêu trừ, cần phải từ từ cắt đứt tồi tệ đạo quả. Kỷ Tư Thanh tìm không thiếu biện pháp, quay đầu lại cũng là không thu hoạch được gì. Diệp Thần tràn đầy đồng tình nhìn bé gái, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tìm được đường giải quyết, trợ giúp bé gái khôi phục. Nhưng hắn lần này tới, là muốn mời bé gái giúp một chuyện, hôm nay Kỷ Lâm còn có thương thế. Lòng hắn bên trong thì có buông tha dự định. Kỷ Lâm con người đông lại một cái, gặp Diệp Thần như vậy tình trạng, liền đưa tay ra nói, Diệp Thần ca ca, người đi trước Hoa Hạ, hẳn mang theo không thiếu thứ tốt trở về đi, cho ta. Diệp Thần ngẩn ra, cái này vừa nghĩ đến trước hồi Hoa Hạ, nhưng mà góp nhặt một chồng Hoa Hạ quà vặt và thức ăn, vốn là chính là định cho Kỷ Lâm, bất quá phía sau bởi vì địa tâm vực tình cảnh, quên, hôm nay Kỷ Lâm nói tới. Diệp Thần tự nhiên không thể nào keo kiệt, vung tay lên, một cái phòng tạp vật chính là treo lơ lửng ở Kỷ Lâm trước mặt. Kỷ Lâm liếm miệng một cái, nhận lấy nhẫn chữ vật, một lần tra xem, vậy vốn là vẻ lo lắng, hoàn toàn đổi được không bình tĩnh. Một giây kế tiếp, nàng nhảy tới Diệp Thần trong ngực, lại là ở Diệp Thần trên trán nặng nề hôn một tí, Diệp Bức Vương, ta quá yêu ngươi. Quả nhiên là toàn vũ trụ đẹp trai nhất Diệp Bức Vương. Bất quá rất nhanh. Kỷ Lâm liền chú ý tới Kỷ Tư Thanh ánh mắt, vội vàng từ Diệp Thần trên mình xuống, sờ một cái đầu, ngượng ngùng nói, không phải Diệp Bức Vương, là Diệp Thần ca ca tốt nhất rồi. Bất quá, ở ta Kỷ Lâm trong tự điển, có một câu danh ngôn, bắt người tay ngắn, ăn thịt người mềm miệng, đã như vậy, Diệp Thần ca ca, người nói đi, tìm ta làm gì. Diệp Thần lắc đầu một cái, mới vừa muốn cự tuyệt, Kỷ Lâm nhưng cả giận nói, Diệp Bức Vương. Không muốn cho mặt không biết xấu hổ, ngươi chẳng lẽ xem thường ta Kỷ mẫu người sao? Ngươi còn như vậy, ta và ngươi liền đoạn tuyệt mẹ con trai quan hệ. Diệp Thần. Hắn vốn đang lấy là Kỷ Lâm đổi tính, hiện tại tới xem, Kỷ Lâm bất quá bị đè nén, vẫn là lúc đầu như vậy. Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh cuối cùng liếc một cái Kỷ Lâm, hay là đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, Kỷ Lâm có đúng mực, sẽ để cho nàng thử một lần đi. Mà giờ khắc này Kỷ Lâm hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía thương khung, rất có một phen phong độ cao nhân.
Diệp Thần biết Kỳ Lâm là giả vờ, nhưng dưới mắt chớ không có cách nào khác, chỉ có thể nói, được, nhưng là Kỳ Lâm, một khi đối thân thể ngươi sinh ra ảnh hưởng, ngươi liền lập tức kết thúc. Kỳ Lâm như cũng nhìn Thương Khung, thần sắc ngưng trọng, nàng thậm chí giả vờ đưa tay ra, vô căn cứ sờ một cái râu, làm sao căn bản không có râu, chỉ có thể hướng về phía không khí vuốt, rồi sau đó thấp giọng nói, lão phu tự nhiên biết, Diệp Bức Vương, ngươi không cần nhiều lời. Diệp Thần, Kỳ Tư Thanh, Kỳ Lâm cố nhiên đáp ứng, nhưng thực nàng rất rõ ràng lấy nàng bây giờ thương thế, không thể suy diễn cụ thể nhân quả luân hồi, chỉ có thể suy tính ra đại khái phương vị. Diệp Thần thật ra thì vậy có chút hối hận, hắn biết Kỳ Lâm thương thế chính là tu luyện vân đính dịch mang tới, cũng không biết lựa chọn ban đầu là chính xác cũng được lầm. Hắn lấy ra một kiện thân độ uyển nhi trên mình cựu vật cho Kỳ Lâm. Kỳ Lâm bàn tay vung lên, khẽ quát một tiếng, vân đính bàn cờ, lên. Một tấm bàn cờ to lớn, ở chân trời nổi lên. Vậy trên bàn cờ, khắc từng đạo cổ xưa phù văn, tràn ngập tiên khí. Là tiên phù thiên thư phù văn. Bàn cờ chịu đựng tinh thần, trôi lơ lửng ở trên trời, bức họa này mặt, vô cùng nguy nga. Suy diễn hiện tượng thiên văn, bát quái huyền trận, chi chít khắp nơi. Kỳ Lâm ngồi ở trước bàn đá, ước chừng thôi diễn nửa giờ. Sau nửa giờ, nàng đột nhiên mở mắt ra, mở miệng nói. Nàng ở một nơi tên là Táng Thần Đất địa phương, bây giờ tình huống sợ rằng không quá lạc quan. Diệp Thần lòng như lửa đốt, lập tức liền dự định lên đường, trước khi đi hắn lại phát hiện Kỳ Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn so với trước kia càng trắng bệch. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, người yên tâm đi đi. Cùng tới trước Kỳ Tư Thanh lựa chọn lưu lại bầu bạn Kỳ Lâm. Táng Thần chi địa, ở địa tâm vực một nơi. Giờ phút này địa tâm vực cửu đỉnh đại trận ánh sáng chưa từng tản đi, thay đổi là u hắc sương mù, đem mặt mũi tươi đẹp cô gái đổ đen bao phủ trong đó. Mà ở cửu đỉnh đại trận vòng ngoài, còn có hai người dừng chân đứng, hai tay vòng ngực, trong mắt đều là châm chọc thần sắc. Cái này hai người nhận được Vũ Hoàng Cổ Đế mệnh lệnh, phụng mệnh tới đem thân độ uyển nhi mang về thượng giới. Cẩn thận vừa thấy, hai tên thanh niên quần áo tối sầm một trắng, mặt mũi tương tự, lại là một cặp xanh đôi. Thanh niên áo đen tên là Vũ Hoàng Thành Cương, quần áo trắng tên là Vũ Hoàng Văn Hạo, chính là Vạn Khư Thần Điện trong đó số một số hai thanh niên tuấn kiệt. Vũ Hoàng Thành Cương thực lực đã đột phá tới bách gia cảnh 7 tầng thiên, tu luyện là lâm tự quyết. Vũ Hoàng Văn Hạo thực lực hơi yếu một nước, đã đạt tới bách gia cảnh 6 tầng thiên đỉnh cấp, tu luyện chính là hành tự quyết. Hai người đứng sóng vai, thật giống như không có cảm tình người đá. Chỉ đợi Vũ Hoàng Cổ Đế trận pháp đem thân độ uyển nhi khí lực toàn bộ làm hao mòn sau đó, bọn họ sẽ mang trước thân độ uyển nhi trở lại thái thượng thế giới phục mệnh. Chỉ tiếc chúng ta vẫn là tới trễ một bước, võ uy thiên kiếm bị những người khác cướp đi. Vũ Hoàng Thành Cương thần sắc không vui nói. Vũ Hoàng Văn Hạo im lặng không lên tiếng, khóa chặt chân mày bại lộ hắn phiền não. Cùng trở về sẽ cùng Vũ Hoàng đại nhân báo cáo tình huống đi, căn cứ lưu lại hơi thở phán đoán, thân độ uyển nhi bị đại trận vây khốn sau đó, võ uy thiên kiếm lại có thể mượn cơ hội trốn thoát, cuối cùng hẳn là bị cựu Nhật Minh người cầm đi. Vũ Hoàng Thành Cương tiếp tục phân tích. Vũ Hoàng Văn Hạo rốt cuộc mở miệng, trước giải quyết nơi này lại đi thu thập bọn họ, truyền tống trận pháp thời gian có hạn, chúng ta cần tốc chiến tốc thắng. Sau nửa giờ, trận pháp tiêu tán, Vũ Hoàng Thành Cương và Vũ Hoàng Văn Hạo đang muốn ra tay, chỉ gặp một phiến trắng như tuyết sáng mở bay qua, lóng lánh chư thiên. Cùng ánh sáng thời điểm biến mất, thân độ uyển nhi cũng không thấy. Cách đó không xa, một người lãnh đạm thanh niên thần sắc lạnh như băng. Luân hồi chi chủ. Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo hai miệng đồng thanh hô lên Diệp Thần tên chữ, giống như đồng thời ma âm chồng lên nhau, lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. Tự tìm cái chết. Diệp Thần không chút khách khí, một đạo long ngâm vậy tiếng kiếm rít lao nhanh ra, toàn lực vung chém. Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo hai mắt nhìn nhau một cái, sau khi chia tay lui. Hai người đồng thời nặn động pháp quyết, triệu hoán ra một khối kiếm thai. Phía trên có khắc máu đỏ dấu vết, giống như một tôn ma quỷ đang chiếm đoạt. Gió đen gào thét, sương mù mờ mịt, bao phủ Diệp Thần một kiếm kia, chung quanh không gian cũng theo lâm vào yên lặng. Kiếm quang trong vô hình bị cắt đứt, không có sức rơi xuống. Diệp Thần đỡ thân độ uyển nhi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thời khắc này thân độ uyển nhi hơi thở uể oải, thật giống như tùy thời liền sẽ ngất đi.
Nàng mạnh chống cuối cùng một chút khí lực, mở miệng nói, đây là dung hợp hắc ám trái cấm thép kiếm thai, người muốn chú ý. Nói xong câu này nói, nàng hoàn toàn ngủ mê mang, thân thể vô lực sụi lơ ở Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần trong lòng cố nén lửa giận, đem thân độ Uyển Nhi an trí ở hoàng tuyền đồ bên trong, hơn nữa dẫn vào một chút nước suối vàng lực lượng, bảo vệ thân độ Uyển Nhi hồn phách. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng hai tên địch nhân. Khối kia kiếm thai do hồng hoang trong thời kỳ rơi xuống ở hoang vực hỗn độn vẫn thạch chế thành, tên là Thông Thiên Huyền Thiết, bền chắc không thể gãy, sắc bén dị thường. Tin đồn đem tất cả Thông Thiên Huyền Thiết đánh tạo thành kiếm, mạnh hơn tám đại thiên kiếm, ở vào trăm binh đứng đầu. Phá núi liệt địa, đoạn hà trở giang là một đĩa đồ ăn, chém ra tinh vực, biến dạng thương khung giống vậy không nói ở đây. Một khối kiếm thai liền có thể cùng hắn Long Uyên Thiên Kiếm sánh bằng, khủng bố như vậy. Nhưng như muốn luyện thành kiếm, biết bao khó khăn. Vũ Hoàng Thành Cương và Vũ Hoàng Văn Hạo không gấp cũng không nóng nảy, ngược lại thì đối Diệp Thần cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói luân hồi chi chủ trên mình bảo vật rất nhiều, chẳng biết có được không mượn hai kiện tại ta anh em hai người dùng một chút. Vũ Hoàng Thành Cương diễn cảm 10 phần âm tà. Vũ Hoàng Văn Hạo chính là muốn lộ vẻ được nóng nảy rất nhiều. Ca, chúng ta không cần lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt giao cho Vũ Hoàng Đại Nhân, đến lúc đó anh em chúng ta khen thưởng còn thiếu được không? Nói có lý. Hai huynh đệ vừa dứt lời, liền thao túng hắc ám kiếm thai, bộc phát ra kinh khủng đánh giết khí cơ. Diệp Thần cầm ra Long Uyên Thiên Kiếm, đánh về phía trước, hoành độ hắc ám. Hôm nay không có ở đây thiên cung chi địa, Diệp Thần cũng không dùng lại lo lắng sử dụng mạnh đại võ đạo bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện, mà phá không tiêu diệt. Chỉ thủy chi đạo, Thái Dương Xích Hoàng chém. Hắn vừa lên tới liền sử xuất cường đại kiếm đạo, dự định ban đầu liền chế trụ hai người tình thế, làm liền một mạch. Diệp Thần tuy nói hận Vạn Khư Thần Điện người tận xương, khá vậy phân rõ hai người này thực lực, đã hoàn toàn không kém gì ngày đó Hy Huyền Thiên, Vũ Hoàng Thành Cương thậm chí so hắn còn lợi hại hơn. Diệp Thần diễn hóa ra liền một vòng kim quang lóng lánh Thái Dương, thần sắc nghiêm túc, hai tay cầm kiếm, thống nhất chung một chỗ về phía trước bổ tới. Bành! Kiếm khí cùng kiếm thai đụng nhau, giống như hai tòa tiên sơn đụng nhau, tóe ra ngút trời hơi thở. Kiếm này thai, thật sự là quá mức mạnh mẽ, biến dạng hư không đồng thời xông vào hỗn độn, khuấy loạn càn khôn, đi tới Diệp Thần trên đỉnh đầu không. Thằng nhóc, lần này ngươi chết chắc, Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi. Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo cái này hai huynh đệ một trái một phải, giống như địa ngục ma thần. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phải đem Diệp Thần bắt lại. Kiếm khí hóa thân chân long ở dày đặc bóng tối bọc dưới kêu gào một tiếng, tan thành mây khói, hoàn toàn mẫn nhiên. Hắc ám biển cuộn sạch thành hình, vạn pháp bất xâm, lăn chuyển động nước biển tưới tóc đen thúi, giống như là từ địa ngục chỗ sâu lấy ra, cất hàng tỷ năm lâu như vậy, u lạnh khí đập vào mặt. Một cổ không thể chống lại sức mạnh to lớn ầm ầm hạ xuống, lại có thể để cho Diệp Thần thân hình tại chỗ nhúc nhích không được. Phân bố mênh mông hải vực hắc ám phủ văn giống như đại lộ tốn hết tình tách thả ra, uy thế khủng bố, hung sóng ngút trời. Luân hồi chi chủ, nhận ngươi thiên tư biết bao xuất chúng, thủ đoạn biết bao liền được, đều không cách nào ngăn cản chúng ta hai anh em liên thủ. Vũ Hoàng Thành Cương, Vũ Hoàng Văn Hạo chia nhóm cỡ đó, thao túng sóng biển cuộn sạch Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần mới rõ ràng, cái này hai người có lẽ sớm có chuẩn bị lùng bắt thân Đỗ Uyển Nhi là một. Sợ rằng quan trọng hơn vẫn là bắt mình cái này để cho Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ đích danh muốn tồn tại. Nhưng là Diệp Thần lại sao sẽ tùy tiện khuất phục, hắn lấy yếu đánh mạnh, trong miệng nói lẩm bẩm. Đấu tự quyết, thương khung dưới. Nếu là đối phó Vạn Khư người, vậy chỉ dùng Vạn Khư am hiểu thủ đoạn đường đường tránh tránh đánh bại bọn họ. Diệp Thần thi triển ra đấu chữ quyết sau đó, khí thức vô hình phóng lên cao, đụng nát bầu trời, hư không đại lộ tấp tấp sụp đổ, mảnh vỡ bay lượn. Tiên đạo hơi thở tràn ngập ra, tượng thần trang nghiêm. Cái gì? Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo đồng thời kinh ngạc, ngay sau đó lại đổi được giận không kềm được. Đấu tự quyết là bọn họ Vạn Khư Thần Điện tuyệt học, há cho người khác tùy tiện theo dõi. Đồ vô sỉ, hôm nay anh em chúng ta nhất định đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Ma sắp nhật nguyệt, sát phạt thiên hạ, Lâm tự quyết, thu thập hắn. Lâm tự quyết. Có thể triệu hoán viễn cổ tiên nhân thần ma hạ xuống, đạt được cổ xưa thần ma trợ lực,
trong nháy mắt tăng lên tự thân sức chiến đấu, thần thông vô cùng là cường hãn. Trước lúc này nắm giữ Lâm Tự Quyết người, đồng dạng là Vạn Khư Thần Điện đệ tử Vũ Hoàng Thanh Thư. Trận chiến ấy Vũ Hoàng Thanh Thư liền vận dụng Lâm Tự Quyết, triệu hoán viễn cổ thiên ma phụ người, kiêu căng khủng bố, ma vân ngút trời. Có thể cuối cùng cứu là đánh bại. Lâm Tự Quyết là thông linh thần thông, triệu hoán viễn cổ thần ma càng lợi hại, ma khí càng mênh mông, ký chủ thừa nhận cắn trả vậy lại càng lớn. Vũ Hoàng Thanh Thư triệu hoán ma thần trên người, có thể xa xa còn chưa phát huy Lâm Tự Quyết uy lực chân chính. Coi được, ta Lâm Tự Quyết cũng không xem Vũ Hoàng Thanh Thư tốt như vậy đối phó. Vũ Hoàng Thành Cương cười lạnh một tiếng, nắm đấm của hắn trên, khô lâu ma thần điên cuồng gầm thét, tụ tập lực lượng. Con người bên trong lại là có muôn vàn ma thần bóng người tách thả ra, dày đặc xen lẫn ở nơi này phiến bầu trời, thật sự là quá kinh người. Một tôn tôn ma thần ngang trời ngàn dặm, mờ mịt vô biên, màu máu đầy trời. Đổi thành ý chí hơi không kiên định người, sợ rằng lập tức sẽ bị trước mắt một màn này sắc mặt bị sợ phát thanh. Diệp Thần thần sắc bộc phát ngưng trọng. Ma tụ người, là Lâm Tự Quyết tu luyện tới cảnh giới cao hơn thể hiện. Vũ Hoàng Thanh Thư vận dụng pháp quyết, triệu hoán ma thần, nhìn qua uy thế ngút trời, không thể địch nổi, nhưng trong thực tế còn dừng lại ở bề ngoài. Chân chính ma linh chính là vì tự thân lực lượng mạnh mẽ, cùng linh thức hòa làm một thể, bộc phát ra hủy thiên diệt địa ma lực tính. Vũ Hoàng Thành Cương vô hạn tiếp cận với cái này một cảnh giới. Đối mặt thế như trẻ che ma linh đại quân, Diệp Thần cũng không khỏi không xúc động Vạn Khư Thần Điện mạnh mẽ. Chỉ là nhân tài mới nổi thì có như vậy chèn ép, huống chi chóp đỉnh kim tự tháp Vũ Hoàng cổ đế, nên có bao nhiêu để cho đối thủ tuyệt vọng. Bất quá hết thảy các thứ này đều không phải là Diệp Thần lùi bước lý do. Hắn vung tay lên, tuyết táng tinh trần vẩy qua đầy trời tinh thần, màu trắng bạc ánh sáng lóng lánh. Nhìn như lực lượng nhu hòa giữ được Diệp Thần chỗ ở khu vực, ngăn chặn vạn ma. Phá cho ta. Có tuyết táng tinh trần gia trì, Diệp Thần sử dụng tai nạn thiên kiếm, hét lớn một tiếng, luân hồi huyết mạch ngay tức thì sôi trào, tạo ra hồng mông đại tinh không, thật giống như hình thành một cái vòng xoáy hắc động, vô cùng vô tận tai khí bạo phát, do hướng nội bên ngoài, xông phá thương vũ. Tai khí u hắc thâm thúy, cùng tuyết táng tinh trần tinh thần ánh sáng tạo thành mãnh liệt so sánh, vô tận khí tức kinh khủng, mạnh mẽ tuyệt luân, nửa quang nửa ám, tràn đầy thời gian phép tắc lực lượng, chìm ngập Lâm Tự Quyết ác ma. Lại còn có thể như vậy phản kháng. Điều khiển Lâm Tự Quyết Vũ Hoàng Thành Cương ngay tức thì cảm nhận được liền đến từ thiên kiếm, luân hồi huyết mạch và tuyết táng tinh trần uy lực. Tuyết táng tinh trần không chỉ đối đạo tâm hữu ích, càng tự có thần quang thuộc tính, đối với yêu quái quỷ quái, ma thần ác quỷ có đả kích chí mạng. Vũ Hoàng Văn Hạo gặp tình huống có biến hóa, quanh thân ánh sáng đen vần quanh, không gian mảnh vỡ bí mật ma ma, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Đại ca, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta cùng ngươi cùng liên thủ đem hắn bắt, tốt mang về phục mệnh. Vũ Hoàng Thành Cương nghe vậy, có chút do dự, hắn bản tự tin có thể một người thu thập Diệp Thần, bây giờ nhìn lại tình huống tựa hồ có chút khó giải quyết. Chỉ có thể ưu tiên tuân theo ra lệnh. Vũ Hoàng Văn Hạ dao động như cấp gió, dưới chân đạp ra hừng hực ánh sáng, xông lên vân tiêu, lược động càn khôn. Hắn thi triển là anh tự quyết. Phạm Thiên Thần Công, Lâm Binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước, hành tự quyết chính là một, đại biểu trời hạ gian nhanh chóng nhất vô luân thân pháp, nếu như có thể học thành, lại kẻ địch cường đại, cũng không cách nào chạy khỏi thi quyết người nắm trong tay. Chỉ bất quá môn pháp quyết này vô cùng là đặc thù, cần tiên thiên linh hoạt kỳ ảo thân thể mới có thể chịu đựng, hơn nữa đem tu luyện tới trình độ cao nhất. Cái gọi là tiên thiên linh hoạt kỳ ảo thân thể, cũng chính là thích hợp nhất được tự giác thể chất, thai nghén thiên địa trường phong mà sống, đối với thời không biến hóa có cực cao cảm ngộ. Vũ Hoàng Văn Hạo thi triển hành tự quyết thời điểm, trong vòng 3 giây, thân thể tàn ảnh còn lưu tại chỗ. Lại vừa thấy đi, hắn đã tới Diệp Thần bên người, năm ngón tay cong thành lưỡi dao sắc bén, xèn xoẹt chụp vào Diệp Thần. Diệp Thần trước đây chỉ nhìn chăm chú Vũ Hoàng Thành Cương chung quanh khối kia khu vực, nhưng không ngờ tới Vũ Hoàng Văn Hạo lại động như kinh gió. Lặng yên không một tiếng động đi tới hắn bên người. Hừ, muốn đánh lén ta, sợ rằng ngươi tạm thời còn không làm được. Diệp Thần trong nhất niệm triệu hoán ra nguyện vọng thiên tinh, cùng tuyết táng tinh trần hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, hai người tác phẩm xây tinh thần biển khơi cực kỳ vững chắc. Vũ Hoàng Văn Hạo một móng thành không,
nhanh chóng lui về phía sau, ngược lại cũng không nổi nóng. Âu, lại có thể nhìn thấu ta tốc độ, ngươi thực lực coi như có thể. Bất quá mới vừa ta chỉ dùng hai thành thực lực mà thôi. Vũ Hoàng Văn Hạo uy nghiêm cười một tiếng, thân hình lần nữa không thấy. Hắn ở thời gian mảnh vỡ bên trong xê dịch chăn trở, bước ngang qua một cái lại một cái hắc động, nhưng là đầu ngón tay nhưng thủy chung nhắm ngay Diệp Thần cổ họng cùng ấn đường. Cái này giống như là đi ở trong bóng tối âm hồn, Diệp Thần không thể không đề phòng. Phân thân hết cách dưới, uy lực của chiêu thức tự nhiên có chút hạ xuống. Vũ Hoàng Thành Cương bắt được cái này tạm thời cơ hội, cắn bể đầu ngón tay. Một giọt giọt máu ở cầm đầu thần ma trên đầu, thần bí văn lạc ngưng tụ diễn hóa, không ngừng biến đổi, rồi sau đó đầu kia thần ma lại mở ra mắt thật to. Cái nhìn này đem còn thừa lại thần ma tất cả đều hút tới, nguyên phiến chân trời giống như bị đốt cánh đồng hoang vu, thời không sông dài xuất hiện, giam cầm vạn vật. Thật giống như có chân chính viễn cổ thần ma trọng lâm thế gian. Cái này một đầu thần ma ngưỡng mặt thét dài, lửa đen ngút trời, cặp mắt mang hỗn độn khí, về phía trước bạo xạ ra hai đạo xuyên qua chân trời hắc mang dài trụ. Giống như thiên kiếp, căn bản không cách nào tránh khỏi. Cùng lúc đó, ở trong hắc động qua lại Vũ Hoàng Văn Hạo vậy cắn bể ngón tay, tích xuất máu tươi, hắn cả người nhất thời huyễn hóa ra hơn ngàn cái phân thân, mỗi một cái cũng có thiết diện răng nanh, tàn khốc cực kỳ. Anh em hai người đồng bào cùng sinh, thần giao cách cảm, cơ hồ đều là ở trong nháy mắt phát động sát chiêu. Hư không hắc động xông lên, đem Diệp Thần khốn tại một khối tiểu thiên trong đó, không cách nào làm ra phạm vi lớn xê dịch tránh chuyển. To lớn nhọn bàn tay từ bốn phương tám hướng ngưng tụ ra, cuồn cuộn hắc viêm bốc hơi lên, cực kỳ giống ngày tận thế tới vậy cảnh tượng. Lúc này Diệp Thần gặp phải cực lớn nguy cơ. Tại chưa có Nhâm Phi Phàm hộ đạo dưới tình huống, hắn một mình lập chiến hai người cường đại cựu địch. Những người này có thể là tới từ thái thượng thế giới, nắm giữ võ đạo vậy vượt xa Hy Huyền Thiên hạng người. Ban đầu khiêu chiến Vạn Trần Phong cùng Hy Huyền Thiên, hắn đều là từng cái kích phá, cuối cùng nghịch chuyển chiếm cứ, một lần hành động đánh chết đối thủ. Vạn Khư Thần Điện Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo không chỉ có cảnh giới càng vững chắc, thủ đoạn mạnh hơn, quanh năm mệt mỏi tháng ở thái thượng thế giới nơi rèn luyện ra mộ đạo quy tắc và khí vận vậy không hạ giới thiên tài có thể so với. Trận chiến này phải thế nào phá? Diệp Thần cắn răng một cái, trực tiếp cháy một phần chia luân hồi huyết mạch lực lượng. Thật ra thì ở thiên cung chi địa cháy qua một lần, như cử động nữa dùng, hậu quả rất lớn. Có thể cái này hai cái Vũ Hoàng tự mình phái tới cường giả, tuyệt không đơn giản, hắn phải như vậy. Dĩ nhiên, nếu như hắn bây giờ muốn trốn, Vũ Hoàng Văn Hạo cũng không khả năng đuổi kịp hắn. Nhưng mà chạy trốn sau đó thì sao? Hắn biến thành chiến bại người, tâm ma sẽ vĩnh viễn quấn quanh, không cách nào xóa đi. Võ tổ đạo tâm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Coi như sau này tu luyện đột phá thành công, đem cái này hai người chém xuống dưới kiếm, tâm ma vẫn không cách nào trừ. Không phải muốn chạy trốn, mà là chiến thắng. Diệp Thần trong lòng đối mình mặc niệm. Hắn bị hai đại lớn Phạm Thiên Thần công cường giả vây công, một đạo lại một đạo tàn bạo ánh sáng phóng lên cao, đánh xuyên hắn thân thể, máu tươi tung tóe. Tuyệt cảnh dưới, yên có chứng lành. Nhưng là ngay vào lúc này, Diệp Thần thân thể sinh ra một chút vi diệu biến hóa. Vậy đầy trời tai khí lại nữa đi bên ngoài sông ngang đánh thẳng, mà là gầm thét quay đầu trở về, toàn bộ tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Tuyết táng tinh trần rắc đầy trời chói lọi, chiếu sáng Diệp Thần nửa bên thân thể. Hắn thân thể lơ lửng, một nửa là sáng chói quang minh, thật giống như óng ánh thần ngọc, một nửa kia đen thui như mực, vô hình lòng rung động làm cho người sao động. Hắn một tiếng giống to, hai quả đấm nắm chặt, bốn phía không gian cũng bị chấn bể, phơi bày ra bất quy tắc xen lẫn. Núp ở luân hồi huyết mạch chỗ sâu vậy một cổ lực lượng thần bí rốt cục thì hoàn toàn thả ra ngoài, điên cuồng lan truyền, bao vây Diệp Thần toàn bộ thân thể. Hắn nửa bên thân thể ánh sáng lưu chuyển, chiếu sáng cổ kim, giống như nổi bật nhất tinh thần, tản mát ra chí dương tới mãnh liệt hơi thở, dung chuyển bát hoang. Ngoài ra nửa người chính là đen nhánh một đoàn, ngắm nhìn lâu, liền sẽ sinh ra phảng phất ảo giác. Thật giống như có thể nuốt mất thế gian vạn vật. Thậm chí còn Diệp Thần sợi tóc cũng là theo gió phiêu tán, chia làm hai, tối sầm một trắng, tràn đầy vô tận mâu thuẫn, có thể lại cực đoan mạnh mẽ. Vượt qua thời không đối chiến giống vậy hấp dẫn không ít người chú ý, có vùng lân cận cường giả thả xé rách một lớp da,
cũng phải thông qua thuật pháp xem cuộc chiến. Cũng có người đi tới nhất góc địa phương ngây ngô, thưởng thức chàng này khoáng cổ thước kim đại quyết chiến. Các ngươi muốn cho ta chết, ta khăng khăng không như các ngươi nguyện. Ai sinh ai chết liền dùng thủ đoạn mà thuyết minh trắng đi. Diệp Thần một tiếng thét dài, phổ địch luân hồi huyết mạch như lửa diễm sôi trào, bọc toàn thân, cùng tinh thần hòa vào nhau, sinh ra lực lượng không gì sánh kịp. Trừ tai nạn thiên kiếm, Long Uyên thiên kiếm giờ phút này cũng là chấn cổ thước kim, hóa phân ra hàng ngàn hàng vạn cái chân long lan tràn, huyết long đứng mũi chịu sào, hướng Vân Tiêu phóng tới. Kết hợp Diệp Thần hơi thở, đổi được càng phát ra mạnh mẽ, tản mát ra thông thiên triệt địa hủy diệt long khí. Một khắc sau càn khôn rung động, khó có thể tưởng tượng long tộc hơi thở ùn ùn kéo đến. Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo đồng thời thất kinh, cũng xuống liền sát tâm. Bọn họ không do dự nữa, trực tiếp vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, toàn diện bùng nổ, thế muốn chân áp Diệp Thần. Lâm tự quyết, ma thần cốt. Hành tự quyết, cửu thiên lôi động. Động một cái một nhóm, một mới vừa một mãnh, một sắp một chậm. Hai đại tự quyết chung cực nghĩa sâu xa, là đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, đâm thủng bầu trời, nổ tung thời không, có một không hai giữa trời đất. Chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là để cho Diệp Thần toi mạng. Hai huynh đệ đã phát giác Diệp Thần chỗ kinh khủng, lúc này quyết định hạ tử thủ, lại nữa lấy bắt sống là trước sách. Nóng bỏng thiên ma nghiền ép hạ xuống, để cho hơn nửa táng thần đất người cũng không thở nổi. Trong này nhưng mà ẩn chứa Vũ Hoàng cổ đế truyền thừa lực lượng, võ giả tầm thường khó mà chống đỡ. Đấu tự quyết, đại lộ dung hợp. Đấu tự quyết, đại biểu chí cao vô thượng công kích sát phạt, đấu thiên đấu, đấu chiến hết thảy, vô cùng lợi hại. Này pháp quyết lực lượng gia trì không chỉ có là vì tự thân điều động thiên địa lực mạnh mẽ, còn có người sử dụng bền bỉ cùng nghị lực. Không sợ khó khăn, đấu thiên đấu. Dưới tình huống này bùng nổ đấu chữ quyết mới có uy lực vô thượng. Một tiếng nổ, thiên địa đột nhiên biến đổi. Một cái lại một cái trật tự xích thần lăng không càn quét, đánh trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Sấm sét mãnh liệt nổ vang, ánh chiếu ra viễn không cảnh tượng. Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo hai huynh đệ hợp với tình thế dưới, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời vô cùng vẻ rung động hiện lên trong lòng. Trên trời chi chít, khắp nơi đều là khổng lồ không trọn vẹn thần ma thi thể, thậm chí còn có thi thể mãi mãi bất diệt, như cũ cất giữ lúc còn sống hình dáng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bị vây khốn Diệp Thần nhắm chặt hai mắt, sáng chói ánh sáng chói mắt vô cùng nhức mắt, cuồn cuộn không ngừng, từ hắn trong thân thể lao ra. Thật là sáng lạng tới cực điểm. Thần bí khí tức cổ xưa bao phủ thương khung. Vũ Hoàng Thành Cương, Vũ Hoàng Văn Hạo hai huynh đệ tựa hồ đánh hơi được một chút mùi vị quen thuộc. Cái này, đây là đấu tự quyết sao? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thật là không dám tin tưởng. Đấu tự quyết có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, đổi thành là chiến đấu thần lực, lấy này đi đối phó kẻ địch. Bàn về sát phạt cùng máu tanh, đấu tự quyết có thể nói thứ nhất. Bất quá đấu tự quyết thủ đoạn từ đầu đến cuối quá đơn độc, ở vạn khư thần điện người trong mắt xem ra, không cách nào cùng trận tự quyết còn có binh tự quyết như nhau. Sao sẽ thả ra như vậy hủy thiên diệt địa khí thế? Bọn họ không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể toàn lực thi triển cuối cùng thủ đoạn, ý đồ đem Diệp Thần hoàn toàn trấn áp. Ma thần trấn áp trước trong nháy mắt, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Thiên địa chấn động. Thần thánh tường hòa sáng mở vô cùng tách thả ra, ùn ùn kéo đến hạ xuống. Trôi lơ lửng ở chân trời thần ma thi thể, hóa thành điểm điểm tinh quang, trở thành tiên mưa mưa như chút nước xuống. Kỳ dị phải, đầy trời tiên mưa ánh sáng rực rỡ chỉ rơi vào Diệp Thần trên người một người. Đối mặt sát cơ ngập trời, Diệp Thần nâng lên một cánh tay, lấy ra trong ngực một kiểu đồ. Như vậy vật thể bị xương trắng che phủ, mông lung thần bí, nhưng là tản ra muôn vàn thụy quang. Hắn chỉ nghe được đinh một tiếng. Một bó thần quang chậm chạp dâng lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuyên qua thiên địa. Rơi vào trong mắt bọn họ cực kỳ chậm chạp, nhưng là ở chỗ này trong quá trình, vô luận là Diệp Thần vẫn là Vũ Hoàng Thành Cương, Vũ Hoàng Văn Hạo huynh đệ đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể một mặt hoảng sợ nhìn cảnh tượng như vậy phát sinh. Vậy đạo thần quang giống như mang theo thần chủ ý chí, vòng một cong. Đem Vũ Hoàng Thành Cương, Vũ Hoàng Văn Hạo hai anh em trung cực nhất kích từng cái hóa giải, sau đó xuyên qua hai người ngực. Diệp Thần tựa hồ là cảm ứng được thần quang kêu gọi, thấp giọng quát lên, phá. Thần quang ầm ầm nổ nát vụn,
đầy trời ánh sáng lóe lên, xen lẫn cực kỳ bé nhỏ huyết quang. Vũ Hoàng Thành Cương, Vũ Hoàng Văn Hạo hai huynh đệ bị đấu chữ quyết ngưng tụ thành vô địch thần quang phá hủy, hình thần câu diệt. Hư không chỗ sâu, hai tòa tế đài run rẩy sau này, chợt nổ nát vụn. Duy trì tế đài mấy tên thiên quân vậy gặp tổn thương nặng, kinh khủng cắn trả lực lượng trực tiếp để cho cái này mấy tên thiên quân bay ra ngoài mấy ngàn dặm, đập gãy trăm tầng đỉnh núi. Rất nhanh thì có người đem tin tức này báo cáo cho Vạn Khư Thần Điện. Vạn Khư Thần Điện trong đó cường giả chạy tới, gặp tình huống như vậy đều là sắc mặt âm trầm. Bọn họ dựa theo Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ thị xây dựng truyền tống trận, để cho hai người Vạn Khư Thần Điện cường giả trẻ tuổi đi trước đem thân Đỗ Uyển Nhi mang về. Mặt khác, ẩn núp mục đích là thuận đường thủ tiêu Diệp Thần. Ở trong này Nhâm Phi Phàm nếu như dám ra tay, nhất định sẽ bị Vũ Hoàng phong tỏa hơi thở. Vũ Hoàng Cổ Đế có chính là thủ đoạn ngăn cản Nhâm Phi Phàm, chỉ cần hắn dám không vâng lời thiên cơ. Hiện giờ truyền tống trận bị phá, vậy đại biểu Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo tử trận. Thân Đỗ Uyển Nhi bị Vũ Hoàng thủ đoạn vây khốn, lực lượng hoàn toàn không có, vậy chuyện này là ai làm vậy liếc qua thấy ngay. Đáng chết luân hồi chi chủ, khắp nơi cùng ta Vạn Khư Thần Điện đối nghịch, một ngày nào đó, bổn thiên quân muốn đích thân đi hạ giới, đem hắn bằng thây vạn đoạn. Tức giận tiếng gào vang khắp bát hoang. Cùng lúc đó, táng thần chi địa. Thần quang sau khi biến mất, một hồi trống rỗng xông lên đầu, Diệp Thần sau khi biết gì chứng tới. Luân hồi huyết mạch cùng đấu tự quyết kết hợp với nhau, cần linh khí có thể tưởng tượng được. Diệp Thần mạnh cắn răng, rối loạn linh lực điều tức không cách nào chống đỡ hắn lần nữa biến dạng hư không trở lại địa tâm vực cũng hoặc là huyền chân đảo. Càng không cần phải nói thiên cung chi địa. Gay gâu. Diệp Thần ánh mắt bắt đầu đổi được mê mang, đó là toàn thân chi nhiều hơn thu dấu hiệu. Hắn không thể ngã xuống, chỉ ít hiện tại không thể, bởi vì đại chiến kết thúc sau đó, khói thuốc lắng xuống, nhưng có rất nhiều đạo ánh mắt không có hảo ý rối rít hướng hắn nơi này nhìn tới. Luân hồi tộc huyết mạch và truyền thừa, đây chính là tương đương mê người bảo vật. Diệp Thần tuyệt sẽ không tin tưởng người xem cuộc chiến không có động tâm. Hắn mạnh chống khí lực cuối cùng, bổ ra một đạo chỉ thủy một kiếm, thẳng oanh tét gần ngay trước mắt một tòa trăm thước cao đỉnh núi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Những cái kia mơ ước ánh mắt tham lam thu liễm rất nhiều. Bất quá không hề thiếu chưa từ bỏ ý định người, từ từ dựa vào tới đây, từng bước ép tới gần Diệp Thần. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Bây giờ tình huống có thể không lạc quan, sớm biết liền đem Hạ Huyền Thịnh và Kỳ Tư Thanh mang tới, cũng tốt giải trừ nỗi lo về sau. Đang lúc ấy thì, Diệp Thần nghe được Hoàng Tuyền Đồ bên trong truyền tới thanh âm rất nhỏ. Diệp Thần, ngươi ở nơi nào? Diệp Thần vội vàng mở ra Hoàng Tuyền Đồ, thần Đỗ Uyển Nhi đã tỉnh lại, đang ngồi ở suối vàng bờ sông, ánh mắt không biết làm sao, có chút mờ mịt. Mượn nước suối vàng linh khí dễ chịu, thần Đỗ Uyển Nhi đã khôi phục 4 năm thành thực lực. Không kịp giải thích quá nhiều, Diệp Thần lập tức hướng thần Đỗ Uyển Nhi truyền âm. Uyển Nhi, ta mau chống đỡ không nổi nữa, người sau khi đi ra mang ta hồi huyền chân đảo. Nhớ lấy không muốn ham chiến. Thần Đỗ Uyển Nhi sửng sốt một chút chợt khẽ gật đầu, mặc cho vậy cổ hấp lực đem mình cho kéo ra đi, cảnh tượng trước mắt biến ảo lần nữa trở lại bể tan tành chiến trường trong đó. Nàng vốn là muốn đối Diệp Thần tức giận, nhưng là vừa ra tới thấy Diệp Thần hơi thở uể oải tới cực điểm, lại không khỏi được vạn phần đau lòng. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, cả người xem bị rút sạch linh hồn, mềm nhũn ngã xuống đất. Thần Đỗ Uyển Nhi nhanh chóng một bước nhảy tới, tiếp nhận té xỉu Diệp Thần. Chung quanh những cái kia không có hảo ý người cũng đều cao hứng hết sức, vừa muốn ra tay, ngang ngược hơi thở phóng lên cao, một cái bá đạo linh khí kiếm quang trôi lơ lửng ở giữa không trung, kiếm quang hàn mang như đuốc, chấn động được bọn họ không dám nhúc nhích. Thần Đỗ Uyển Nhi thần sắc trong trẻo lạnh lùng, trong mắt sát ý phun trào. Nàng tuy nói mất đi võ uy thiên kiếm, nhưng là cả người thực lực còn ở, đủ để đối phó những người này. Cút! Nàng nhàn nhạt phun ra một chữ. Những người đó cảm nhận được như vậy khí tức cường đại, nơi nào còn dám dừng lại, trong chốc lát liền giải tán. Thần Đỗ Uyển Nhi cúi đầu liếc nhìn ở ngực mình ngủ say Diệp Thần, tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ. Hắn thần sắc lãnh đạm, mày kiếm tinh mắt, mi mắt tới giữa không có khẩn trương, tựa như ở té xỉu trước một khắc cuối cùng hoàn toàn buông lỏng.
hắn đây là thấy mình cũng không lo lắng an toàn sao. Thân độ Uyển Nhi nhất niệm đến đây, bên trong lòng có chút cao hứng. Chỉ theo tức nàng lại nhíu mày một cái, mân mê miệng, nhìn qua có chút bất mãn. Người đáng ghét, trước, ta kêu ngươi đi ngươi thì thật vừa đi liễu chi, cũng không quay đầu lại xem ta một mắt. Nếu không phải gặp nhiều ngày như vậy sao lại vòng trở lại, cứu ta biến thành bộ dáng này, ta mới lười được phản ứng ngươi. Thân độ Uyển Nhi nhắc tới đôi câu, oán khí tràn đầy trên mặt, đột nhiên tách thả ra lau một cái mỉm cười nụ cười. Nàng cúi người, một thân dung nhan. Chỉ tiếc rơi vào ngủ say Diệp Thần không cách nào thiết thân cảm thụ mỹ nhân mềm môi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần là bị một hồi ác mộng đánh thức. Ở trong mộng hắn đi tới thái thượng thế giới, khiêu chiến vũ hoàng cổ đế. Vốn là lấy là hắn trở thành thiên quân sau đó, cùng nhâm phi phàm liên thủ có thể cùng vũ hoàng cổ đế đánh một trận, ai có thể ngờ tới vũ hoàng cổ đế đã đạp phá liền những ràng buộc. Ước chừng chỉ một cái, liền đem nhâm phi phàm nghiền thành thịt nát, mà kiếm hắn bị rất miễn cưỡng gấy, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sống chết cơ hội hắn bị mộng thức tỉnh, hù ra mồ hôi lạnh. Thực lực không ngang hàng chiến đấu, quả nhiên đều là vô tình nghiền ép. Diệp Thần cười khổ một tiếng, hắn khắp nơi cùng vũ hoàng cổ đế đối nghịch, nếu không phải đại lộ quy tắc hạn chế, sợ rằng hiện tại đã sớm bị vũ hoàng cổ đế cho vỗ bẹp đi. Hắn bỏ rơi trong đầu những ý niệm này, đứng dậy đi xuống giường, nơi này là một gian cổ hương cổ sắc xương phòng, cũng không phải là động phủ. Một người tu luyện càng về sau càng coi trọng linh khí đầy đủ chỗ tu luyện, trưng bày các loại vật kiện, có thể không đáng kể. Coi trọng điều này thường thường đều là phái nữ người tu luyện. Quả nhiên, Diệp Thần ở màn tre bên cạnh bình phong trên phát hiện mấy kiện váy. Hắn bên gối thật giống như còn lưu lại một hồi mùi thơm thoang thoảng. Cái này vừa thấy sẽ để cho Diệp Thần có chút thất thường. Trùng hợp đây là, cửa phòng cót két một tiếng bị đẩy ra. Thân độ Uyển Nhi bưng một chén nóng hổi linh cháo đi vào. Thấy Diệp Thần tỉnh lại, nàng ngẩn ra một chút, không tự chủ toát ra nụ cười ấm áp. Ngươi tỉnh, mau tới ăn một chút gì đi, tuy nói ngươi thể chất mạnh mẽ, nhưng là lâm vào thời kỳ suy yếu. Những thứ này cũng đều là ta từ Huyền Chân đảo lên linh vật trong đó chọn lựa ra, đặc biệt vì ngươi nấu cháo, vì thế Huyền Chân lão tổ đều ở đây bên tai ta nhắc tới đã mấy ngày. Còn nữa, ngươi tại sao trước kia cũng nhận tổn thương? Ngươi chỉ như vậy một mực khiêu chiến mình cực hạn sao? Thân độ Uyển Nhi đem chén cầm trong tay đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng ấm áp, đưa tay nhận lấy, vậy thuận thế đem thân độ Uyển Nhi kéo tới đây. Thân độ Uyển Nhi nha liền một tiếng, rót vào Diệp Thần trong ngực, nhất thời lộc con tim đập bịch bịch. Ngươi làm gì chứ? Nàng dùng nghe tựa như trách cứ, thực thì giận trách thanh âm nói. Diệp Thần dĩ nhiên có thể một mắt nhìn thấu con bé này cẩn thận. Mấy năm qua này vất vả ngươi, một mực đang bế quan tu luyện. Sau khi đi ra còn được giải quyết chuyện bên này, mẹ ngươi đi tìm ta, nói ngươi bị kẹt ở Vũ Hoàng trong trận, ta thật vất vả xác định ngươi rơi xuống, tạm thời nóng lòng liền chạy tới, không lại chiếu cố đến cái khác. Ừ, thân độ Uyển Nhi đưa tay, nhẹ nhàng nắm ở Diệp Thần eo. Dịu dàng như ngọc thân thể dính sát. Để cho Diệp Thần trong lòng khó hiểu có chút sao động. Nhất là một hơi đem chén kia cháo uống cạn sau đó, bụng giống như có lửa ở đốt, đổi được bộc phát khát vọng. Uyển Nhi, ta ngủ bao lâu? Ừ, chắc có đã mấy ngày. Vậy mấy ngày qua vẫn luôn là ngươi ngủ ở ta bên hông sao? Ừ, không phải. Thân độ Uyển Nhi mới vừa chối, ngẩng đầu lại liếc thấy Diệp Thần ánh mắt, gương mặt đỏ ửng. Diệp Thần cũng không dự định làm khó. Nói, đi ra ngoài một chút đi. Huyền Chân đảo diện tích bát ngát, đứng ở vô tận hải vực trên, mà Diệp Thần ở chi địa lại là trên đảo một nơi cao đỉnh. Cho nên đập vào mắt chỗ trời nước một màu, đường chân trời ánh sáng màu vàng đang từ từ dâng lên, chiếu sáng mặt đất. Gần bên có kiến trúc san sát, giường cột chạm trổ, rộng lớn đỉnh núi trên đất bằng đang có Huyền Chân đảo đệ tử ngồi xếp bằng tu luyện, ấp úng linh khí. Xa xa có ông già trưởng lão ngự kiếm phi hành. Tựa như một đạo bay khói lướt qua. Yên lặng chí viễn, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Huyền Chân cổ tộc các tộc nhân cũng cuộc sống ở cái loại này không khí dưới, theo lý mà nói bọn họ sẽ chìm đắm tại buông lỏng, từ đó tu vi đình trệ. Có thể ngược lại, Huyền Chân cổ tộc mặc dù che giấu nhiều năm, nhưng vẫn là ba đại cổ tộc đứng đầu.
vô số lánh đời không gia cường giả định cư ở trên cái đảo này, nếu có ngoại địch xâm phạm, định sẽ để cho hắn đại bại mà về. Núi xa xa trên đường có đồ xanh bóng người trôi giạt tới, là Tiếu Vũ Lương, hắn dựa theo Huyền Chân lão tổ phân phó, tới là Diệp Thần đưa lên một quả thánh dược chữa thương. Hàn huyên mấy câu sau đó, Tiếu Vũ Lương phất tay áo rời đi. Diệp Thần vừa quay đầu đem viên đan dược này nhét vào thân Đỗ Uyển Nhi trong tay. Thân Đỗ Uyển Nhi khá là không rõ ràng, Huyền Chân lão tổ đưa cho ngươi đồ, ngươi ngược lại cho ta làm chi? Diệp Thần cười nhạt, không hề làm qua giải thích thêm, chỉ để lại một câu nói. Viên thuốc này đối ta lại nói cũng không có tác dụng quá lớn, mà ngươi cần. Thân Đỗ Uyển Nhi nhẹ khẽ gật đầu, gương mặt càng phát ra mắc cỡ đỏ bừng. Nếu để cho thái thượng thế giới những thiên kiêu đó thấy thân Đỗ Uyển Nhi lần này hình dáng, định sẽ kinh điệu cằm. Cao cao tại thượng, trong trẻo lạnh lùng như khói thân đồ nhà thiên nữ lại vậy sẽ nũng nịu. Trong lòng bọn họ nữ thần ảo cảnh tan biến, không biết sẽ có nhiều ít thanh niên tuấn kiệt làm tan nát cõi lòng. Diệp Thần đi ở trước mặt, dọc theo đường đi cây cối xanh ngát, không khí mát mẻ ướt át, mắt thường có thể thấy được sung túc linh khí ngưng kết thành nước lộ, giọt treo ở cỏ xanh lục diệp trên, mượt mà lăn. Liền nuốt hạt xương linh trùng vậy so những địa phương khác lớn rất nhiều. Huyền Chân lão tổ đang ngồi xếp bằng một khối nhô lên bóng loáng trên tảng đá, hơi thở nội liếm, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nếu như nhắm hai mắt lại, Diệp Thần còn thật không cách nào phát hiện Huyền Chân lão tổ tồn tại. Hắn lúc này dung nhập vào tự nhiên, bản thân cũng là tự nhiên. Huyền Chân lão tổ mở hai mắt ra, tinh thần phấn chấn. Luân hồi chi chủ, người tổn thương còn tốt. Diệp Thần gật đầu một cái, tốt xong hết rồi. Còn phải cảm tạ lão tổ ngươi ra tay, tăng nhanh ta tốc độ khôi phục. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Huyền Chân lão tổ diễn cảm bình tĩnh, khóe miệng nhưng là quất rút ra. Đi theo Diệp Thần sau lưng vậy bé gái chịu đựng một chén cháo, liền được hao phí mấy trăm bụi cây linh dược, hắn làm sao có thể không đau lòng. Vậy cháo cũng không có trộn bất kỳ một giọt nước, tất cả đều là linh nước ép nước thuốc. Diệp Thần biết được sau đó, lúc này mới chợt hiểu. Khó trách chén kia cháo vào bụng sau đó, dược lực mạnh mẽ mãnh liệt. Quả nhiên là linh dược. Đi, Uyển Nhi, đi cái này trong rừng rậm đi tới lui. Diệp Thần nói, một cách tự nhiên dắt tay nàng. Thân Đỗ Uyển Nhi bề ngoài không tình nguyện, nội tâm nhưng là vui mừng. Hai người mới vừa đi ra không mấy bước, bất thình lình truyền đến Huyền Chân lão tổ truyền âm nhắc nhở. Đúng rồi, luân hồi chi chủ. Cùng ngươi cùng tên kia kỳ cô nương vậy ở chỗ này tu luyện, dựa theo thời gian suy đoán rất nhanh sẽ kết thúc tu luyện. Diệp Thần nghe vậy, thầm nói một tiếng không tốt. Kỳ Tư Thanh hẳn còn ở lại Huyễn Trần Phong chiếu cố Kỳ Lâm mới đúng, tại sao trở lại? Hắn mới vừa muốn tìm một lý do kéo thân Đỗ Uyển Nhi đi nơi khác đi tới lui, bên phải hậu phương cánh rừng trong đó một đạo đồ đỏ bóng người đi ra. Chính là Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh nhìn Diệp Thần hai người thân mật hình dáng. Ánh mắt hơi phức tạp. Một bên khác vậy đi ra một người thanh niên, trên vai vác một cái đao, là Hạ Huyền Thịnh. Hạ Huyền Thịnh buồn bực vác đao đi ra, thấy tình cảnh này, tạm thời sửng sốt. Chàng tu la. Hắn trong ý nghĩ không tự chủ hiện ra cái này ba chữ. Ách, Tư Thanh, người kết thúc tu luyện à, ta thương thế mới vừa khôi phục, liền đuổi tới hỏi thăm sức khỏe các ngươi. Diệp Thần giải thích, Huyền Chân lão tổ ánh mắt nửa mở nửa khép. Trong miệng nghi ngờ nói, ồ, luân hồi chi chủ, lúc đầu ngươi thương thế ngày hôm nay mới hết bệnh à. Kỳ Tư Thanh xem Diệp Thần, lại nhìn xem bên người hắn thân Đỗ Uyển Nhi. May là lấy nàng không tranh không đoạt tính cách, lúc này cũng có chút không thoải mái. Ngươi tổn thương khôi phục liền có thể, ta trước đi tu luyện. Đúng rồi, đây là ta từ chu tước cửa trong đó lấy ra lửa tinh hoa, hẳn đối ngươi nội thương hữu hiệu. Kỳ Tư Thanh gỡ xuống bên hông túi càn khôn, tay trắng ném đi, đem ném cho Diệp Thần. Diệp Thần đưa tay tiếp lấy, cho dù cách túi càn khôn, hắn vậy có thể cảm nhận được từ bên trong truyền tới nóng bỏng nhiệt độ. Lửa cháy, kết hợp Nhan Tuyền Nhi và Bát Quái Thiên Đan thuật, quả thật đối hắn thương thế có trợ giúp. Hắn đang muốn nói cảm ơn, mới vừa ngẩng đầu một cái, Kỳ Tư Thanh bóng người đã biến mất ở trong rừng rậm. Còn thật nổi giận. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, diễn cảm hơi có vẻ không biết làm sao. Mới vừa quay đầu lại hắn liền phát hiện thân Đỗ Uyển Nhi ánh mắt cũng không quá bạn thân. Luân hồi chi chủ,
ngươi chuyện quan trọng phong phú, ta liền không quấy rầy. Nói xong thân Đỗ Uyển Nhi quay đầu liền đi, căn bản chưa cho Diệp Thần giữ lại cơ hội. Diệp Thần tình thế khó xử, không biết nên đi truy đuổi ai, dứt khoát thở dài, chạy tại chỗ không nhúc nhích. Hạ Huyền Thịnh lắc đầu một cái, đi tới an ủi Diệp Thần, nhưng là khóe miệng có không giấu được nụ cười. Ta nói ngươi tên này rốt cuộc là để an ủi ta vẫn là giễu cợt ta. Diệp Thần chân mày cau lại, nhìn hắn nói. Hạ Huyền Thịnh nhanh chóng xoay người đi, chỉ để lại dở khóc dở cười Diệp Thần. Cái đó, luân hồi chi chủ, ta có một chuyện muốn hỏi. Không biết. Diệp Thần dứt khoát cắt đứt hắn. Qua hồi lâu, Diệp Thần mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện một bên Huyền Chân lão tổ rơi vào trầm tư. Nói đi, chuyện gì? Diệp Thần đành phải mở miệng nói. Lão này lại có thể chụp bao âm hắn, hắn cũng không sắc mặt tốt. Huyền Chân lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Thần, vẻ mặt thành thật nói, ngươi biết ban đầu ta vì sao xuất thủ cứu ngươi sao? Cũng không phải là bởi vì Nhâm gia thiên mệnh, vậy cùng cái gọi là ba đại cổ tộc sống chung hòa bình không liên quan. Diệp Thần lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Huyền Chân lão tổ dừng một chút thần, nghiêm túc nói, lúc ấy ta đang bế quan trong đó, suy diễn ra các ngươi chiến đấu cảnh tượng, nhưng ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là xuất thủ cứu giúp. Mà là ta cảm ứng được trên mình ngươi có một cổ cùng Huyền Chân đảo địa mạch đặc biệt tương cận hơi thở. Cơ hồ là có thể kết luận ngươi cùng Huyền Chân cổ tộc có liên quan nào đó. Huyền Chân lão tổ ngữ khí kiên định, ánh mắt lửa đốt, hàm chứa loại nào đó nhân quả luân hồi. Diệp Thần làm ngạc nhiên, ở hắn trí nhớ trong đó, chưa bao giờ và Huyền Chân cổ tộc sinh ra qua bất kỳ liên quan. Vậy cái gọi là tương cận lại là từ vì sao tới? Diệp Thần đầu óc bên trong thoáng qua rất nhiều ý niệm, quay đầu lại đều bị hắn từng cái bác bỏ. Suy tư để gặp, Diệp Thần trong ý thức vang lên một đạo đã lâu thanh âm. Thằng nhóc, hắn nói tương cận hơi thở là ta. Đây là Huyền Hàn Ngọc thanh âm. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, Huyền Hàn Ngọc sẽ vào lúc này lên tiếng. Đi qua lần trước đánh một trận sau đó, Diệp Thần mượn Huyền Hàn Ngọc lực lượng đánh lui cường địch, nhưng là Huyền Hàn Ngọc vậy vì vậy lực lượng hao hết, rơi vào ngủ say. Sau đó khi thì tỉnh lại, khi thì yên lặng. Thậm chí hiện tại Diệp Thần thực lực bởi vì không ngừng mạnh mẽ, rất ít mượn nữa giúp Huyền Hàn Ngọc lực lượng. Thậm chí liền sát kiếm vậy không vận dụng nữa. Cố nhiên như vậy, Huyền Hàn Ngọc đối Diệp Thần mà nói, đều là một cái rất trọng yếu tồn tại. Hôm nay Huyền Hàn Ngọc mở miệng lần nữa, hẳn là có cực kỳ chuyện trọng yếu. Thật chẳng lẽ quan hệ đến cái này Huyền Chân Đảo? Huyền tiền bối, ngươi lời nói mới rồi kết quả là ý gì? Còn nữa, ngươi bây giờ tình trạng như thế nào? Diệp Thần sắc mặt vui mừng, bận bịu mở miệng hỏi nói. Không sao, ta một mực yên lặng, đã khôi phục xong hết rồi, thậm chí có thể ra tay giúp ngươi mấy lần. Huyền Hàn Ngọc thanh âm không giống trước như vậy mệt mỏi. Vậy thì tốt. Diệp Thần vậy từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng, dẫu sao Huyền Hàn Ngọc đoạn đường này tới nay không thiếu giúp hắn, vì cho mượn lực lượng, Huyền Hàn Ngọc thậm chí cháy lực lượng, giúp Diệp Thần vượt qua cửa ải khó. Cái này cùng ân tình, Diệp Thần thời khắc nhớ ở trong lòng. Chỉ bất quá liên quan tới Huyền Hàn Ngọc thân thế, đến nay còn là một mê. Ta là bị cái đảo này nơi đánh thức, nơi này tựa hồ cùng ta có liên hệ đặc thù nào đó, địa mạch khí vận có thể là ta sử dụng, tư bổ ta hồn thể. Huyền Hàn Ngọc nói ra mình tỉnh lại chân tướng, làm Diệp Thần kinh ngạc không dứt. Tiền bối, vậy ngươi có từng ở trên đảo này ở qua, hoặc là nói người trên đảo là ngươi đời sau? Diệp Thần dò xét tính hỏi. Huyền Hàn Ngọc lại nói nàng cũng không biết, chỉ cảm thấy được sau khi đi tới nơi này có loại cảm giác quen thuộc. Lấy Huyền Chân lão tổ thực lực, cũng không cách nào dòm ngó gặp Diệp Thần sát trong kiếm Huyền Hàn Ngọc, nhưng là thời khắc này hắn vẻ mặt đại chấn. Bởi vì hắn ngồi xuống khối kia mượt mà nham thạch sinh ra dị biến, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Đúng vậy, chính là nó. Huyền Chân lão tổ giọng kích động, nói, ngày đó ta ngồi ở chỗ này tu luyện, cảm ứng được khối này thái thượng dị thạch biến hóa, phải biết ta Huyền Chân cổ tộc ở chỗ này sinh sôi vạn năm qua, nó cũng không từng xuất hiện qua dị động. Cho đến ta dùng thiên cơ suy diễn ngươi thân phận cùng thực lực, nó mới thay đổi. Diệp Thần nghi ngờ. Ngày đó cùng thiên hy cổ tộc đại chiến, Huyền Hàn Ngọc tựa hồ cũng không có ra tay đi. Đang hắn buồn bực thời điểm, hư không chập chờn, nơi nào đó ánh sáng tụ tán, mây mù phun ra,
chợt một đạo cô gái tuyệt mỹ bóng người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Huyền Hàn Ngọc đi ra. Nàng người mặc mây mù vẫy mông lung thần bí sợi bông, mặt mũi tinh xảo, tóc đen như thác nước, cả người giống như trên trời đi xuống tiên giáng trần, cho người có thể đứng xa nhìn mà không có thể gần chơi ấn tượng. Có thể hay không có thể mang ta đi các ngươi huyền chân cổ tộc địa mạch xem. Huyền Hàn Ngọc hiện tại trước người chỉ có một cái mục đích. Nàng vậy rõ ràng, mình trong sâu thẳm khẳng định cùng huyền chân cổ tộc có loại nào đó thoát không ra nhân quả liên lạc. Diệp Thần nhất niệm đến đây, sách theo tim vậy buông xuống, bất quá làm hắn thấy huyền chân cổ lão tổ hình dáng lúc đó, phát hiện lão đầu này lại há to miệng, trợn mắt hốc mồm. Đáy lòng không khỏi có chút buồn cười. Huyền chân lão tổ sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới ý thức được mình thất thố cử chỉ, hắn vội vàng rời đi ánh mắt, do dự một chút, bàn tay lộn một cái, lấy ra một bản vẽ cuốn. Làm bức họa này từ từ bày thời điểm, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, con ngươi cũng trợn to. Bức họa trong đó cảnh như tiên cảnh vậy đẹp vĩ đại, phiêu hốt tiên khí mông lung không tiêu tan, hắt mực thành núi, giọt nước thành sông, hết thảy giống như hồn nhiên sẵn có, đẹp không thể tả. Mà làm người khác chú ý nhất vẫn là thân cư họa trung ương đạo thân ảnh kia, nàng từ trong núi đi tới, tóc xanh như suối, tay áo tung bay, linh khí mười phần. Xem dung mạo cùng thân hình, không phải là đứng ở trước mặt Huyền Hàn Ngọc sao? Lúc này vậy đến phiên Diệp Thần trợn mắt hốc mồm. Huyền chân lão tổ giải thích, bức họa này giống như là huyền chân cổ tộc các đời trước lưu lại, hơn nữa còn lập cái kế tiếp tổ huấn, phàm là thấy người trong bức họa, vô luận đối phương có yêu cầu gì, cũng nhất định phải tuân theo. Huyền chân cổ tộc đời trước cũng không làm ra giải thích, người trong bức họa thân phận vậy không có đề cập nguyên nhân, mà là bày nhân quả luân hồi quy tắc hạn chế, nếu như hậu bối gặp phải người trong bức họa mà không tuân theo tổ huấn, đem sẽ gặp bị chín thiên lôi kiếp tai ương. Diệp Thần nghe đến lời này, diễn cảm có chút cổ quái. Người trong bức họa thân phận đối huyền chân cổ tộc mà nói là trọng yếu bao nhiêu, mới biết để cho những cái kia các đời trước kích động như vậy. Huyền Hàn Ngọc nghe xong hết thảy các thứ này sau đó, im lặng không lên tiếng. Làm huyền chân lão tổ hỏi nàng có hay không nhớ lại lúc thức dậy, Huyền Hàn Ngọc lắc đầu, đạo. Đi qua một ít chuyện, ta đã không nhớ rõ, mà có chút nhớ sự việc, ta ở trong năm tháng khá dài. Vậy lựa chọn quên mất. Huyền chân lão tổ còn muốn truy hỏi cái gì, nhưng thấy Huyền Hàn Ngọc diễn cảm, chỉ có thể thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nếu không cách nào có được nhiều tin tức hơn, Huyền chân lão tổ cũng chỉ tốt xóa bỏ, bất quá hắn chung quy thấy được hy vọng. Tốt lắm, có một số việc không truy đến cùng hoặc giả là chuyện tốt. Ta đã mơ hồ đoán được vì sao gặp mặt nơi đây có liên lạc, nhưng còn không xác định. Chờ ta nghĩ rõ ràng hết thảy các thứ này, sẽ cho biết. Cứ như vậy đi. Nói xong, Huyền Hàn Ngọc quanh thân không ngừng ảm đạm, hư không chập chờn, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Diệp Thần mặc dù trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, nhưng vẫn là lựa chọn không tra cứu thêm nữa. Nếu như Huyền Hàn Ngọc muốn cho biết, tất nhiên sẽ tự mình nói. Thật ra thì đã từng Huyền Hàn Ngọc nhắc qua mình thân thế, nhưng dưới mắt xem ra, sợ rằng không có nói ra. Mới là mấu chốt nhất. Tiếp theo thời gian, Diệp Thần một bên khôi phục thương thế, một bên lại chờ đợi cái gì? Hắn mơ hồ cảm giác, Nhâm Phi Phàm hẳn muốn quay về. Cùng lúc đó, Thái Thượng Thế Giới, Vạn Khư Thần Điện. Một mực chỗ đang bế quan trạng thái Vũ Hoàng Cổ Đế xuất quan. Hắn sau khi đi ra, chuyện thứ nhất chính là ngưng tụ một đạo phân thân, để cho phân thân dẫn trong thần điện người đi thân đồ gia tộc. Thân độ Uyển Nhi và Luân Hồi Chi Chủ, hôm nay ở vực ngoại và Hắc Ám Cấm Hải, hắn tự nhiên không cách nào biến dạng quy tắc, cưỡng ép hạ xuống. Nhưng thân đồ gia tộc một mực sống ở Thái Thượng Thế Giới. Hắn nếu không phải đối thân đồ gia tộc làm những gì, hắn thì như thế nào dám là đời này người thứ nhất? Không cốc u tịch tuyệt đỉnh đỉnh, có tường vân trôi nổi, thủy quang vạn triệu, một cái nhà lại một nóc kiến trúc cổ xưa đứng sừng ở đỉnh núi trên vách đá dựng đứng. Hình thành thiên nhiên nơi tu luyện. Thành tựu Thái Thượng Thế Giới một trong những gia tộc, thân đồ nhà tự nhiên có cường đại cổ. Nhưng mà ngày hôm nay hết thảy các thứ này cũng bị phá vỡ, vần quanh ở thân đồ gia tộc nội bộ đều là khẩn trương sợ hãi và oán hận. Thân đồ Thiên Âm tóc cao thúc, ung dung hoa quý, khí chất lạnh lùng, như một đóa mùa đông hàn mai. Chỉ bất quá, hai tròng mắt của nàng nhiều một chút năm tháng lắng đọng. Nàng đứng ở nơi đó. Một người tự thành một phiến thiên địa.
Cái này bất ngờ là thiên quân cường giả mới có thể có tràng vực. Một tên thân đồ nhà dòng Chánh thành viên đi tới thân đồ Thiên Âm trước mặt, thấp giọng nói, gia chủ, đạt được tin tức đáng tin, Vũ Hoàng một đạo phân thân đang mang người hướng bên này chạy tới, hắn thực lực 10 phần đáng sợ, nếu không chúng ta trước tiên lui cư cấm địa, tạm lánh mũi nhọn chứ. Thân đồ Thiên Âm trong mắt, có một chút không thể làm gì cười khổ. Thân đồ Uyển Nhi công khai đối kháng Vũ Hoàng cổ đế tin tức, đã truyền khắp toàn bộ thái thượng thế giới. Vũ Hoàng sau khi xuất quan, trạm thứ nhất chính là đi tới thân đồ gia tộc, chính là muốn cầm thân đồ gia tộc làm lập uy đối tượng. Thân đồ Thiên Âm làm gia chủ, nhất định không thể để cho hắn được như ý. Huống chi tránh là căn bản không tránh khỏi. Cũng không lâu lắm, viễn không vang lên oanh thanh âm ùng ùng, nhóm lớn thân mặc áo bào trắng cường giả đích thân hạ xuống, mặt mũi lạnh lùng. Vũ Hoàng cổ đế chân thân cũng không có tới, đạt tới hắn loại cảnh giới này, trừ phi sống chết đại địch, nếu không cũng không xứng để cho hắn ra tay. Tới trước là thuộc về hắn một đạo phân thân. Cái này phân thân và cái khác phân thân không cùng, hàm chứa Vũ Hoàng cổ đế đại lộ khí vận, có thể trực tiếp câu thông bản thể, truyền đạt tinh thần linh nghiệm. Giữa không trung, Vũ Hoàng cổ đế dưới quyền một tên thiên quân cường giả lạnh lùng nói. Thân đồ Thiên Âm, người thân là thái thượng thế giới đích gia tộc người nắm quyền, nhưng để mặc cho nhà mình con gái đi ra ngoài phá hoại vạn khư thần điện kế hoạch, người có thể biết tội. Vô cùng cái uy áp tiếng chất vấn truyền khắp nơi. Thân đồ Thiên Âm thân là thân đồ gia tộc gia chủ, không thể lui về phía sau, nhưng mà nàng nhìn vạn khư thần điện tới trước cả đám ngựa đều là cực kỳ kinh khủng nhân vật, có ngồi ở viễn cổ hung thú trên mình, có lăng nhiên bầu trời lúc đó, đều là thập phần cường đại đối thủ. Quay đầu lại những người này cũng không có ra tay. Chân chính ra mặt lại là một đầu núi cao vậy khổng lồ sư tử. Con sư tử này gương mặt khủng bố, một đôi mắt tựa như địa ngục cổ đèn vậy u ám. Hắc Sơn sư tử cuồng. Thân đồ Thiên Âm nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, lúc này mới nhận ra con sư tử này thân phận. Viễn cổ thời kỳ hồng hoang, có thập đại man hoang hung thú chấn thủ thiên hạ, kế đi mở, cuồn cuộn thú uy chấn nhiếp thương khung. Trừ cái này ra, không có ở đây bảng xếp hạng bên trong một ít hồng hoang hung thú, giống vậy làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật. Con sư tử này bản thể là Hoàng Kim Thiên Vương Sư. Hồng hoang hung thú bên trong số một số hai vương giả. Mãi mãi niên đại, Hoàng Kim Thiên Vương Sư nhất tộc trong đó từng hiện ra một tên tuyệt thế thiên tài. Hăm hở, một đường hát vang tiến mạnh, chinh chiến hồng hoang, đánh bại rất nhiều mạnh mẽ địch thủ. Tu luyện tới cuối cùng, đầu này Hoàng Kim Thiên Vương Sư dám cùng Long tộc đối kháng, chính diện khiêu chiến Hồng Quân Lão Tổ. Mặc dù cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, có thể cũng không cách nào ngăn trở hắn nghịch thiên mà đi dũng khí cùng quyết tâm. Sau đó Hoàng Kim Thiên Vương Sư nhất tộc không có thể xuất hiện mới cường giả đỉnh phong, từ từ xu hướng tại sa sút, dần dần không nhìn thấy ở lịch sử sông dài trong đó. Chẳng biết tại sao, Hoàng Kim Thiên Vương Sư người thừa kế hôm nay luân lạc tới như vậy bước, trở thành Vũ Hoàng cổ đế huy xuống thú cưỡi. Đầu này Hoàng Kim Thiên Vương Sư hiển nhiên cũng đạt tới thiên quân cấp bậc tầng thứ, thực lực 10 phần hung hãn. Có lẽ không thể lại gọi hắn là Hoàng Kim Thiên Sư, mà là Hắc Ám Thiên Sư. Nó con người không tình cảm chút nào, lãnh đạm như xương. Dương ra miệng sư tử, nhưng là Vũ Hoàng cổ đế thanh âm. Thân đồ Thiên Âm, giao ra gia tộc người bí mật, có thể tha ngươi không chết. Vũ Hoàng cổ đế trong thanh âm hàm chứa nhất là minh mông đại lộ quy tắc, có làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Thân đồ Thiên Âm thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, cũng không có làm ra đáp lại. Hồ đồ ngu xuẩn, tự tìm cái chết. Hắc Ám Thiên Sư một tiếng giống giận, trong thoáng qua không gian vỡ nát, thành phiến thời không mảnh vỡ sôi trào, phát ra lực lượng cắn nuốt, cách được gần không thiếu thân đồ tộc nhân kêu thảm một tiếng, máu thịt đều bị hút đến khô héo. Màu đen u hỏa thiêu hủy tới đây, đem lưu lại khung xương đốt thành cho tẫn. Thân đồ Thiên Âm đám người ánh mắt rối rít chấn động một cái. Vũ Hoàng cổ đế, người có bản lãnh hướng tới ta, không muốn tàn sát người vô tội. Thân đồ Thiên Âm phi thân lên, hai cánh tay chuyển động, tóc đen đón gió bay lượn. Nàng vận dụng thân đồ gia tộc bất hủ truyền thừa, hai tay chắp tay, nặn ra phức tạp huyền ảo phù ấn. Một tầng thần quang nổi lên chặn lại bóng tối u hỏa, cũng đem toàn bộ thân đồ gia tộc thánh địa bao phủ trong đó. Xa xa rất nhiều vạn khư thần điện thiên quân cường giả chỉ là lạnh lùng nhìn, cũng không có ý ra tay.
Thân đồ thiên âm, một người độc chiến thiên quân vạn mã. Thân đồ gia tộc ở thái thượng thế giới coi như là một khối cự phách, nhưng đối với trên vạn khư thần điện, lại lộ vẻ được không đủ nhìn. Thân đồ thiên âm dùng ánh mắt đem những cái kia muốn tới tương trợ thân đồ nhất tộc tộc nhân cũng cho đè ép trở về. Nàng một người gánh vác phũ hoàng cổ đế lửa giận là được. Đây là duy nhất chỉ tổn phương pháp. Con gái xông xuống họa, nàng thành tựu mẫu thân, nên thay nàng một người gánh vác. Hắc ám sư vương khắp người u quang đại tác, trên mình lông tựa như có thể biến dạng không gian, cắn nát thương khung, hướng phía dưới nện xuống tới, nhất thời thiên địa nổ ầm. Thân đồ thiên âm không cam lòng yếu thế, vận dụng toàn bộ thần lực, thiên quân thần uy như sáng chói thần hồng, cầm giữ không gian. Một người một sư đánh được trời đất u ám, hỗn độn không gian toàn bộ bể tan tành, tinh thần rơi xuống, vô số quy tắc mảnh vỡ hóa thành quang vũ tràn ngập ở trong vũ trụ. Cuộc chiến đấu này có thể nói thiên quân giữa cao cấp giao thủ, thân đồ thiên âm thay đổi ngày xưa không hiển sơn lộ thủy tính cách, ra tay tàn nhẫn, sắp tối ám thiên sư đánh được liền tiếng giống giận. Liền xa ở hắn chỗ xem cuộc chiến vạn khư thần điện cường giả vậy kinh ngạc không thôi, bởi vì dựa theo chiến lực phân tích, bọn họ trên cũng chưa chắc có thể đánh thắng được thân đồ thiên âm. Sốt cuộc, vũ hoàng cổ đế thanh âm lạnh như băng lần nữa hạ xuống nơi đây sau đó, hắc ám thiên sư dừng lại xu thế suy sụp. Thật giống như có vô số hắc ám thiên binh phá không tới, kêu giết chấn thiên, chi chít, vừa nhìn vô tận. Bóng tối bóng dáng thật giống như vô cùng sóng biển sông lên đụng vào nhau. Phiến phiến đợt sóng thật cao sôi trào, nhưng là màu sắc nhưng dị thường tươi đẹp. Đó không phải là sóng biển, là máu tươi. Tràn đầy vô giới hạn hắc ám bóng dáng, lấy ngang ngược tư thái xông vào hắc ám thiên sư trong cơ thể, đưa tới vũ trụ dị tượng, một cái cửu u suối vàng từ trong vũ trụ tới, đi thông rất xa hư không. Hắc ám sư vương dẫm ở điều này suối vàng trên, mặt mũi dữ tợn, hơi thở thê lương mà hoang vu. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét. Dành cho đáp lại chính là một tiếng rên, ngay sau đó u ám huyết khí đánh vỡ thương khung, cổ xưa đại lộ lan tràn xuống, mang vô biên u hắc ma khí, hạ xuống thân đồ gia tộc cổ. Trận chiến này thân đồ thiên âm thiêu đốt cả thân máu tươi, thiên quân cường giả uy thế truyền khắp bát phương. Tóc đen bay lượn, giữa lông mày màu bạc đường vân vỡ thành hai mảnh, thân đồ thiên âm cuối cùng không có thể ngăn cản hỗn độn mãnh liệt công kích. Nàng biến thành một đạo lưu quang, nhanh chóng rơi xuống. Mắt xem thì phải rơi vào vậy vô tận hư không vực sâu. Hắc ám thiên sư phân ra mấy cây lông, quấn lấy thân đồ thiên âm thân thể. Thân đồ gia tộc người các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi nếu như muốn sống sót, tìm ra thân đồ gia tộc bí mật giao cho vạn khư thần điện, nếu không bổn hoàng liền đem các ngươi cùng nhau tội chết xử chi, tuyệt không nhân nhượng. Bổn hoàng chỉ cho các ngươi nửa tháng thời gian, ngày giờ đến một cái, đều là giết không tha. Nói xong, hết thảy bình tĩnh lại. Vạn khư thần điện người rút lui, chỉ còn lại toàn bộ thân đồ gia tộc một phiến vẻ buồn rầu ảm đạm. Vũ hoàng cổ đế tại sao đột nhiên đối với chúng ta thân đồ nhà làm khó dễ? Chúng ta một mực an phận thủ thường, nghe theo vạn khư thần điện thống trị. Nếu như ta đoán không lầm, chuyện này định cùng thân đồ Uyển Nhi có liên quan. Nàng đã sớm cùng luân hồi chi chủ dây dưa không rõ, hôm nay sau khi xuất quan, lại là trực tiếp lao tới hạ giới. Nhất định là cùng vậy luân hồi chi chủ thầm gặp, từ đó chọc giận vũ hoàng cổ đế. Ta cảm thấy thân đồ lực được nói có lý, mau phái người đem việc này, thông báo thân đồ Uyển Nhi. Cùng lúc đó, hắc ám cấm hải, huyền chân đảo. Diệp thần từ tò mò, cùng huyền chân lão tổ cùng đi đến khối kia thần bí trên tảng đá tu luyện. Quả thật phát hiện ở chỗ này tu luyện, linh khí hội tụ có thể so với những địa phương khác mau hơn rất nhiều. Huyền chân lão tổ lông mày nhướn lên, nói, luân hồi chi chủ, ngươi như ở ta huyền chân đảo nán lại vạn năm, sợ rằng vạn năm sau đó, lấy ngươi thiên phú, đối phó vũ hoàng cổ đế thì có thể. Diệp thần ngẩn ra, nhưng là cự tuyệt nói, ta đi võ đạo là lăng tiêu võ ý, lại làm sao có thể một mực xúc ở chỗ này. Ta chung sẽ đi thái thượng thế giới, trực diện vũ hoàng cổ đế. Vạn năm, đối ta lại nói, cuối cùng quá lâu. Nói xong. Diệp thần liền biến mất ở huyền chân lão tổ trước mặt, hắn mơ hồ cảm giác được thân đồ Uyển Nhi trên mình xuất hiện biến cố gì. Nhưng cụ thể như thế nào, Diệp thần cũng không biết. Cùng Diệp thần đi tới thân đồ Uyển Nhi chỗ ở lúc đó, nhưng thấy thân đồ Uyển Nhi đã đổi xong cả người màu đen quần áo, đi ra cửa. Mấu chốt giờ phút này thân đồ Uyển Nhi ánh mắt,
cực kỳ ngưng trọng và phức tạp. Uyển Nhi, thế nào? Diệp Thần tiến lên hỏi, bất ngờ còn phát hiện thân Đỗ Uyển Nhi trên mặt tàn có nước mắt. Thân Đỗ Uyển Nhi lắc đầu một cái, môi mím chặt, thần sắc có chút thống khổ. Ta nhận được gia tộc tin tức, có chuyện muốn trở về một chuyến, cùng sự việc kết thúc lại tới tìm ngươi. Diệp Thần bản năng cảm giác được chuyện này không đơn giản. Hắn kéo lại thân Đỗ Uyển Nhi, đối phương không nói không bỏ qua như vậy. Thân Đỗ Uyển Nhi tâm tình nặng nề, đem nhận được thượng giới thân Đỗ gia tộc tin tới ngọn nguồn nói một lần. Diệp Thần rõ vẻ mặt dần dần đổi được ngưng trọng. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì hắn mà ra, nói như vậy, hắn tuyệt không thể không quan tâm. Ngay tại lúc này, Diệp Thần phát hiện sau lưng hư không mơ hồ chập chờn. Một giây kế tiếp, huyết nguyệt treo cao thương khung. Một đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra. Không phải người khác, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm thật giống như đã sớm thông hiểu hết thảy các thứ này, hắn tìm một vị trí ngồi xuống, rót linh trà, nhàn nhạt nói. Thái thượng thế giới sự việc, ta đã biết. Đây có lẽ là thân Đồ gia tộc một đạo cướp đi. Thế gian nhân quả, định trước như vậy. Nhâm tiền bối, chuyện này có gì biện pháp tốt? Diệp Thần hỏi. Nhâm Phi Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía thân Đồ Uyển Nhi. Ta muốn thân Đồ tiểu thư nhất định sẽ có mình ý tưởng, không bằng nói nghe một chút. Thân Đồ Uyển Nhi rõ vẻ mặt phức tạp, có tức giận, có hối hận. Còn có như vậy một chút không thể làm gì. Từ ta gặp phải Diệp Thần một khắc đó trở đi, ta liền biết, ngày này sớm muộn sẽ sắp đến. Thân Đỗ Uyển Nhi chậm rãi nói. Diệp Thần vừa nghe trong lòng ấm áp phun trào. Thân Đỗ Uyển Nhi biết rõ như vậy, vẫn còn muốn nhiều lần giúp mình, đây có lẽ là cái gọi là động tình. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là tìm về Võ Uy Thiên Kiếm, tìm được cất giấu trong đó bí mật, có lẽ còn có thể cứu gia tộc. Trước mắt tới xem Vũ Hoàng Cổ Đế sẽ không đối với mẫu thân ta như thế nào. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, Võ Uy Thiên Kiếm bên trong quả thật có dấu bí mật nào đó, ta từng nghe qua một ít thứ, nhưng không xác định thật giả. Thân Đỗ Uyển Nhi ngẩn ra, hiếu kỳ nói, xin tiền bối dạy bảo. Nhâm Phi Phàm đưa ngón tay ra, chỉ điểm một chút ở thân Đỗ Uyển Nhi trên ấn đường. Thân Đỗ Uyển Nhi tựa như nhìn thấy một bức tranh, nhưng lại không chân thiết. Nhâm Phi Phàm tiếp tục nói, người thành tựu đời này duy nhất Võ Uy Thiên Kiếm thừa nhận người, nhưng muốn biết bí mật này sau lưng tồn tại, chỉ có dựa vào chính ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế cũng để ý bí mật, tuyệt đối không phải bí mật nhỏ. Ngươi giúp Diệp Thần như thế nhiều lần, các ngươi nhân quả dính, hôm nay, ta cũng giúp ngươi một lần. Một giây kế tiếp, chín luân huyết nguyệt treo cao thương khung. Huyết nguyệt lưu chuyển, lại hóa là một đạo màu máu bát quái dị tượng. Bát quái chuyển động, hết thảy tựa như rõ ràng. Tiếp theo, Nhâm Phi Phàm liền đem mình đẩy diễn xuất thiên cơ nói cho thân Đỗ Uyển Nhi, này kinh đi một lần hiểm tượng hoàn sinh, cực kỳ nguy hiểm, cần làm xong vạn toàn chuẩn bị mới được. Sau đó Nhâm Phi Phàm là thân Đỗ Uyển Nhi ngoại lệ một lần, cự kinh thần thụ minh mông sức mạnh to lớn truyền khắp bốn phương, nói cho nàng Võ Uy Thiên Kiếm hiện tại người ở chỗ nào. Bị cựu Nhật Minh cướp đi Võ Uy Thiên Kiếm lúc này cũng không tại Ma Tổ Vô Thiên nơi đó, mà là ở lại một vị ma tướng trong tay. Đối với thân Đỗ Uyển Nhi mà nói, đây là tin tức tốt. Nàng lập tức nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, chuẩn bị chạy tới bên kia. Diệp Thần ở một bên nhìn trong lòng than thở, hắn rất muốn trợ giúp thân Đỗ Uyển Nhi, nhưng là chuyện này có nguyên nhân quả dính vào người. Còn dính dấp đến Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Nhâm Phi Phàm hai đại thiên địa cường giả đỉnh phong ân oán giữa. Hắn thành tựu Nhâm Phi Phàm bị bảo vệ người, được báo cho biết không thể tùy tiện tham dự. Yên tâm, ta không có việc gì, người vậy nhất định phải chú ý. Thân Đỗ Uyển Nhi tựa như trong một đêm trưởng thành rất nhiều, nàng cố nén nước mắt, hướng về phía Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, sau đó tiến vào truyền tống trong hư không. Người đẹp đi xa, chỉ để lại mùi thơm lượn lờ. Diệp Thần không biết làm sao, chỉ có thể xoay người lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thân Đỗ Uyển Nhi, huống chi Nhâm Phi Phàm còn ở thân Đỗ Uyển Nhi trên mình đặt một phiến cự kình thần thụ lá cây. Chắc hẳn bảo vệ tánh mạng không là vấn đề. Trước đây ở Thiên Cung chi địa nán lại lâu như vậy, ta tu vi mơ hồ đột phá, cũng là nên chuẩn bị vượt qua võ hư cảnh. Bất kể là giúp thân Đỗ Uyển Nhi, cũng hoặc là giải quyết Thiên Cung thần giáo vấn đề. Ta đều phải có thực lực cường đại chống đỡ.
Diệp Thần cáo biệt Nhâm Phi Phàm, liền tiến vào luân hồi mộ địa lâm vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Hắn ở võ hư cảnh trong đó không ngừng thăm dò, trong óc, tựa như chứng kiến có 99 đạo bị chém đứt gông xiềng đồng loạt bay lượn. Hắn không ngừng hỏi mình bước vào bách giả cảnh, thật có thể chặt đứt 99 đạo cũng hoặc là trên 100 đạo gông xiềng. Diệp Thần hít sâu một hơi, kéo dài phát lực, không ngừng rèn luyện, ngừng tụ tự thân thực lực. Ở hắn sau lưng huyết long gầm thét, như ẩn như hiện cự long bóng người đổi được ngày càng mạnh mẽ. Theo cái này hai lần tuyệt cảnh bên trong đột phá, huyết long thực lực vậy lần nữa lên một cái nấc thang. Kết thúc tu luyện sau đó, Diệp Thần đi ra luân hồi mộ địa, đạp phá hư không đi đầy đất. Kỷ Tư Thanh trước đây không lâu vội vã rời đi huyền chân đảo, đi kỷ lâm chi địa, sợ rằng đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thần có loại dự cảm xấu. Hắn dự định đi thăm dò xem kỷ lâm thương thế như thế nào. Khi nhìn thấy kỷ lâm lúc đó, Diệp Thần khẽ cau mày, nhưng vẫn mở miệng nói. Kỷ lâm, mấy ngày nay cảm giác thế nào? Trên mình thiên cơ nhân quả cắn chả có hay không nghiêm trọng hơn? Diệp Thần theo thói quen sờ một cái tiểu nha đầu đầu. Quỷ ngựa cơ trí kỷ lâm gật đầu một cái, so với mấy lần trước Diệp Thần tới gặp, kỷ lâm sinh ra chút biến hóa. Đổi được càng thành thục hơn nội liếm, nguyên bản linh động con người cũng nhiều một phần thâm trầm. Nàng tổn thương trong cơ thể như cũ không cách nào hết bệnh, thường xuyên nhức đầu sắp nứt, thống khổ không chịu nổi, thậm chí sợ rằng Nhâm Phi Phàm tự mình ra tay vậy không thấy được hiệu quả. Diệp Thần biết thi triển bát quái thiên đan thuật pháp cũng không có quá nhiều tác dụng, chỉ có thể tạm thời mệnh lệnh kỷ lâm sau này không được lại do trước tính tình suy diễn thiên cơ. Bé gái tại thiên đạo thần thuật về phương diện này quả thật khá có thiên phú, mượn vân đính dịch, còn nhỏ tuổi liền lĩnh ngộ được huyền ảo chân lý. Có thể vậy chính là bởi vì như vậy, mới gặp thiên cơ cắn trả. Thiên đạo vũ trụ, quy tắc vô tình, vô luận là hỗn độn vẫn là tinh không, cũng tại thiên đạo trong phạm vi. Từ thái cổ hỗn loạn đến viễn cổ hồng hoang, thay đổi là cái này thế gian cách cục, thiên đạo chưa bao giờ thay đổi. Cho nên mưu toan theo dõi thiên đạo người cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Từ cổ chí kim, không người nào có thể may mắn tránh khỏi. Nhiều ít kinh tài diễm diễm, thực lực thiên phú xuất chúng thần cấp thiên tài bởi vì qua loa suy diễn thiên đạo, mà bị tước đoạt cả người thần lực. Nhiều ít ngày cơ hội thần toán đại sư mất mạng tha hương, rơi vào hải cốt không còn. Hết thảy các thứ này đều là cảnh đời. Bất quá ở một ít người trong mắt xem ra, siêu thoát tại ngũ hành sáu đạo gia luân hồi tựa hồ là một cái biến số. Còn như có thể đổi tới trình độ nào, ai cũng không cách nào cho ra bảo đảm. Thời gian, Nhâm Phi Phàm vậy nhiều lần tới nhìn Kỷ Lâm. Diệp Thần biết như có người biết có biện pháp có thể trợ giúp Kỷ Lâm, Nhâm Phi Phàm tất nhiên là một cái trong đó. Nhâm Phi Phàm cho ra biện pháp giải quyết, ở Thái Thượng Thế Giới. Thái Thượng Thế Giới nơi nào đó trong cấm địa sinh trưởng một loại thần bí trái cây, đối Kỷ Lâm bệnh tình có hiệu quả. Có lẽ trên đời chỉ có quả này có thể chữa khỏi Kỷ Lâm. Nhâm tiền bối, hiện giờ chúng ta cùng Vũ Hoàng Cổ Đế quan hệ thế như nước với lửa, Thái Thượng Thiên Nữ càng ở một bên mắt lom lom, lần này đi trước, gian nan hiểm trở không thiếu. Diệp Thần lo lắng nói. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, tỏ ý hắn không cần lo lắng. Lần này đi trước Thái Thượng Thế Giới, ta còn có khác chuyện trọng yếu muốn làm. Chẳng qua là thuận đường giúp ngươi, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thấy vậy Diệp Thần cũng không tốt nói thêm nữa. Nhâm Phi Phàm rời đi sau đó, Diệp Thần chỉ có thể mượn luân hồi huyền bi ở giữa linh bia, cùng với mình máu khai thông Kỷ Lâm tổn thương trong cơ thể. Đây là duy nhất có thể chậm tách ra Kỷ Lâm thương thế thủ đoạn. Nhưng sợ rằng chỉ có thể ngắn ngủi trợ giúp Kỷ Lâm. Ở linh bia và luân hồi máu dưới tác dụng, nhức đầu sắp nứt Kỷ Lâm đổi được dễ chịu hơn rất nhiều. Bất quá làm nàng sau khi tỉnh lại, nhưng là ánh mắt lửa đốt nhìn về Diệp Thần. Thế nào? Diệp Thần có chút kỳ quái. Kỷ Lâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Diệp Thần ca ca, ta mới vừa thật giống như từ máu ngươi dịch trong đó bắt được một cái địa phương thần bí, nơi đó chảy xuôi linh khí nồng nặc. Ừ, Diệp Thần thần sắc hơi lộ vẻ xúc động. Hắn vận dụng nhưng mà chí cao vô thượng luân hồi huyết mạch, có trên đời vô địch công hiệu. Hơn nữa luân hồi huyết mạch là hắn nơi dựa vào mạnh nhất lá bài tẩy. Chỉ cần là cùng luân hồi huyết mạch tương quan sự vật, hắn cũng sẽ không để lại dư lực điều tra rõ ràng.
Ở Diệp Thần truy hỏi dưới, Kỳ Lâm nói ra nàng chỗ đã thấy. Khoảng cách nơi đây xa vạn dặm địa phương, có một nơi núp ở dãy núi giữa hư không động. Cùng luân hồi huyết mạch tướng liên tiếp hơi thở chính là từ nơi đó tản mát ra. Ngươi xác định không động dùng vậy loại thủ đoạn, Diệp Thần ngưng trọng nói. Hắn cũng không hy vọng Kỳ Lâm cử động nữa dùng vậy loại thủ đoạn khám phá thiên cơ. Kỳ Lâm nhưng là chợt lắc đầu, lá ép. Diệp Thần ca ca, ở ngươi trong mắt, ta là liền thân thể mình cũng không chú ý người sao. Lần này, ta cũng không phải là suy diễn phát hiện, mà là một loại càng đặc thù tình trạng cảm giác. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lúc này quyết định đi nơi đó xem. Kỳ Lâm muốn là Diệp Thần suy diễn hung hiểm nguy cơ, bị Diệp Thần cho ngăn cản. Bé gái, ngươi sau này không cho phép lại tự mình vận dụng suy diễn thuật, làm người suy tính hung hiểm họa phúc, hiểu chưa? Như vậy ngươi thương thế chỉ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Diệp Thần giọng nghiêm túc, mở miệng dạy bảo. Kỳ Lâm le lưỡi một cái, biểu thị biết, lại khôi phục những ngày qua phần kia hoạt bát. Kỳ Tư Thanh tự nhiên nghe được Diệp Thần và Kỳ Lâm trò chuyện, nàng có chút lo lắng Diệp Thần an nguy, liền cùng hắn cùng đi trước. Kỳ Lâm vậy la hét phải đi, hơn nữa biểu thị mình sẽ không lại suy diễn thiên đánh, nếu như đi theo cùng đi nói, còn có thể sử dụng thông thường suy tính thủ đoạn tránh một ít nguy hiểm. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, mang hai người chung nhau đi hư không chi địa. Núi non trùng điệp, tầng rừng trùng điệp, không một bóng người cuồn cuộn núi rừng, chỉ có yêu thú tích trữ cư. Nơi này linh khí không hề đậm đà, thiên tài địa bảo lại là khan hiếm, võ giả tự nhiên không muốn đem cửa phái xây ở chỗ này. Diệp Thần lợi dụng hư bia lộ ra vậy phiến hư không đất tồn tại, bước vào trong đó. Tiến vào bên trong không bao lâu, Diệp Thần liền có thể cảm giác được mình trong cơ thể luân hồi huyết mạch, tự đi sôi trào. Xem ra Kỳ Lâm nói không sai. Hư không chi địa hắc ám hoang vu, hơn nữa đi về phía là đi xuống, giống như là tiến vào một cái bóng tối khổng lồ địa huyệt. Đây là, Hoàng lão đột nhiên nói, cái này đồ vật bên trong thật không đơn giản, người được giữ ở mức độ vừa phải. Hoàng lão nhắc nhở để cho Diệp Thần cảnh giác xảy ra, linh thức và hồng mông đại tinh không toàn diện mở, đem Kỳ Tư Thanh cùng Kỳ Lâm bao phủ trong đó. Luân hồi huyết mạch từ viễn cổ truyền xuống, cực kỳ rất xưa, chỉ có đời trước ngươi biết được huyết mạch lực lượng trong đó rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Ngươi tuy là luân hồi chi chủ chuyển thế, nhưng một ít trí nhớ đã không lành lặn không đủ, ngày hôm nay có lẽ chính là ngươi tìm về bộ phận trí nhớ tốt cơ hội. Hoàng lão tựa hồ nhìn thấu cái gì, lời nói uyển chuyển quanh co. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái. Hắn rõ ràng xem Hoàng lão cái loại này tồn tại, cho dù khám phá thiên cơ huyền nói, cũng không thể tùy ý nói ra miệng, nếu không sẽ gặp bị thiên đạo khiển trách. Hoàng lão, ta cái hiểu cái không, kiến thức nửa vời. Diệp Thần cười trả lời. Đối với Hoàng lão mà nói, hắn không thể cho khẳng định. Hoàng lão ha ha cười một tiếng, rơi vào yên lặng. Diệp Thần trong cơ thể luân hồi huyết mạch tựa hồ có ám chỉ hướng, đi thông lòng đất chỗ sâu nhất. Hắn điều chỉnh trạng thái, phân ra một đạo thần thức đi dưới đất lan tràn, thật giống như chính hắn đích thân tới vậy, tất cả tình huống thu hết vào mắt. Lối đi không phải rất rộng, cực kỳ thâm thúy, vách đá đang tí tách đi xuống thấm nước, đường thông nhiều hướng thế giới dưới đất toàn thể tương liên, lại mỗi người chia đông nam tây bắc. Một bên đá hình dáng khác nhau, quái lạ. Diệp Thần ca ca, thật giống như càng ngày càng nhích tới gần. Kỳ Lâm cảm giác được cái gì, nhỏ giọng nói. Diệp Thần nói tiếng phải, hắn cũng biết. Bởi vì trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch đã ngưng sôi trào, tản ra mãnh liệt chiếm đoạt dục vọng. Vậy đồ vật bên trong nhất định cùng luân hồi huyết mạch đồng nguyên. Nghĩ đến đây, Diệp Thần không nhẫn nại được nội tâm tí ti kích động, bước nhanh hơn đi thông phía dưới. Đi qua một cái cua quẹo, trước mắt không gian thông suốt đổi được trống trải, một cái ao nhỏ đứng hàng ở ngay chính giữa. Giống như thái dương vậy trói mắt cành lá ở ao trung ương chậm rãi lưu chuyển, ấm áp tường hòa. Diệp Thần thời gian đầu tiên vào tới ao trước, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ao trong đó đồ. Cùng trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch vô cùng tương tự. Đứng ở chỗ này, hắn lại có loại vũ hóa phi tiên xung động, từ toàn thân đến linh hồn đều run rẩy. Ao chất lỏng hàm chứa nồng nặc linh tính, thậm chí còn có tiên đạo hơi thở đập vào mặt. Thần bí đường vân ở ao chung quanh duyên triển, không giống tự nhiên tạo thành, ngược lại giống như một vị phù trận đại sư khắc vẽ ra thủ đoạn nghịch thiên.
Một loại trực giác mãnh liệt nói cho Diệp Thần, nhảy xuống. Diệp Thần hít sâu một hơi, theo trong cơ thể luân hồi huyết mạch cắn nuốt dục vọng, nhảy vào phương này ao trong đó. Ùm ùm, bên tai như sấm chợt vang, thịnh vượng sinh mệnh lực được tựa như sấm sét, đi đôi với đại lộ quy tắc khí vận đột nhiên chui vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần không những không có bị thương tổn, ngược lại trong mắt sạch bóng đại thắng, nhô lên màu vàng mây mù, mở ra ra võ hư cảnh vậy một nơi trong lòng cốc cũng bị nồng nặc màu vàng tinh hoa lấp đầy. Đây mới thật là tiên gia tinh hoa, hàm chứa vô thượng chân thiên lực, tự chữa thần hồn, bồi bổ thân xác, làm người ta tinh thần sảng khoái. Thậm chí liền ao ra Kỳ Tư Thanh và Kỳ Lâm vậy ngồi xếp bằng xuống, tràn ra hơi thở tràn ngập hang, các nàng vậy đi theo được lợi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mở hai mắt ra, trong cơ thể một ít nội thương vậy đi theo hết bệnh. Đạo gia từng có nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trong ao màu vàng chất lỏng cùng hắn luân hồi huyết mạch dung hợp sau đó, tựa như có vô cùng vô tận trùng điệp lực, cái này trong ao đổ không được. Có thể gọi là tạo hóa nguyên. Mà chính là vào lúc này, Diệp Thần phát giác dị thường. Ao phần đáy chỉ còn lại một tầng nông cạn chất lỏng màu vàng lưu lại, như ẩn như hiện kẽ hở phân phối trên đó. Vô hình quy tắc lực lượng. Diệp Thần theo cái này đạo kẽ hở lan tràn tới hang núi bên kia, đúng như dự đoán phát hiện dị thường. Một cái kim tuyến đi thông bên kia, trong đó còn có chất lỏng màu vàng đang chảy xuôi. Hang núi bên kia đại khai đại hợp sáng mở dấu hiệu hiển lộ trọn vẹn. Lại là có rồng phượng quấn quanh, trong chốc lát dương mắt nhìn, lại sinh ra muôn vàn tầng ảo tưởng. Diệp Thần vội vàng thu hồi tâm thần, trước mắt hiện lên ảo ảnh mới khó khăn lắm dừng lại, lần này vậy đồ vật bên trong lộ ra bộ mặt thật. Hang núi bên trong lại chôn giấu một tòa màu đen tuyền quan tài, vậy quan tài là thẳng đứng, mở phân nửa nửa lập, làm người sợ hãi khó hiểu lực lượng ở chung quanh lưu chuyển. Quan tài chặn một nửa, không lành lặn không đủ, lấy tựa vào trên vách động. Bề ngoài đã đắp lên bụi bặm, mang vô số năm tháng hơi thở. Trong quan tài đầu tựa hồ có một người bàn thức mà làm, nhưng vô luận Diệp Thần làm sao xem cũng không cách nào thấy rõ. Người kia gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời. Diệp Thần chỉ cảm thấy được tim tim đập bịch bịch, bởi vì hắn trong lòng khó hiểu hiện ra run sợ cảm giác. Hắn cố nén quỷ bái xung động, đi lui về phía sau mấy bước, đồng thời luân hồi huyết mạch tại thân thể bên trong phun trào. Ùn ùn kéo đến cảm giác bị áp bách lúc này mới biến mất một chút. Trong quan tài rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Mông lung sương mù dày đặc tiêu tán, Diệp Thần thấy rõ ngồi xếp bằng ở quan tài bên trong chính là một cái cao lớn hài cốt, máu thịt đã sớm hóa là bụi mù, nhưng là khoác lên trên lưng một kiện huyền sắc áo choàng gìn giữ hoàn hảo. Diệp Thần kỳ quái, cái này bộ hài cốt im hơi lặng tiếng, nhìn như đã chết hẳn, nhưng là ở hắn bên người lại có mơ hồ hỗn độn khí tức. Chư thiên vạn giới tựa hồ cũng ở dưới chân của hắn, đỉnh đầu lại có từng mảnh tinh không vần quanh. Hắn ngồi ở trong, yên lặng, lại giống như khai thiên ích địa viễn cổ thần minh. Hài cốt chủ nhân tuyệt đối không phải tịch tịch hạng người vô danh, nhưng là Diệp Thần lật lần chung quanh tất cả mọi thứ đều không có thể tìm được chứng thật hắn thân phận vật kiện. Hoặc giả là niên đại quá mức rất xưa, cho nên mới biến mất đi. Diệp Thần cúi đầu nhìn chăm chú vào cao lớn hài cốt trong tay một cái nho nhỏ hộp. Cái đó hộp toàn thân đen nhánh, khóa bộ phận đã rỉ sét, hắn nhẹ nhàng cầm hộp, không trở ngại chút nào cầm lên. Toàn bộ hộp đều rất nhẹ, không có bất kỳ dị thường nào địa phương. Diệp Thần rất xác định lúc ấy vậy đạo kim sắc dây nhỏ chính là kéo dài đến nơi này, cuối chính là trong tay hắn hộp. Còn không cùng Diệp Thần cẩn thận điều tra, bỗng nhiên lúc này trong lòng một hồi kích động, hồn phách càng giống như là bị nào đó kiểu đồ câu một tí, thiếu chút nữa rời thân thể. Không tốt. Diệp Thần lại nữa đi xem vậy cái có uy nghiêm vô thượng hài cốt, xoay người đi ra ngoài, đồng thời giống to, để cho Kỳ Lâm và Kỳ Tư Thanh vậy mau rời đi. Cửa hang chỗ truyền đến Kỳ Lâm thanh âm, hơi có vẻ nóng nảy. Diệp Thần ca ca, nhanh lên một chút đi ra, nơi này cũng nhanh sụp. Diệp Thần tăng thêm tốc độ, mà sau lưng hắn vậy cái cao lớn hài cốt xảy ra kịch liệt biến hóa, toàn bộ thi thể bay lên không, quanh thân tràn ngập điểm điểm tinh thần. Hắn thật giống như lần nữa sống lại vậy, chỉ đợi mở mắt ra, là được bổ ra mảnh thiên địa này. Diệp Thần cảm nhận được liền áp lực, hắn không cần quay đầu lại xem, đều biết hài cốt xuất hiện vấn đề lớn. Có lẽ là bởi vì mình lấy đi hộp. Một đạo lại một đạo tinh thần diễn hóa, xen lẫn ra vô số tinh không cổ vực, không ngừng chuyển động,
toàn bộ vũ trụ cũng đổi được hỗn loạn bất an. Diệp Thần thật giống như hạ xuống ở một phiến tràn đầy hồng hoang hơi thở viễn cổ chiến trường, không, có lẽ so hồng hoang hơn nữa xa xôi. Cái thời đại này sơn hà không dậy, biển khơi không sắp, chỉ có vừa nhìn vô tận mạt pháp cánh đồng hoang vu. Vô số kỳ lạ chủng tộc khai chiến, tiếng chém giết bên tai không dứt, Diệp Thần thậm chí cảm nhận được liền trong đó vài cổ chấn động hơi thở không thể so với Nhâm Phi Phàm cùng với ma tổ vô thiên yếu. Không, cái này nhất định là ảo ảnh. Hắn không nhịn được quay đầu liếc một cái, nhìn thấy chấn vỡ thế giới quan một màn. Vô số hỗn loạn tinh cầu vây quanh một người chuyển, cao lớn hài cốt ngồi ở ngay chính giữa, tiếp nhận vạn tộc triều bái, thần minh thần phục, vũ trụ quy hàng. Hắn một người, chính là chí cao vô thượng cuối cùng nắm giữ, bày mưu lập kế, nghịch chuyển càn khôn như lật đổ bàn tay. Diệp Thần vẻ mặt hoảng hốt, ngay vừa mới rồi ở một chớp mắt kia, hắn thật giống như gia nhập mảnh chiến trường này. Trải qua vô cùng chém giết thảm thiết, ngắn ngủi mất đi cảm giác. Cùng hắn lần nữa phản ứng lại thời điểm, luân hồi huyết mạch lại bị đưa tới trong cơ thể, ở giữa không trung dung, toát ra cuồn cuộn quang hà, nhuộm được tinh không thương thúy, vạn vật sinh trưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng lực lượng bơm vào tới trong cơ thể hắn. Diệp Thần thật giống như rõ ràng liền loại nào đó huyền diệu lực lượng, thân hình chớp mắt liền đi tới cửa động ra, một tay ôm lấy hai người. Hồng mông đại tinh không bọc. Linh Nhi, mau giúp ta. Hư linh thần mạch vào giờ khắc này vận chuyển tới trình độ cao nhất. Trước mắt hư không tựa như hoàn toàn vỡ vụn. Cùng hai người lần nữa phản ứng lại thời điểm, đã đến ngoài động, rời đi cái này mảnh hư vô chi địa. Quay đầu lại xem, oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt, hư vô không gian thật giống như sinh ra mãnh liệt động đất, vô cùng lực tàn phá từ lòng đất lan tràn, xuyên qua toàn bộ hư không. Điếc tai nhức óc. Vùng lân cận hơn ngàn bên trong yêu thú đều là bò lổm ngổm trên đất, run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Rời khỏi nơi này trước nói sau. Diệp Thần vận dụng hư bia lực lượng, biến dạng không gian, đem hai cái nhà đầu mang về. Hắn chưa từng biết được lòng đất trong quan tài vị kia nhân vật rốt cuộc là ai, nhưng là hắn biết nếu như còn ở lại mảnh đất kia, sợ rằng trong tay hộp muốn không giữ được. Trở lại ngoại giới. Diệp Thần nghỉ ngơi một hồi, cũng không lâu lắm Kỳ Lâm nhưng là đi tới Diệp Thần bên người, do dự mấy giây, mở miệng nói, Diệp Bức Vương, chúng ta đi một chuyến hư vô không gian sau đó, đầu ta đau bệnh đều tốt rất nhiều. Ngươi nói, là không phải nơi đó đối bệnh ta có chỗ tốt. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nắm lên Kỳ Lâm cánh tay, phóng thích thần thức, kiểm tra thân thể, cái này vừa thấy lại phát hiện Kỳ Lâm trong cơ thể đạo pháp quy tắc lại bị bổ túc một khối. Không có trước như vậy tàn tổn nghiêm trọng. Sau đó Kỳ Tư Thanh vậy đi tới, kinh ngạc vui mừng nói cho Diệp Thần nàng thần hồn lực lượng tựa hồ cũng có tinh tiến. Xem ra vậy mảnh hư vô chi địa quả thật có chút cổ quái. Chỉ tiếc Nhâm Phi Phàm đã lên đường đi thái thượng thế giới, nếu không Diệp Thần nhất định phải cho biết hắn nơi này tồn tại, cẩn thận tìm tòi kết quả. Nghỉ ngơi một ngày sau, Diệp Thần lên đường trở lại Huyền Chân Đảo, lần này hư không chi địa dị hình. Hắn hấp thu trong ao chất lỏng màu vàng, lâu không động tĩnh luân hồi huyết mạch vậy sinh ra biến hóa kỳ diệu. Cách đột phá đến quá chân cảnh không xa, Diệp Thần trong lòng đốc định. Cho nên hắn hiện tại phải tìm một nơi yên lặng chi địa, chuyên tâm tham phá đạo pháp, nói không chừng có thể một lần hành động đột phá. Nếu như những địa phương khác, không có Nhâm Phi Phàm hộ đạo, vô thiên nếu là ở mình đột phá lúc ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu có Huyền Chân lão tổ hộ đạo, sẽ tốt hơn rất nhiều. Cho nên Huyền Chân đảo, là đột phá lựa chọn tốt nhất. Diệp Thần đi tới Huyền Chân đảo, liền lập tức bắt đầu bế quan. Hắn đắm chìm trong huyền diệu trong thế giới, linh khí và kiếm quang khắp nơi tách thả ra. Huyết Long ở trong này cũng là ngửa mặt lên trời gầm thét cúi sông lên chạy về phía Diệp Thần. Đây là Huyết Long và Diệp Thần thần thức đánh một trận. Diệp Thần lấy chỉ thủy một kiếm ngăn cản, thân pháp cực kỳ phiêu giật, hắn rõ ràng đi là hướng đông nam vị, một khắc sau người nhưng đến tây bắc. Quỷ mị kiếm pháp, xuất thần nhập hóa. Hơi ra cuối cùng một kiếm, Huyết Long bị đột nhiên nở rộ chỉ thủy kiếm quang chém thành hai đoạn. Trong đầu, vang lên nổi lên Huyết Long cười khổ thanh âm. Chủ nhân, ngươi chỉ thủy một kiếm cường đại hơn thêm. Diệp Thần cười cười, ý thức lần nữa trở về bản thể. Đáng tiếc còn thiếu một chút khoảng cách mới có thể đột phá, võ hư cảnh quả nhiên phức tạp.
Hắn bưng lên một ly trên bàn đá nước, trong ly nước như cũ trong suốt, có thể uống, không chỉ có như vậy, liền toàn bộ bàn đá mặt bàn đều là bóng loáng như gương, không nhiễm một hạt bụi. Hắn đi ra nơi bế quan, thông suốt tâm tình sáng sủa. Trời xanh mây trắng, chim lướt qua. Sóng gợn lăn tăn, mặt biển vừa nhìn vô tận. Ở hắn nơi bế quan bên cạnh, một đoàn không gian dấu vết lẳng lặng nổi lơ lửng, một hàng đầy ý nghĩa kiểu chữ chiếu vào Diệp Thần mi mắt. Diệp Thần thân ái, thân độ uyển nhi lưu. Diệp Thần sắc mặt đổi một cái, chẳng lẽ nói mình bế quan tới nay, thân độ uyển nhi trở lại qua nơi này. Có thể hắn rõ ràng đã thông báo Huyền Chân các người, thân độ uyển nhi nếu như tới đây nhất định phải kịp thời thông báo hắn, vô luận ở vì sao loại dưới tình huống. Diệp Thần đem bàn tay mình dò đi lên, không gian sóng gợn lặng lẽ hỗn loạn, ngay sau đó một phong thư rơi xuống Diệp Thần trên tay, còn có một quả phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Diệp Thần bàn tay phủ tại trên đó, thông qua luân hồi cảm giác năng lực, hắn có thể rõ ràng nhớ lại thân độ uyển nhi lưu lại cái này phong thư thời điểm, trên bàn tay dính liền máu tanh khí sát phạt. Xem ra cái này mấy ngày, thái thượng thế giới hỗn loạn không nhỏ. Hắn vội vàng đi tới Huyền Chân lão tổ nơi tới, hướng hắn hỏi tình huống. Huyền Chân lão tổ chỉ là thở dài, đem ngày đó thân độ uyển nhi đến nơi này cảnh tượng thuật lại một lần. Là thân độ uyển nhi hết sức ngăn cản hắn không nên quấy rầy Diệp Thần, lưu lại một kiểu đồ và một phong thư liền đi. Căn cứ Huyền Chân lão tổ nhớ lại, thân độ uyển nhi bên người còn đi theo mấy tên cao thủ, trong đó có một người tu vi lại là cực kỳ khủng bố. Từ nói chuyện của bọn họ bên trong, Huyền Chân lão tổ còn nghe được nội chiến, chém giết các chữ, chắc hẳn không chỉ là Vạn Khư thần điện ra tay để cho thân đồ gia tộc tiến thối lưỡng nan. Thân đồ gia tộc nội bộ vậy sinh ra biến hóa nào đó. Thân độ uyển nhi cho biết bọn hắn khí cơ dễ dàng bị địch nhân bắt, không thích hợp ở lâu, vì vậy vội vã đi. Trong thơ thân độ uyển nhi giọng trịnh trọng, còn mang một chút thương cảm tuyệt tình. Thân độ uyển nhi cảm thấy là chính nàng hại nương thân, liên lụy gia tộc, lấy về võ uy thiên kiếm sau đó, nàng thề muốn vạch trần bí mật trong đó, lấy được rất đúng kháng Vạn Khư thần điện lực lượng. Cái gọi là con cái tình trường, nàng đã không lưu luyến nữa, nguyện Diệp Thần sau này bảo trọng. Diệp Thần để sách xuống tin, than thở một tiếng. Hắn dĩ nhiên rõ ràng nguyên do trong đó, vậy mười phần hiểu thân độ uyển nhi nỗi khổ tâm, nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn thực lực không đủ cường đại, không cách nào thay hắn ngăn che mưa gió. Chờ ta hạ xuống thái thượng thế giới ngày hôm đó, ai cũng không cách nào động người bên người ta, cùng thời với bọn họ sau đích gia tộc. Diệp Thần quả đấm nắm chặt, trong mắt lửa giận nhô lên. Không đủ, còn chưa đủ, hắn còn muốn đổi được mạnh hơn. Trừ cái này ra, trong phong thư còn nói tới vậy cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn lai lịch. Là thân độ uyển nhi từ thân đồ gia tộc tổ địa trong đó tìm được, lúc ấy cảm thấy cái này cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn đối Diệp Thần đột phá có trợ giúp, cho nên liền cầm tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần dĩ nhiên rõ ràng đem chiếc nhẫn này mang ra ngoài trải qua khó khăn, tuyệt không phải thân độ uyển nhi trong thơ sơ lược đơn giản như vậy. Chiếc nhẫn này không có quá nhiều thuộc tính, ngược lại mang một chút ám trầm màu sắc. Diệp Thần đem nắm trong tay, xoay người trở lại nơi bế quan. Hắn phải nghĩ biện pháp đột phá sau cùng một đạo cực hạn. Hoàn toàn bước vào quá thật. Tiếp theo mấy ngày, hắn ở luân hồi mộ địa bên trong không ngừng cảm ngộ đột phá. Nhưng mà cuối cùng không cách nào làm được nước chảy thành sông một bước cuối cùng. Còn kém như vậy một chút xíu, hắn liền có thể đột phá đến cảnh giới toàn mới, nghênh đón chất lột xác. Cầm phong cách cổ xưa chiếc nhẫn trong nháy mắt kia, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác đạt được, trong chiếc nhẫn có một màn lực lượng thần bí. Còn như vậy lau lực lượng như thế nào mài, còn cần hắn làm tiến một bước nghiên cứu. Cùng lúc đó, rất xa Thiên Hy đảo. Trước đây Thiên Hy đảo bị thương nặng, bị dự là tương lai tới Tinh Hy Huyền Thiên Thánh Tử bị luân hồi chi chủ một kiếm chém chết, ý muốn báo thù Thiên Hy cổ tộc cũng bị Nhâm Phi Phàm ngăn cản. Hơn nữa La Sinh cổ tộc ra mặt ra sức bảo vệ luân hồi chi chủ, cùng Thiên Hy cổ tộc khai chiến. Thiên Hy cổ tộc hiến tế tổ địa lực lượng, vận dụng hắc ám cấm trận, ngay tại sắp chiến thắng La Sinh cổ tộc thời điểm, ẩn núp Huyền Chân lão tổ ra mặt, trận lại trận chiến tranh ngày. Nhìn như ân oán hóa giải, ba tộc sống chung hòa bình, nhưng trên thực tế Thiên Hy cổ tộc người thiếu chút nữa phát cáu hộc máu. Bọn họ tiền mất tật mang,
không chỉ có tổn thất trong tộc cường đại nhất thiên tài trẻ tuổi, toàn bộ Thiên Hy đảo xây lại đều cần tiêu phí hồi lâu. Mà hôm nay, Thiên Hy đảo lại không quá bình. Một cái từ hắc ám cấm hải chỗ sâu trở về người tuổi trẻ cường thế lên bờ Thiên Hy đảo, tìm được trong tộc trưởng lão, nói muốn làm một đời mới thánh tử. Mấy tên thái thượng trưởng lão dĩ nhiên không chịu đáp ứng, bởi vì người trẻ tuổi này là năm đó bị bọn họ đuổi ra ngoài Hy Vô Ngân. Lấy Thiên Hy cổ tộc nội tình cùng danh vọng, lại sao sẽ cho phép một cái lưu đày người lần nữa hồi đảo, còn thay thế thánh tử vị trí. Sự thật nhưng là Hy Vô Ngân sách lên muốn khiêu chiến Thiên Hy cổ tộc trẻ tuổi một đời, mấy chục tên thanh niên tài tuấn rối rít ứng chiến, nhưng bại ngã ở Hy Vô Ngân dưới chân. Lúc này Thiên Hy cổ tộc các trưởng lão mới ý thức tới Hy Vô Ngân đã xưa không bằng nay, hơn nữa có rất nhiều để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật tà môn thủ đoạn, cả người độc vật xuất thần nhập hóa. Sau đó Hy Vô Ngân liền được Thiên Hy cổ tộc lão tổ cho đòi gặp, không người biết bọn họ ở bên trong đã nói những gì. Hy Vô Ngân sau khi đi ra, Thiên Hy cổ đế truyền ra mệnh lệnh, bổ nhiệm Hy Vô Ngân là Thiên Hy cổ tộc đảm nhiệm mới thánh tử. Thiên Hy đảo ngoài vạn dặm một nơi bát ngát dãy núi, mây đen đầy vải, tiếng sấm đại tác, mưa như chút nước mưa to rơi xuống. Lóng lánh sấm sét ánh chiếu ra nguyên vùng dãy núi máu màu đỏ. Vô số oán khí phóng lên cao, tựa như muốn biến dạng cái này phiến thương khung, tố cáo bọn họ oán thù. Tràn đầy núi khắp nơi đều là khô đét thi thể. Rừng rậm bên ngoài mấy tên thân mặc áo bào trắng Thiên Hy cổ tộc tộc nhân sắc mặt khó khăn xem, bọn họ đứng được cách đầy khắp núi đồi thi thể xa xa, nhìn nhau tới giữa chố mắt nhìn nhau. Muốn nói cái gì vừa tựa hồ không dám mở miệng. Mấy chục tên Thiên Hy cổ tộc người đi theo một cái người đàn ông đồ đen phía sau. Vậy người đàn ông đồ đen mặt mũi âm tà, con mắt trái khi đến hàm vị trí có một đường thật dài vết sẹo lan tràn xuống, giống như là một cái nằm sấp ở trên mặt con rít, lộ vẻ được cực kỳ dữ tợn. Hắn chính là Thiên Hy cổ tộc mới nhậm chức thánh tử Hy Vô Ngân. Ha ha, mùi máu tươi thật đúng là tuyệt vời, các ngươi không tới nếm thử một chút không? Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng những cái kia Thiên Hy cổ tộc tộc nhân. Những tộc nhân kia nói là tới bảo vệ hắn chu toàn, nhưng là hiện tại cũng đứng rất xa, vô tình hay cố ý cùng hắn tách rời ra khoảng cách, ánh mắt bên trong có tất cả loại phức tạp tâm trạng. Mấy ngàn năm qua này, ta ở bên ngoài nếm hết liền đau khổ, lúc ngẫu nhiên lấy được kỳ ngộ, dựa vào chiếm đoạt máu tươi, tu luyện độc công còn sống, hơn nữa đột phá bách gia cảnh. Ta biết các ngươi không phục ta ngồi cái này thánh tử vị trí, nhưng là, trừ ta ra, các ngươi bên trong không người nào dám ngồi. Hy Vô Ngân tuét miệng cười một tiếng, khóe miệng cũng nứt ra đến hàm răng, lộ ra răng nanh nhọn. Những cái kia Thiên Hy cổ tộc tộc nhân là vừa giận lại sợ. Hy Vô Ngân mới vừa tấn thăng thánh tử thời điểm, có mấy thiên phú đứng sau Hy Huyền Thiên trẻ tuổi tuấn kiệt đều rất không phục, bọn họ cảm thấy Hy Vô Ngân thực lực mới chính là bách giả cảnh 6 tầng thiên mà thôi. Chưa đủ liền nói. Trong tộc chỉ là bách gia cảnh 6 tầng thiên tài đều có không thiếu. Hy Vô Ngân không làm tranh cãi, trực tiếp trên lôi đài gặp. Một gia chiến trường, sống trong nhung lụa gia tộc thiên tài cùng trải qua sinh tử người tàn nhẫn tới giữa, chênh lệch liền hiện ra. Hy Vô Ngân thủ đoạn tàn nhẫn âm hiểm thường thường làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng, nếu không phải là có giữ lại, tham dự khiêu chiến mấy tên gia tộc thanh niên cũng sẽ mất mạng tay hắn. Mấy tên thái thượng trưởng lão vậy nhìn thấu một điểm này, cuối cùng thầm chấp nhận Hy Vô Ngân thánh tử vị trí. Lúc ấy thì có rất nhiều người sách lên dị nghị biểu thị không phục, bọn họ cho rằng Hy Vô Ngân chỉ là bị Thiên Hy cổ tộc trục xuất phứt đi mà thôi, hôm nay lại lần nữa hồi tới đảm nhiệm thánh tử, há chẳng phải là phất mặt của bọn họ tử, nói ra để cho người chê cười. Buổi tối hôm đó, nói ra lời này hai người đệ tử trẻ tuổi độc phát bỏ mạng. Mấy ngày bên trong, Hy Vô Ngân lấy sấm rền gió cuốn thủ đoạn giải quyết tất cả không phục thanh âm. Mà Thiên Hy cổ tộc các trưởng lão vậy nhất trí cho rằng lập tức cục diện cần phải có một tên có quyết đoán thánh tử để duy trì. Trải qua mấy ngày nay, Thiên Hy cổ tộc nhân tài thấy được cái gì gọi là chân chính ác ma thủ đoạn. Hy Vô Ngân ngày thường tu luyện cần dựa vào nhiều máu tươi, cho nên dẫn người đi ra tàn sát hắc ám cấm hải các nơi địa phương. Tính được Hy Vô Ngân đã hút khô hơn 10.000 người máu tươi. Cực kỳ kinh khủng. Từng cái đừng cùng kẻ ngu như vậy nhìn ta, hôm nay trở về ta liền bế quan tu luyện, lần nữa xuất quan lúc đó, chính là Thiên Hy cổ tộc hướng La Sinh đảo báo thù ngày. Còn như luân hồi chi chủ, huyết mạch hắn, cũng thuộc về ta. Các ngươi nói,
đánh bại ta liền luân hồi chi chủ, hút khô máu hắn, trở thành mới luân hồi chi chủ, Nhâm Phi Phàm sẽ nghĩ như thế nào? Cái này nhất định rất có ý tứ. Ha ha ha. Hy Vô Ngân uy nghiêm cười một tiếng, để cho người nhìn không nhịn được lui về phía sau hai bước. Hy Vô Ngân tu luyện công pháp tên là Vạn Độc Thần Công, là hắn từ một nơi viễn cổ trong phế tích lấy được. Do chấn động võ tổ cái thời đại kia vạn độc lão nhân sáng chế. Mà trước một đời độc công chủ nhân là cả chư thiên vạn giới cũng tiếng xấu rõ ràng Lao Sơn Tán Nhân. Cái này Lao Sơn Tán Nhân không chuyện ác nào không làm, đặc biệt yêu thích sử dụng đồng nam đồng nữ. Thủ đoạn thảm tuyệt nhân hoàn. Bằng vào này công mạnh mẽ, Hy Vô Ngân làm quen một đám tà tu bằng hữu. Chính là ở nơi này chút tà đạo người trong dưới sự liên thủ, hắn lần nữa giết về liền Thiên Hy Đảo, dùng kinh thiên thủ đoạn độc chết một đám phản đối hắn trưởng lão, thành công lên chức. Khắc khắc, các ngươi không cần lo lắng vấn đề sinh tồn, ta đã hướng Hắc Ám Cấm Hải cái khác thế lực phát ra mời, ngày mai tấn công La Sinh Đảo. Hy Vô Ngân nói giống như là viên trái bom nặng ký đổ xuống, giật mình một phiến sóng gió kinh hoàng. Thiên Hy cổ tộc trong đó, có người xách lên nghi ngờ. Thánh tử, cái này dẫu sao là hai tộc cuộc chiến, không phải trò đùa. Người như vậy sẽ hay không đưa đến Thiên Hy cổ tộc xảy ra chuyện. Nghe được câu này, Hy Vô Ngân sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lạnh như băng. Những người đó ngay tức thì không dám lời nói. Trạng vạng, đường chân trời xa xa có từng chiếc kỳ được quái trạng ma thuyền hướng bên này lái tới. Người trong ma đạo, tà ác tu sĩ đều là hội tụ ở đầu thuyền. Chừng mấy ngàn đám người. Hắc Ám Cấm Hải bát ngát bao la, tin đồn có một nơi ác ma vùng biển, nơi đó tụ tập toàn bộ Hắc Ám Cấm Hải hung ác nhất sắc bén một đám tu sĩ, còn có vô tận cỏ độc cùng độc trùng, có thể cung cấp hắn sử dụng, chẳng lẽ? Thiên Hy cổ tộc trong đó có người lên tiếng, mơ hồ đoán được cái gì? Không sai, ta chính là đi đến nơi đó. Những người khác rối rít làm bộ dạng sợ hãi. Yên tâm, ta mang về đám này huynh đệ, không cầu tài bảo, không cầu võ đạo. Hy Vô Ngân uy nghiêm cười một tiếng, bọn họ chỉ cần mới mẻ máu thịt. Cùng lúc đó, La Sinh Đảo. Mấy trăm ngàn La Sinh tộc tộc nhân đang ở chỗ này tu luyện. Trải qua thời kỳ viễn cổ chiếm đoạt cự thú tập kích, La Sâm cổ tộc lão tổ Sâm La Thiên Quân chỉ còn lại một trái tim. Hôm nay vẫn là trái tim này, bảo vệ La Sinh Đảo an toàn. Sâm La Thiên Quân thật ra thì có chút lo lắng. Cho nên hắn đem bàn cờ này đặt tiền cuộc ở Nhâm Phi Phàm và Diệp Thần trên mình. Ngoài ra, vô số năm trước, La Sinh cổ tộc còn bị bách cuốn vào tranh bá thời đại hỗn loạn. Đó là một cái hung khí ngút trời, chém giết chiến loạn niên đại, chư thiên vạn giới cũng rơi vào tuyệt đối hắc ám, đếm lấy ức kế người làm mất mạng, máu nhuộm thanh thiên. Kiếm thần lão tổ luyện chế ra tám đại thiên kiếm, chống đỡ đại lộ quy tắc, không bị hủy diệt. Cứu vớt thái thượng thế giới cùng với chư thiên vạn giới mấy trăm triệu sinh linh. Sâm La Thiên Quân những năm này, mượn Hắc Ám Cấm Hải viễn cổ chiến trường tích lũy khổng lồ thi khí, dần dần bồi bổ tim, khôi phục thân xác. Vào giờ phút này, La Sinh Đảo phía trên, một mảnh hư vô tách ra. Hồng Kiều lần nữa hiện lên, nối thẳng tộc trưởng đại điện. La Lân Sinh nhanh tới gặp bản quân. Sâm La Thiên Quân cuồn cuộn thiên âm. Vang khắp phong cách cổ xưa đại điện, người ngoài lại cũng không văn. La Lân Sinh đang xử lý trên đảo công việc, đạt được lão tổ triệu hoán, trong lòng cả kinh, vội vàng đi. La Lân Sinh, La Sinh cổ tộc sắp gặp gỡ đại nạn, người tốc đem phổ thông tộc nhân chuyển tới cổ đảo chỗ sâu an trí, trong tộc chiến sĩ chuẩn bị nghênh chiến. La Lân Sinh chợt cảm thấy hoảng sợ, Sâm La Thiên Quân cũng không sẽ cùng hắn mở cái loại này nhàm chán đùa giỡn. Ngoại địch xâm lược là thật. Tuân lệnh, lão tổ. La Lân Sinh đạt được chỉ thị sau đó, đi tới La Hề trưởng lão chỗ ở chỗ. Sau đó cùng hắn cùng, gõ cung điện bên ngoài huyền minh cổ trung. Lần này hạo kiếp tới, toàn tộc né tránh. Yên tĩnh hư vô không gian bên trong, còn sót lại trước Sâm La Thiên Quân linh phách đổ sộ trái tim lớn, nhảy lên tốc độ tăng nhanh. Mắt thường không thể nhận ra biển vô tận chỗ sâu, ngập trời sóng cuốn vậy đang ngưng tụ thành hình. Lần này, ta cũng chỉ có thể làm những thứ này. Sâm La Thiên Quân tự lẩm bẩm. Hắn bây giờ tự thân khó bảo toàn, không có cơ hội xuất thủ cứu La Sinh cổ tộc. Có lẽ hết thảy chỉ có thể nhìn ý trời. Biển vô tận mặt biển, hai tộc đại chiến cuối cùng bùng nổ. Thiên Hy cổ tộc chiến sĩ đứng ở mũi thuyền,
kết thành đại trận, âm dương ngũ hành, thất tinh bát quái nổi lên, đan vào lẫn nhau qua lại. Vô số bạch quang chói mắt hội tụ thành trận, kết thành dày chứng chạc phòng vệ đại trận. Hai người trưởng lão trấn giữ trong kiếm ương, hơi thở dung hợp lẫn nhau. Đại trận đưa đến che chở tác dụng, bạch quang chói mắt dưới, hàng ngàn hàng vạn tà đạo nhân sĩ cười gằn vọt ra, phá vỡ La Sinh cổ tộc phòng ngự. La Sinh cổ tộc các chiến sĩ trang bị trọng giáp, bày trận mà đợi. Nhưng mà ở đầy trời khí độc cùng với thật nhỏ độc trùng xâm nhập dưới, trọng giáp ưu thế không còn gì vô tồn. Thậm chí huy động lợi kiếm lúc đó, đều có độc trướng quấn quanh, âm khí bức người. Không thiếu La Sinh cổ tộc chiến sĩ chết oan uổng, chết bất đắc kỳ tử bỏ mạng. Vô cùng vô tận khí độc giống như gió lớn, tàn phá kích động, khuấy được La Sinh đảo long trời lở đất, vô cùng là tàn khốc. La Sinh đảo bên ngoài, thiên ma thuyền lớn mũi thuyền. Hy Vô Ngân cất tiếng cười to. Không nghĩ tới ta Hy Vô Ngân bị ngoại lưu thả nhiều năm, trở về liền muốn thành lập phong công vĩ nghiệp. Từ nay về sau cái này vùng biển chính là ta thiên hạ, trước diệt La Sinh cổ tộc, sau đạp huyền chân cổ tộc. Thiên Hy cổ tộc nghiệp bá từ ta lên. Hắn tiếng cười cuồng vọng tự tin, âm tà khiếp người. Chẳng biết tại sao, cùng hắn chinh chiến Thiên Hy cổ tộc tộc nhân vậy bị điều động trong lòng khí sát phạt, nụ cười dần dần dữ tợn. Máu thịt tung tóe, kẻ địch chết thảm cảnh tượng rành rành trong mắt. Như vậy qua 4 tiếng, La Sinh đảo vòng ngoài toàn bộ thất thủ. La Sinh tộc các chiến sĩ lui thủ đến bên trong đảo, định coi giữ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng mà không làm nên chuyện gì. Hy Vô Ngân nắm giữ vạn độc thần công, có thể cung cấp liên tục không ngừng khí độc. Vạn độc thần công, mượn thế mà sống, độc tính cao nhất giới hạn. Rất nhiều tà đạo tà ma nhân sĩ tụ tập ở chỗ này, nghiễm nhiên thành vạn độc thần công thi triển thiên đường. Mấu chốt nhất là Hy Vô Ngân trong tay nắm một viên hạt châu màu đen. Vật này tên là vạn độc thiên châu. Viễn cổ năm tháng, chư thiên vạn giới ma tu, nườm nượp không ngừng, giết hại thế gian. Mà một vị kêu vạn độc lão nhân tồn tại lại là ma bên trong ma, cả người độc ma công đạt tới đỉnh cao, không có chút nào nhân tính, từng huyết đồ 80.000 dặm. Một vực không có một ngọn cỏ, hàng tỷ cái sinh mạng gặp thảm độc thủ. Hành động này cuối cùng chọc giận võ tổ, hắn vượt qua mấy chục cái hư không tinh vực, hạ xuống chư thiên, tìm được vạn độc lão nhân chỗ ẩn thân. Cuối cùng đánh một trận máu nhuộm tinh không, vạn độc lão nhân bị võ tổ một quyền đánh bể, đổ máu tinh không, hình thần câu diệt. May là võ tổ cũng không từng ngờ tới vạn độc vết máu mắc một khối đại thế giới, mấy tỷ cư dân bị buộc rời đi. Vậy phương ở toàn bộ vũ trụ cũng có thể gọi là thánh địa tu luyện đại thế giới, từ đây lâm vào là độc, chướng khí vạn năm không tiêu tan. Vạn độc lão nhân sau khi chết, hắn nơi biên soạn vạn độc thần công lưu lạc thế gian, tạo ra được một nhóm lại một phê tuyệt thế độc người, nguy hại thế gian an toàn. Vạn độc thần châu lại là hội tụ vạn độc tinh hoa, nếu như hoàn toàn phóng thích, hắc ám cấm hải đem thành địa ngục. Lấy Hy Vô Ngân thực lực, chỉ có thể thi triển vạn một trong hai. La Sinh cổ tộc phía trên bầu trời, mây đen ảm đạm, mặt trời gay gắt bị đen nhánh che giấu, thật giống như thượng cổ ma vân hạ xuống. Phách Lối cười âm hiểm tiếng, làm người ta sợ hãi không dứt. Hôm nay, ta liền muốn đạp các ngươi La Sinh cổ tộc thi thể, leo lên độc thần ngai vàng. Rất xa huyền chân đảo trên, bí mật bên trong động phủ. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở lạnh như băng giường đá trên, rơi vào trạng thái tu luyện. Khác một trạng thái hắn trên đầu trôi lơ lửng nguyện vọng thiên tinh, sau lưng hoàng tuyền đồ cuồn cuộn không ngừng. Tí thi tiên khí quấn quanh thể xác. Hắn nắm giữ toàn bộ thần thông cùng pháp thuật, đều là ở trong đầu cưỡi ngựa ngắm hoa. Tám bước phù đồ khí, hủy diệt đạo ấn, nắm giữ kiếm pháp, huyết nguyệt đồ thiên trảm, hồng mông đại tinh không, luân hồi thánh hồn thiên, thiên tiên cá chép sao, bát quái thiên đan thuật, lục đạo luân hồi pháp vân. Vân. Hắn nắm giữ thần thông từng cái ở trong đầu sắp xếp một lần. Đến gần đột phá bên bờ, hắn phải toàn lực thi triển tất cả thủ đoạn, đánh vào cảnh giới mới. Trừ cái này ra, binh tự quyết, trận tự quyết, đấu đế thiên kiếm trận, tai nạn kiếm trận, nắm giữ kiếm pháp đều ở đây hắn trong ý nghĩ toàn bộ diễn luyện. Trong truyền thuyết không không cảnh giới, tồn tại ở mờ ảo, đản sanh vu hỗn độn, là vô số võ giả cả đời theo đuổi trình độ cao nhất cảnh. Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu thuận tiện lấy này là mục tiêu. Trong đó lại là có hai lần bắt được không không huyền diệu. Như vậy tâm cảnh thấu triệt,
trước đó chưa từng có, không cách nào lấy ngôn ngữ kể lể. Thân Đỗ Uyển Nhi dành cho hắn phong cách cổ xưa chiếc nhẫn trên, ánh sáng đen lóng lánh, đột nhiên tinh quang sáng lạn, giống như liên thông vũ trụ và địa phủ cầu. Vậy đạo cầu diễn hóa ra ngút trời lực, cùng tinh thần thông suốt. Diệp Thần trong mắt tràn đầy cương nghị vẻ, cho dù lấy hắn lực một người, ở chư thiên ngôi sao dưới che giấu lộ vẻ được nhỏ bé như vậy. Có thể cũng không cách nào làm hao mòn hắn ý chí cùng mũi nhọn. Hắn con người trong đó bất ngờ hiện ra 9 tầng hào quang dị tượng. 9 tầng chỉ là bước đầu tiên. 100 tầng. 1000 tầng. Đếm lấy tính bằng 1000 quang vòng vững vàng khảm nạm, để cho Diệp Thần cả người lấp lánh rực rỡ, ngồi xếp bằng ở bên trong động phủ, nhưng thật giống như khai thiên ích địa bàn cổ cổ thần, hỗn độn đều ở dưới chân. Tương truyền trọng đồng người có 2 loại. Một loại trong mắt có 2 nơi con ngươi, uy vũ phi phàm, có trời xanh đế vương tướng, sẽ thành liền thiên thu nghiệp bá. Ngoài ra một loại chính là có thể hiển hóa ra quang vòng. Siêu thoát phàm nhân thế tục cảnh giới, tiến vào đại khí vận phạm vi. Cái gọi là 9 tầng quang vòng, chính là thiên quân dung mạo. Mấy 1000 tầng quang vòng, không người dám muốn này cùng người có tương lai sẽ đạt tới hạng cảnh giới. Diệp Thần từ phong cách cổ xưa trong chiếc nhẫn bắt vậy một đạo cơ duyên. Chính là mượn do cái này đạo cơ duyên, để hoàn thành sau cùng đột phá. Diệp Thần yên lặng cảm ngộ, thời gian chạy mất. Thời gian, La Sinh đảo chuyện, Huyền Chân lão tổ muốn đi tìm một chút Diệp Thần thương nghị chuyện này. Cuối cùng nhưng ngại vì Diệp Thần đột phá, tạm thời buông tha. Thoáng một cái lại qua mấy ngày. Yên lặng không tiếng động nơi bế quan. Bỗng nhiên bộc phát một đạo kim quang sáng chói. Kim quang kia như vậy chói mắt, thậm chí còn Huyền Chân đảo địa mạch vậy sinh ra đồng tình, rung động dao động, chung quanh mấy trăm dặm vùng biển sóng nước sôi trào. Huyền Chân lão tổ cùng một đám thái thượng trưởng lão nhận ra được dị tượng, từ trong cung điện đi ra. Tiếp theo liền thấy vô cùng vĩ đại cảnh tượng. Chỉ gặp động phủ phía trên, 3 cây kiếm bay lên trời, chính là Diệp Thần trong cơ thể Long Uyên Thiên Kiếm. Hoang Ma Thiên Kiếm cùng Tai Nạn Thiên Kiếm. 3 cây kiếm tựa như lấy được vô hình chỉ dẫn, thần thánh ánh sáng bung ra, mỗi người thi triển thần chiêu, kết thành từng đạo trận văn. Vô cùng minh mông Thiên Kiếm đại trận, bất ngờ thành hình, dường như muốn đâm rách hư không, nối thẳng thương khung. Đại trận hạch tâm, tâm trận trung ương, biển máu sen trời, minh mông xa xưa hơi thở truyền khắp khắp nơi. Một đạo phong cách cổ xưa minh mông bóng người bị màu máu bao trùm. Từ từ mở 2 mắt ra. Toàn thân miếng vảy đi theo hiện ra. Huyết long gầm thét. Kiếm trận nổ tung, mãi mãi bất diệt kiếm quang, ở luân hồi bên bờ hỗn loạn, tràn đầy ác liệt khí sát phạt. Cái này đạo huyết long đại trận, sáp nhập vào luân hồi huyết mạch tinh hoa. Võ hư trong không gian, Diệp Thần hồn phách đang không ngừng lớn mạnh. 99 đạo gông xiềng, cùng kêu lên ông minh, tựa như đang nghênh tiếp cái này thế gian vô địch bá chủ. Tất cả loại pháp bảo, thần thông ánh sáng vậy toàn bộ dung nhập vào kiếm trận trong đó, 3 cây kiếm hối tụ thành ánh sáng, thông thiên triệt địa, chém hết tất cả. Một kiếm này đưa tới đại đạo khiếp sợ, phép tắc nổ ầm, khí vận đưa mắt nhìn. Chưa từng có ai, vậy rất khó có người sau tới. Trước khoảng thời gian Diệp Thần hiểu trận tự quyết, sử dụng 3 cây thiên kiếm, bày thành công đại trận. Hôm nay hắn đem cả người pháp bảo thần thông toàn bộ dung vào trong trận. Sẽ có loại gì hiệu quả, hắn trong lòng cũng là không biết. Bất quá lúc này xem ra, hiển hóa ra kinh thiên dị tượng kiếm trận, nhất định phải trở thành lóng lánh chư thiên cao nhất thần trận. Kim quang kiếm mang cuồn cuộn không ngừng, tuyệt không phải Huyền Chân đảo đầy đất cảm nhận được. Hắc ám cấm hải, cái khác bên trong thế lực cỡ lớn tông chủ, thái thượng trưởng lão, lão tổ cấp nhân vật rối rít ngẩng đầu, thần sắc ngạc nhiên khiếp sợ. Địa tâm vực, thiên cung chi địa. Cổ thành thành chủ, đại thế lực đầu mục cũng theo đó chấn động. Dẫn động thiên đạo đột phá, tự nhiên truyền tới thái thượng thế giới. Vạn khư thần điện tiếp thu thiên địa dị tượng, đổi được hoảng loạn không thôi, mời ra Vũ Hoàng Cổ Đế tới hội. Vũ Hoàng Cổ Đế nơi nào không biết Diệp Thần thực lực lại tiến vào tầng thứ mới. Hắn thần sắc âm trầm, ánh mắt lạnh như băng. Tăng nhanh cửu đỉnh đại trận tu sửa tốc độ. Lưu lại một câu nói. Vũ Hoàng Cổ Đế lại lần nữa bế quan. Hắc ám cấm hải chỗ sâu, cựu Nhật Minh. Ma Tổ Vô Thiên ngồi ở hắc ám ngai vàng nghỉ ngơi. Bỗng nhiên lúc này, hắn cảm ứng được làm người sợ hãi khí thế. Là Diệp Thần.
Ma Tổ Vô Thiên im lặng không nói. Được, như vậy thứ nhất ta đối thủ lại thêm một cái. Ma Tổ Vô Thiên cũng không tức giận. Đến hắn cái này một cảnh giới, vui giận bất hình vô sắc. Lại có ai có thể chân chánh hiểu thấu đáo hắn ý tưởng đâu. Trừ cái này hai nơi chí cao vô thượng tình cảnh ra, nguyện vọng thần giáo, 10 đại thiên quân gia tộc cũng cảm nhận được liền thiên địa rúng động, vạn vật rực rỡ khí thế. Xem ra, cái này chư thiên vạn giới là càng ngày càng thú vị. Diệp thần, hy vọng ngươi cuối cùng chớ có để cho ta thất vọng mới được. Thái thượng thiên nữ Linh Chỉ tắm, nàng tay trắng xe nhẹ dậy một phiến linh hoa cánh hoa, nước chảy tung người. Hư không cấm địa một chỗ ngồi khu vực. Ngồi xếp bằng tại cụ tượng hóa cự kình thần thụ phía trên Nhâm Phi Phàm hai lỗ tai rung động, khóe miệng không tự chủ toát ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Xem ra bàn cờ này, đã bắt đầu tiến vào mấu chốt khâu. Kiếm trận dị tượng sau khi biến mất, nơi bế quan trở về bình tĩnh. Huyền Chân lão tổ ngờ tới Diệp thần đột phá đã kết thúc, vội vàng tiến lên. Không lâu lắm, Diệp thần từ trong động phủ đi ra, long hành hổ bộ, đôi mắt lấp lánh. Trong mắt như có ngũ hành vận chuyển, tinh thần treo, 9 tầng trời âm dương đều là hiện trong đó. Chúc mừng luân hồi chi chủ bước vào quá chân cảnh. Huyền Chân lão tổ nụ cười rồi rào, chắp tay nói. Diệp thần cũng là tâm tình thật tốt, tha hàn thở dài một phen. Trước đây võ hư cảnh tồn tại, huyền diệu không thể ngửi nổi, đặt mình vào trong đó, thiên nhân hợp nhất, cảm ngộ phi phàm. Diệp thần nơi dung nhập vào võ giả thần thông pháp bảo. Cùng với rất nhiều thiên kiếm, cũng so với trước đó tăng lên một cái nấc thang. Nhập võ hư trước, thần thông có thể phá hủy tinh vực, bổ ra hắc ám huyền hải. Nhập võ hư sau đó, thần thông đản sanh vu hỗn độn, thi triển tại thiên địa, hủy diệt tại vũ trụ. Như vậy diệu dụng, có thể nói lột xác làm tiên nhà thần khí. Mà bước vào quá thật sau đó, tựa như lại hoàn toàn lột xác. Huyền Chân lão tổ vậy kinh ngạc vạn phần. Trước mặt hắn Diệp thần gần ngay trước mắt, tựa hồ lại xa cuối chân trời. Tinh thần linh nghiệm lại tăng lên một cái nấc thang. Trầm tư hồi lâu, Huyền Chân lão tổ nói như vậy, luân hồi chi chủ, sợ rằng La Sinh cổ tộc cần ngươi trợ giúp. Huyền Chân lão tổ đem ngoại giới sự tình phát sinh từng cái nói tới. Thiên Hy cổ tộc nghênh đón mới thánh tử, cấu kết ma đạo, mưu toan chiếm lĩnh La Sinh đảo. Đại chiến đã bùng nổ mấy ngày. Huyền Chân lão tổ phái người đi trước cha xem. Từ tình báo tới xem, La Sinh cổ tộc tình huống không quá lạc quan. Ở chỗ này thời gian, La Sinh cổ tộc còn phái người tới Huyền Chân đảo, tìm kiếm Nhâm Phi Phàm trợ giúp. Có thể Nhâm Phi Phàm đã sớm rời đi nơi đây, không biết tung tích, vô lượng cấp cường giả hành tích nào có như vậy dễ dàng thăm dò đến. Căn cứ Huyền Chân lão tổ mà nói, La Sinh cổ tộc cùng Thiên Hy cổ tộc hai đại thế lực cao tầng kềm chế lẫn nhau. Chỉ còn lại bách ra cảnh võ giả chém giết. La Sinh cổ tộc cũng không kinh tài diễm diễm hạng người, trước kia một mực bị Hy Huyền Thiên đè. Hiện tại lại tới cái độc pháp siêu nhiên Hy Vô Ngân, giống vậy không có phần thắng chút nào. Huyền Chân lão tổ cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp nói, La Sinh cổ tộc đem hy vọng gửi nhờ tại trên mình ngươi, tới hướng ngươi nhờ giúp đỡ, đi chém chết vậy Hy Vô Ngân. Diệp thần gật đầu, bày tỏ như vậy. Hắn ánh mắt nhìn về phía Huyền Chân đảo xa xa, nơi đó, chính là chiến tranh bùng nổ địa phương. Nếu có Nhâm tiền bối tin tức, lập tức thông báo ta. Diệp thần nói xong, nhanh chóng đi La Sinh đảo chiến trường. La Sinh đảo vốn là ở vào sương mù trong đó, một phiến bí ẩn bí cảnh, làm Diệp thần biến dạng hư không đuổi đến chỗ này, đã thay đổi thiên. Đầy trời khí độc trướng khí trôi lơ lửng ở trên bầu trời, đem cả tòa hòn đảo bao vây. Còn quấn tà ác âm lãnh hơi thở. Diệp thần do nhớ lần trước đi ra, nơi này giống như nhân gian tiên cảnh. Ngắn ngủi ngày giờ liền biến hình dáng. Lòng hắn bên trong động một cái, bước vào cái này phiến chướng khí vây quanh địa vực, ánh mắt xa đạt tới trăm dặm, đến mức, bách thảo khô héo, rừng cây sụp đổ, càng có vô số dã thú, linh dược khô héo mà chết, thi thể phân bố mặt đất. Diệp thần bước vào không bao lâu, vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung chướng khí. Tựa như thông linh tính, hóa thành một cái miệng khổng lồ hướng hắn cắn nuốt. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, thúc dục trong cơ thể vạn độc thần mạch. Thần mạch lực lượng vọt tới lòng bàn tay, hóa thành một tầng thật cao màn trời, ngăn che ở Diệp thần trước mặt. Diệp thần vô cùng ít vận dụng vạn độc thần mạch, bởi vì này loại thần mạch lực lượng bằng bạc, lại ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn,
nếu như không khống chế xong, độc tố lan tràn, rất có thể hủy diệt một khối thế giới nhỏ. Hôm nay hắn gặp được cái này đầy trời khí độc, liền dự định lấy độc công độc. Hai loại kịch độc gặp nhau, không có nửa điểm tình cảm có thể lưu, bắt đầu điên cuồng chém giết. Vạn độc thần mạch giống như một đầu vô cùng phong phú linh tính cự thú, đến hiện trường thay đổi phương thức tấn công, thể tích bành trướng mấy chục lần, rất miễn cưỡng nuốt lấy trận kia khí độc. Sau đó vạn độc thần mạch tại tiền phương mở đường, những cái kia trướng khí tựa hồ đối với có sợ hãi, rối rít tránh, Diệp Thần như vào chỗ không người. Hắn rốt cuộc lên đảo, đảo bên than xà nằm rất nhiều cổ thi thể, có người mặc áo dài trắng la sinh tộc nhân, còn có áo quần lố lăng người trong ma đạo. Vô số độc trùng chiếm cứ ở những thi thể này trên mình, lại có thể biến đổi màu sắc. Cùng Diệp Thần đến lúc tới, từ đây tứ tán cạn sạch, chỉ để lại trên trăm cái trống rỗng động khô lâu. Diệp Thần sử dụng tai nạn thiên kiếm, quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng giết ra. Tai khí cuồn cuộn, cuộn sạch mở ra, không chút lưu tình đem những côn trùng kia nghiền là bột. Đối với những thứ này hút máu người thịt kinh tởm đồ, Diệp Thần không có nửa điểm nương tay. Nơi này chiến đấu tựa hồ vậy đưa tới người khác chú ý, cách đó không xa trên ngọn núi, hơn đạo thân ảnh tiếp liền hiện lên, những cái kia đều là tấn công La Sinh Đảo kẻ ác tà ma. La Sinh Đảo một tên trưởng lão dẫn người cùng bọn họ đối lập, thấy Diệp Thần bóng người, không khỏi mừng rỡ khôn kể xiết. Luân hồi chi chủ, chúng ta ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng, nhớ trước bảo đảm tự thân an toàn, những thứ này tà ma ngoại đạo thủ đoạn khó lòng phòng bị. Mấu chốt nhất là bầu trời viên kia độc hạt châu, là nơi có độc khí nguồn. Người trưởng lão kia lớn tiếng nhắc nhở Diệp Thần. Diệp Thần lúc này mới ngẩng đầu lên, hết tầm mắt trông về phía xa, luân hồi lực lượng ở trong mắt phun trào, xuyên thủng tầng tầng khói độc. Hắn gặp được một viên hạt châu màu đen, trôi lơ lửng ở giữa không trung, đạt tới thần bí thâm thúy, thả ra liên tục không ngừng khí độc. Hạt châu này nhất định lai lịch phi phàm. Diệp Thần một mắt kết luận hạt châu tính chất. Còn chưa cùng hắn đi trước cha xem, đám người đối diện trong đó, một đạo tiếng cười điên cuồng bất ngờ vang lên. Luân hồi chi chủ, ta có thể trông được ngươi. Diệp Thần ánh mắt híp lại, ngọn núi đối diện trên có một nam tử đang mặt đầy thâm độc nhìn hắn, trên mặt đao sẹo phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Hắn chắc là Huyền Chân lão tổ nói Thiên Hy cổ tộc mới nhậm chức thánh tử. Luân hồi chi chủ, nghe người đánh bại Hy Huyền Thiên, quát lui Thiên Hy cổ tộc, hôm nay ta đây muốn xem ngươi có hay không phá vỡ cái này độc trận biện pháp. Ta có thể trước cùng ngươi nói xong rồi, 4 tiếng bên trong không cách nào phá vỡ, vậy toàn bộ La Sinh đảo cũng sẽ rơi vào hoàn toàn hắc ám. Hy Vô Ngân giọng cuồng ngông, cực kỳ phách lối, sau khi nói xong hắn liền rút người ra lui về phía sau, khói độc lần nữa tràn ngập. U ám âm lãnh hơi thở từ trên trời hạ xuống, Diệp Thần tâm niệm vừa động, thuấn di nửa dặm. Khổng lồ khí độc cũi bao phủ hắn mới vừa vị trí đứng. Cái này khí độc cũi do hắc vụ huyễn hóa thành, mỗi một tia hắc vụ đều tựa như từ trong địa ngục rút ra, u ám cực kỳ. Đổi thành thân xác thực lực hơi yếu người, ở u ám hắc phủ xuống trong nháy mắt, chỉ sợ cũng đã bị khí độc mặc thể, thân tiêu đạo vẫn. Diệp Thần bàn tay vung lên, thả ra thiên tiên cá chép sao, từng cái tản ra thuần khiết tia sáng thiên tiên cá chép xông ra, xua tan chung quanh độc vật. Nhìn không rõ lắm sương mù trong đó, dòng nước ngầm phun trào, phảng phất có chỉ ánh mắt tàn bạo đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hừ, tự tìm cái chết. Diệp Thần một bước bước ra, Long Uyên Thiên kiếm phát ra thanh khiếu long ngâm, bay lên ra, Bài Sơn đảo hải kiếm khí đi về trước nghiền ép. Khí độc vờn quanh hơn một giây, người chết cũng chỉ càng nhiều. Diệp Thần nắm chặt Long Uyên thiên kiếm nơi tay, sau lưng cự long hư ảnh chiếm cứ. Thiên thiên vạn vạn đao kiếm hư ảnh từng tầng một bầy, lộng lẫy phi phàm, vô cùng vĩ đại. Thuộc về duy nhất luân hồi chi chủ khí thế, vào thời khắc này rung động mở hết. Đối diện trên ngọn núi, độc vật bảo vệ trận tà đạo người trong có chút kinh ngạc. Rất nhanh, bọn họ sắc mặt cuồng biến. Bởi vì Diệp Thần cũng không phải là ước chừng dùng hết kiếm pháp. Phạm Thiên Thần Công, trận tự quyết. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, trong tay sấm sét cuồn cuộn. Càng ngày càng khỏe hào phóng, hắn cách hư không đẩy về phía trước, nhất thời vô cùng đáng sợ chiếm đoạt lực lượng bộc phát ra. Theo hắc động sụp đổ, xa xa hiện ra giống nhau đồ sộ vòng xoáy lớn. Trận tự quyết, bao la vạn vật. Lỗ xoáy đen phơi bày ra cực kỳ thâm thúy màu sắc, mang viễn cổ bao la hơi thở,
hào hùng kiếm khí từ hắc động xông ra, tựa như sóng thần sôi trào, đánh tà đạo người trong trở tay không kịp. Biến dạng hư không trong hắc động, kiếm khí ngang dọc, ước chừng ngay lập tức tới giữa, đối diện trên ngọn núi tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đều là bị cuồng bạo kiếm khí biến dạng thân thể, hình thần câu diệt. Không ít người bắt đầu đi bên trong đảo chạy trốn, định tránh thoát kiếm khí bao vây. Nhưng mà như cũng bị xé thành mảnh vỡ. Máu tanh lan tràn, khí độc khắp cả người tà đạo người trong, liền trước trên mình cổ trùng, binh khí toàn bộ bể tan tành. Mấy ngàn tên tà đạo tu sĩ thời gian đảo mắt liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Chạy mau à! Có người hô to. Đối diện trên ngọn núi La Sinh cổ tộc chiến sĩ chính là hoàn toàn rung động, bọn họ chưa bao giờ gặp qua máu tanh như vậy bạo lực ngược sát thủ đoạn. Những người đó cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy tà đạo tu sĩ. Bình thường làm hại bốn phương, không người dám ngăn cản. Lại như vậy bị Diệp Thần cho một kiếm đánh giết. Diệp Thần thu hồi Long Uyên Thiên Kiếm, giơ tay lên nhẹ nhàng lau một cái, hư không hắc động biến mất không gặp. Một số ít tà đạo người trong kêu thảm chạy về bên trong đảo, là Diệp Thần cố ý làm. Hắn muốn cho tin tức lan rộng ra ngoài, chế tạo khủng hoảng. La Sinh cổ tộc mấy tên trưởng lão trước tiên người tới, vô cùng kính sợ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cũng không có ý thu tay, hắn cuộc đời này hận nhất chính là những cái kia sử dụng tà ma ngoại đạo, độc ám pháp môn tu sĩ. Ngẩng đầu ngắm nhìn chân trời hắc phụ chỗ sâu viên kia vạn độc thiên châu. Diệp Thần đem trận tự quyết thúc dục đến mức tận cùng, một cái lại một cái hư không vòng xoáy phô triển ra, giống như hoa sen nở rộ, u tịch mất đi. Đầy khắp núi đồi tà đạo tu sĩ thịt vụn máu tươi bị trận chữ tiết hút dậy tụ lại, phía trên bầu trời không ngừng đè ép lôi kéo, cuối cùng dung hợp thành một phiến màn trời màu máu. Thiên mạc chóp đỉnh, là từng hạt tròn tràn đầy kinh hoàng, hối hận cùng với cầu xin tha thứ đầu lâu. Treo thật cao ở trên trời màu máu bình phong che chở. Ở hư không hắc động xua tan bộ phận khí độc sau đó, hoàn chỉnh hiện ra ở La Sinh đảo bầu trời. Đậm đà mùi máu tanh bay tản ra tới, căn bản không cách nào ngăn cản. La Sinh đảo các nơi có người chạy trốn, có người đuổi giết, nhưng là lúc này cũng không hẹn mà cùng dừng bước. Hắc phụ xua tan quang minh hiện ra, nhưng là tiếp theo mà đến nhưng lại như là cùng ngày tận thế vậy màu máu cảnh tượng. La Sinh cổ tộc các chiến sĩ ngây ngẩn. Tà đạo người trong chính là ra đầu tê dại. Những cái kia treo ở giữa không trung đầu lâu, không phải là cùng bọn họ cùng tới đốt giết cướp bóc ma tu sao? Vì sao hiện tại đầu lìa khỏi xác, thê thảm không nỡ nhìn? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? U ám rừng rậm chỗ sâu, Hy Vô Ngân dừng bước lại, miệng to thở hổn hển. Hắn quay đầu nhìn về vậy mảnh màu máu đại dương, trong mắt như cũ tràn đầy vẻ kinh hãi. Mới vừa thả ra lời độc ác sau đó, hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ bó tay chịu trói. Cho dù đối phương động thủ, hắn cũng có lòng tin lợi dụng vạn độc thiên châu khói độc ngăn lại đối phương. Có thể sự thật thường thường chuyện cùng mong muốn. Nếu không phải hắn vận dụng ngàn dặm ẩn trốn ma vân, lúc này chỉ sợ cũng biến thành một bãi máu đen. Cái này luân hồi chi chủ thực lực quá khủng bố, xem ra chỉ có thể dùng trí, không thể chống cự. Chờ ta vạn độc thiên châu ngưng luyện thành hình. Những người có kiếm pháp gì đều không cách nào ngăn trở. Hy Vô Ngân cắn răng một cái, lại lần nữa trốn vào trong bóng tối. Hắn cổ động thiên hy cổ tộc tấn công La Sinh đảo, mang đến một đám tà ma quỷ đạo, cũng không chỉ là vì chủng tộc chiến tranh. Trọng yếu hơn chính là vậy vạn độc thiên châu hút lấy linh vật. Chỉ có đầy đủ chất dinh dưỡng, mới có thể làm cho vạn độc thiên châu rèn luyện thành hình. Đợi hắn hấp thu độc châu. Bách ra cảnh trong khoảng đêm không địch thủ. Cùng lúc đó, chiến trường bên trong. Luân hồi chi chủ, lại là ngươi. Ác đấu chiến trường trong đó, một đạo kinh hãi tiếng vang lên. Đó là thiên hy cổ tộc một tên trưởng lão, hắn thấy như vậy cảnh tượng, tại chỗ khiếp sợ. Máu này lưu ngàn dặm khủng bố hình ảnh, làm mỗi cái nhân tâm đầu rung động. Duy chỉ có ở chân trời màn trời màu máu hơi run run, bỏ ra liền mưa máu. Rơi vào thời khắc này yên tĩnh La Sinh đảo trên. La Lân Sinh dẫn quân liều chết chống cự thiên hy cổ tộc, tuyết mưa bay xuống đến hắn trên khôi giáp, hắn cũng không từng lau chùi phân nửa. Chỉ là âm thầm nắm chặt quả đấm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tại thiên quân cấp cường giả đều không cách nào ra tay can dự, hai bên rơi vào vi diệu thăng bằng dưới trạng thái, luân hồi chi chủ đến, có lẽ có thể ảnh hưởng nguyên cuộc chiến tranh thế đi. Hai đại cổ tộc bên trong.
vậy người có kiến thức rộng, nhận ra Diệp Thần sử dụng trận tự quyết. Bọn họ không phải kinh ngạc tại Diệp Thần là từ nơi nào học được, mà là xúc động người này thiên phú. Chín tầng trời thần thuật là thế gian tuyệt cao vô thượng tuyệt học, đối người tu luyện yêu cầu cực cao. Phổ thông người căn bản không cách nào dòm ngó kỳ môn kính. Diệp Thần người mang luân hồi huyết mạch, tay cầm ba đại thiên kiếm. Này cùng chiến lực, vô luận là ai cùng là địch, đều đưa cả đêm sợ hãi. Diệp Thần không cùng bọn họ nói nhảm dự định. Trận tự quyết hấp thu mùi máu tanh, liền hắn tâm cảnh vậy được sát phạt ảnh hưởng. Bớt nói nhảm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nắm tay thành quyền, hư không hắc động đem nắm đấm của hắn vô hạn phóng đại, giống như cự phong hạ xuống. Một quyền này hàm chứa phá hoại thiên lý huyền diệu quy luật, ở huyết tinh khí tính ra chỉ xuống, uy lực bạo tăng, đủ để nghiền hết thảy. Vậy tu vi đã chăn tới bách gia cảnh 7 tầng thiên thiên hy trưởng lão lập tức cả kinh, con người có giúp lại, Diệp Thần quả đấm ở hắn trong mắt cấp tốc phóng đại. Thiên hy thần kiếm, thủ thành. Người trưởng lão kia ra đầu tê dại, vội vàng triệu hoán thiên hy thần kiếm, hư ảo bóng sáng hội tụ ở trước mặt hắn, xây dựng dậy một đạo hùng hậu rõ ràng kiếm vách đá. Thiên hy thần kiếm là thiên hy cổ tộc tuyệt học chiêu thức một trong, một thanh kiếm có thể phân kỳ hình, chỉ cần thiên hy đảo chưa từng biến mất, là được dành cho thiên hy tộc nhân liên tục không ngừng kiếm đạo lực lượng. Thần kiếm phòng ngự chống đỡ tới, trưởng lão kia trong lòng an thần rất nhiều. Đồng thời trong lòng lập ra phản kích kế hoạch. Cùng luân hồi chi chủ thần quyền biến mất, hắn liền ngự kiếm lên, đem đáng chết kia luân hồi chi chủ thân thể thọt xuyên. Năm lần bảy lượt xấu xa hắn thiên hy nhất tộc chuyện tốt, người này đem giết. Nhưng ngay khi hắn phân thần lúc đó, trước mắt thần kiếm phòng ngự, lại có thể nứt ra một cái khe hở. Cái gì? Trưởng lão kia không biết hắn bởi vì, chỉ cảm thấy được trong lòng nguy cơ đại thịnh, ngự vô cùng tức giận tốc lui về phía sau. Diệp Thần thân hình xuất hiện ở kẽ hở ra. Kẽ hở phát triển ở một chớp mắt kia, hắn qua lại tới, thân hình như điện. Kiếm trong tay hư ảnh trùng trùng, cuối cùng quy về một chút. Nhìn như chậm chạp, thực thì thuẫn không mà đi. Long Uyên thiên kiếm xuyên qua trưởng lão kia thân thể, xem thọt phá một tờ giấy trắng. Trưởng lão kia há hốc mồm cứng lưỡi, trợn mắt hốc mồm, còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bằng cái loại này phòng ngự liền muốn ngăn ta lại, nói vớ vẩn. Diệp Thần lắc đầu một cái. Hắn sớm hơn trước khi đột phá, sớm đã khai mở thiên nhãn. Hư hư thật thật giả giả tìm tòi liền biết. Vậy thần kiếm phòng ngự nhìn như không gì phá nổi, trên thực tế chỉ là khí cơ ngưng tụ. Tìm được phá điểm, chạm một cái liền bùng nổ, là được chạm phá. Cực kỳ kinh người màu máu ánh sáng, ở Diệp Thần lòng bàn tay trong đó hiện lên, hắn một trưởng vỗ vào Long Uyên thiên kiếm trên chuôi kiếm, màu máu theo thiên kiếm lan tràn, ra đời đáng sợ khí tức hủy diệt. Vừa chuyển thân kiếm, trưởng lão kia thân thể nhất thời nghiền. Hình thần câu diệt, lại không sống lại có thể. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần một trưởng này lực lượng khủng bố, cho dù là vực ngoại tinh thần, cũng sẽ bị hắn một trưởng đập bể. Cố nhiên không có dùng đại thiên trọng lâu trưởng, nhưng cũng có một phần chia thần vận. Người chung quanh rối rít xung động, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới mới ngắn ngủi ngày giờ, Diệp Thần lại sẽ thành được như vậy lợi hại. Trưởng lão kia nhưng mà tránh tông bách ra cảnh 7 tầng thiên. Mặc dù mới vừa đột phá không bao lâu, đại chiến bên trong vậy bị mấy phần tổn thương, nhưng bàn về kinh nghiệm cùng lắng đọng, hơn xa trước một đời thánh tử Hy Huyền Thiên. Có thể như cũng bị Diệp Thần vô tình chém chết. Đoạn thời gian này tới nay, Diệp Thần cảnh giới tu vi rốt cuộc là đạt tới kia loại trình độ kinh khủng. Phải biết ban đầu Thiên Hy đảo đại chiến, hắn nhưng mà hao phí không thiếu khí lực mới đánh bại Hy Huyền Thiên. Hôm nay như lại lần nữa đối với Hy Huyền Thiên. Sợ rằng hai chiêu là được. Diệp Thần rút ra thiên kiếm, ngắm nhìn bốn phía, không một người dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cho dù trưởng lão kia chết sảm tạp không giảm bị thương cũng hoặc là khinh địch nhân tố, có thể Diệp Thần nhưng là thứ thiệt chém chết. Làm sao, còn có ai muốn thử một chút sao? Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, không nhiều lời nữa, nhắc tới Long Uyên thiên kiếm tiến vào trong chiến trường. Đến mức, vô luận là thiên hy cổ tộc, vẫn là tà ma người trong. Đều bị một kiếm chém tới. Khủng bố uy thế, vạn người sợ hãi. Diệp Thần thiên kiếm khí tức phong tỏa hai người tà ma yêu đạo thủ lãnh. Vậy hai người yêu ma tự biết không địch lại, nhanh chóng chạy trốn, lại bỏ bộ hạ đi, lặn xuống nước, ý đồ chạy trốn.
Bọn họ lấy là Diệp Thần sẽ lúc này dừng bước, có thể ai có thể nghĩ Diệp Thần tay cầm thiên kiếm, tiến vào đáy biển. Ba đại cổ tộc chỗ ở vùng biển, vô cùng là rộng lớn, chạy thuyền bè mấy tháng nửa năm cũng không có thể tới bờ. Huống chi cái này đáy biển thế giới rãnh ngang dọc, hải thú bò lổm ngổm, không biết cất giấu nhiều ít không biết nguy hiểm. Màu xanh đen vùng biển, cất giấu như nước vậy vậy nhộn nhạo không gian quy luật. Hai người tà ma thủ lãnh chính là muốn mượn này không gian quy luật chạy tới những địa phương khác, tạm lánh Diệp Thần mũi nhọn. Diệp Thần nhanh chóng cư thượng, hai người sử dụng mật pháp tăng nhanh chạy trốn. Ngay chớp mắt đã trăm dặm xa. Trên mặt biển nhấc lên mấy trăm trượng cao sóng biển, giống như là lôi bão tố tới. Diệp Thần đuổi kịp hai người tức gần chém giết, nhanh chóng đi tới trước, để cho nguyên cái hải vực vị trí sôi trào, giống như lòng đất núi lửa tập thể bùng nổ. Vô số nước biển đổi được nóng bỏng không dứt, hóa thành ngút trời nước lũ, chạy thẳng tới chân trời, thanh thế cuồn cuộn. Diệp Thần đang cực nhanh truy đuổi, bỗng nhiên lúc này phía trước hai người tà ma ngừng lại. Bọn họ xoay người lại nhìn Diệp Thần, mang trên mặt quỷ dị mỉm cười. Có cổ quái. Diệp Thần lúc này lấy tay cầm kiếm, bổ ra ngàn dặm sóng biếc. Ở đó biển sâu, có đối với to lớn con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần còn chưa tới kịp tỉ mỉ thấy rõ ràng, khổng lồ như đáy biển núi lửa bóng người hắc quang phun trào, hướng hắn xông lên đụng tới. Trong thoáng chốc sát ý nghiêm nghị, nguyên cái hải vực kịch liệt sôi trào, vô số sóng biển ngưng tụ thành thực chất tính lợi kiếm, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần nghiền đè xuống. Vậy bóng đen khổng lồ lại còn sẽ khống chế nước. Diệp Thần lập định sau đó, không chút kinh hoàng. Hắn đã đoán được, cái này bóng đen to lớn hẳn là tà tu ma đạo lưu lại hậu thủ. Trước đây một mực che giấu ở đáy biển, hoặc là vì rút lui, hay hoặc giả là đặc biệt vì săn giết những cường giả khác mà chuẩn bị. Luân hồi chi chủ thì như thế nào? Vào cái này phiến biển, người cũng đừng nghĩ lại chạy đi. Biển sâu thương long nuốt người sau đó, là được lợi dụng luân hồi huyết mạch tiến hóa thành rồng tộc, đến lúc đó tiêu diệt La Sinh đảo không chả là dễ như trở bàn tay. Trong đó một tên ma đạo thủ lãnh vui vẻ cười to, vô cùng là cuồng ngông. Vậy La Sinh đảo lên cô nương nhưng mà sinh được tế bị nộn nhục. Chúng ta hàng năm lưu lại ở Hải Ma, đã sớm chán ghét ám vô thiên ngày sinh hoạt, lúc này nên đổi địa phương. Cái này hai người ma đạo thủ lãnh hai mắt nhìn nhau một cái, hướng bên cạnh di động. Diệp Thần có thể rõ ràng nhìn ra, bọn họ là đang bố trí ma trận, vì chính là cầm mình khóa chết ở chỗ này, cùng biển sâu thương long quyết tử chiến một trận. Biển sâu thương long lại lần nữa bùng nổ vô tận mênh mông lực lượng. Này long vốn là ba đại cổ tộc vòng quanh biển vô tận đáy biển một đầu phổ thông hải thú. Biển vô tận coi như là hắc ám cấm hải bên trong đặc biệt nhất tồn tại. Viễn cổ trong thời kỳ, chân long chết, thi thể phá vỡ hư không, rơi đến cái này biển vô tận để trong đó. Đầu này hải thú xài vạn năm thời gian, đem mình bản thể chiết cây đến vậy cái long cốt trên. Nhảy một cái thành cái này trong biển bá chủ. Ngày thường mơ ước La Sinh đảo, chiếm đoạt quá nhiều tên La Sinh đảo tộc nhân. Nhưng chỉ cần La Sinh đảo thái thượng trưởng lão ra tay, hắn liền lẻn về đáy biển, trốn vào mình lãnh vực, cả ngày quân vậy không thể làm gì. Hợp ý mưu lợi dã thú thôi, còn mưu toan thành rồng. Đừng có nằm mộng. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng. Hắn miệt thị vẻ mặt hoàn toàn chọc giận đầu kia biển sâu thương long. Toàn bộ hải vực sóng nước hoàn toàn tăng, che khuất bầu trời, trùng điệp không ngừng, tựa như hồng thủy điên cuồng bạo tăng. Vùng lân cận hải vực mấy tòa Nojima trên, sơn xuyên con sông đều bị sóng biển đập sập, đến mức một mảnh hỗn độn, từ trên nhìn xuống tan tành. Sóng biển mãnh liệt thậm chí tới La Sinh đảo. Diệp Thần từ vòng quanh sóng biển bên trong tránh thoát được, dọc theo đường xéo lui về phía sau. Hắn một bên xem xét bốn phía, vừa tiếp tục lời nói khiêu khích. Biển sâu thương long một mực lưu lại ở hắn lãnh vực bên trong, chưa từng đạp cách nửa bước, nơi dùng chiêu số không thể đánh bại Diệp Thần. Nhưng giống vậy, Diệp Thần cũng không thể thế nào nó vì sao. Dưới cơn giận dữ, biển sâu thương long phía dưới sóng biển điên cuồng hội tụ, phá ra liền một cái dài đến ngàn dặm hắc động. Biển sâu thương long chìm vào hắc động, biến mất không gặp. Diệp Thần con người đông lại một cái, ánh mắt thay đổi. Hắn trên đỉnh đầu không bóng đen đầy vải, che khuất bầu trời, giống như mà thế hạ xuống.